Y đạo quan đồ. Chương 46, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Ăn cơm tối xong, Sở Yên Nhiên liền kéo tay Trương Dương đi bộ hóng gió. Mặt trời cũng chưa lặn hẳn, ánh tà dương chiếu rọi trên mặt hồ thiên thủy tạo thành nhiều sắc màu rực rỡ như cầu vồng. Dọc theo hòn đảo nhỏ, chân bước chậm rãi trên thảm cỏ xanh ngắt, sự mềm mại, nhẹ nhàng khiến người ta cứ cảm giác như đang bước trên một chiếc thảm len thượng hạng gió lướt nhẹ trên mặt hồ mang theo hơi nước mát lạnh thổi tới hai người bọn họ. Sở yên nhiên tâm tình vui sướng, giang rộng hai tay ra xoay hai vòng tại chỗ, cười nói Trương Dương. Hiện giờ ta mới phát hiện ra người cũng có điểm mạnh đó. Trương Dương liền nở nụ cười tà ác, giọng điệu đầy mập mờ nói cái của ta rất dài sao. Sở yên nhiên biết thằng nhãi này luôn có cái ý nghĩ chẳng ra gì đó, dứ dứ nắm tay nhỏ xinh của mình dọa nạt nói, người có tin ta ném người xuống hồ không? Trương Dương làm ra vẻ mặt vô cùng sợ hãi ngậm miệng lại không nói lời nào nữa. Nhìn lại một chút cảnh sắc xanh biếc xung quanh đây, hắn thở dài nhẹ giọng cảm thán nói, ở đây đẹp thật. Chẳng khác gì thế ngoại đào viên cả. Sở yên nhiên cười nói, đi, ta dẫn người ngắm nhìn một chút phong cảnh của mộng tiên hồ. Audio điện tử võ tấn bền Trương Dương theo sở yên nhiên tới bến tàu. Lúc ngồi lên cano, Trương Dương cuống quyết mặc áo phao cứu sinh vào, Thấy bộ dạng sợ hãi của hắn, Sở Yên Nhiên cười trêu hắn nhát gan nói, "Yên tâm đi, kỹ năng bơi lội của ta cũng khá giỏi, dù ngươi có chìm xuống tận đáy hồ ta cũng có thể vớt ngươi lên được." Trương Dương bán tín bán nghi cười nói, "Ta còn sợ ngươi chạy tới giữa hồ rồi ném ta xuống thì có." Sở Yên Nhiên cắn cắn môi dưới nói, "Cũng có thể." Sau tiếng động cơ nổ, chiếc cano chậm rãi rẽ sóng chạy xa dần bến tàu. Sau một lúc thì mặt trời cũng lặn hẳn, Ánh chiều tà vàng óng cũng phải nhường chỗ cho ánh trăng sáng trong, nhẹ nhàng soi dọi khắp trốn. Tiểu đảo màu xanh xa xa tựa như một chiếc lá phong, như si như mộng, trôi nổi dập dờn trên mặt nước. Sở yên nhiên tắt động cơ để cano trôi nổi theo từng đợt sóng nhẹ. Gió đêm xe xe lạnh thổi hắt hiu, ánh trăng sáng trong vắt, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, đôi thiên nga trắng đang lặng lẽ bơi cùng nhau. Cảnh sắc thơ mộng như vậy khiến hai người trẻ tuổi trương dương cùng sở yên nhiên ngắm nhìn đến ngây dại. Sở Yên Nhiên bỗng nhiên mở lời phá tan sự yên tĩnh này, ánh mắt nàng như mông lung nói, thật muốn thời gian dừng lại vĩnh viễn. Trương đại quan nhân cảm thán nói, bọn chúng tình cảm cũng thực mặn nồng quá đi. Con được giống ta, còn con cái giống ngươi. Sở Yên Nhiên liền đáp trả lại, nói bậy, hai con thiên nga này đều là được mà. Trương Dương cũng ngẩn cả người, mẹ nó chứ, lão tử đến cái thời đại gì thế này không biết, đến cả thiên nga cũng đồng tính luyến ái hay sao? Bỗng dưng trong đôi mắt đẹp như mặt nước hồ mùa thu của sở yên nhiên lại thoáng qua một tia yêu tư sổ muộn. Nàng nhỏ giọng nói, người biết không, trên sâu khấu người ta thường ca tụng tình yêu trung trinh của thiên nga trắng, kỳ thực ta cũng rất thích ngắm nhìn những con thiên nga trắng muốt xinh đẹp cao quý kia. Sở yên nhiên đột nhiên lại khởi động máy, chiếc cano phóng vọt đi. Đôi thiên nga trắng bị tiếng động lớn làm giật mình tỉnh giấc, cùng vẫy cánh bay về phía bầu trời đêm thăm thẳm. Sở Yên nhiên phóng cano đi được một khoảng khá xa mới phát hiện ra Trương Dương không còn ngồi trên cano nữa. Trương Dương đột nhiên biến mất làm nàng cũng phải giật mình, cuống cuồng quay đầu nhìn tứ phía xem xét, chợt nghe được tiếng đập nước khá mạnh ở đằng sau. Cái áo phao cứu hộ màu hồng của Trương đại quan nhân đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước cách khoảng hơn 100 thước. Trương Dương đang vẫy vùng trong màn nước lạnh giá, cố sức quơ quơ cánh tay lớn giọng kêu cứu cứu. Cứu mạng, ta không, ta không biết bơi sở yên nhiên vội vàng quay đầu cano lại, chậm rãi chạy tới sát bên người Trương Dương. Trương Dương vẻ mặt sợ hãi tột đột kêu gấp lên, nhanh, nhanh cứu ta. Đồ nhát gan, sở yên nhiên mắng nhẹ một tiếng rồi vươn tay kéo hắn lên. Nhưng mà cái cánh tay nhỏ bé kia của nàng lại không tài nào đủ sức kéo Trương Dương từ dưới nước lên cano được. Mắt thấy Trương Dương cũng sắp chìm nhìn tới nơi, sở yên nhiên cũng thấy có chút sợ hãi, luống cuống cởi giày cùng áo khoác ra, lấy cái đèn pin không thấm nước trong hộp dụng cụ rồi nhanh chóng nhảy xuống nước. Xem chừng trương đại quan nhân do bị ngâm nước lâu quá nên bị mất đi chi giác, cứ thế lặng lẽ chìm dần xuống đáy hồ. Sở yên nhiên nhanh chóng lặn xuống tới bên cạnh người hắn, vòng tay ôm eo hắn bơi ngược trở lên mặt nước. Thấy hai mắt hắn vẫn nhắm nghiền, tựa hồ như bị hôn mê, nàng cuống cuồng muốn đem trương dương lên cano, nhưng nàng cố gắng mấy lần cũng không tài nào đủn hắn lên cano được. Vừa vội vừa bực, thầm chửi thằng nhãi này chỉ được cái to mồm, trên đất bằng thì cường hãn thật đó, nhưng lúc vứt xuống nước thì chẳng khác nào một gã phế vật. Nàng thở dài, đành quay đầu nhìn lại bờ một chút, ước chừng cũng phải còn hơn 100 mét. Nếu như bình thường thì chắc chắn nàng cũng không thể vừa kéo một người vừa bơi một đoạn xa như vậy được, thế nhưng lần này lại liên quan tới mạng người, tự nhiên nàng cũng đành phải cố sức mà bơi vào bờ thôi chứ cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Vất vả lắm mới bơi tới bờ, kéo Trương Dương đang bất tỉnh nhân sự lên thảm cỏ xong, lúc này nàng mới đứng thở dốc một trận thừa sống thiếu chết. Mãi một lúc sau nàng mới tới bên người Trương Dương, vỗ vỗ nhẹ lên mặt hắn nhưng vẫn chẳng thấy hắn nhúc nhích tẹo nào. Vội vàng để ngón tay kề trước mũi hắn cũng không thấy hơi thở, sợ yên nhiên cuống cuồng cởi áo Trương Dương ra, áp tai lên ngực hắn, nhưng cũng không hề nghe thấy tim hắn đập một chút nào. Nàng sợ hãi thất thanh kêu lên, hai tay cứ lay lay người hắn, Trương Dương. Trương Dương, Người mau mau tỉnh lại đi, đừng có dọa ta nữa. Nhưng dù nàng có lay hắn bao cái đi chăng nữa, vậy mà hắn tuyệt nhiên cũng không có một chút phản ứng nào. Vì tâm tình đang sợ hãi nên sợ yên nhiên khó khăn lắm mới nhớ lại một chút kiến thức cấp cứu người bị chết đuối của mình. Nàng mau lẹ mở miệng trương dương ra, lấy một tay bịt mũi hắn lại, hít sâu một hơi rồi ngắm nghiền hai mắt lại, cúi gập người xuống, môi kề môi trương dương, thở mạnh ra thổi hơi vào miệng hắn. Trương đại quan nhân cũng bị tranh cảnh này làm bất ngờ, không tự chủ được mà giật mình nhẹ một cái. Chỉ tiếc rằng sở yên nhiên vì quá nóng lòng muốn cứu người nên cũng không để ý tới biến hóa rất nhỏ này của hắn. Nàng lại ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi rồi lần thứ hai kề sát miệng hắn, chỉ có điều mới thổi được có một nửa không khí thì nàng lại có cảm giác một đầu lưỡi ướt át nóng bỏng đang tham lam tiến vào trong miệng mình. Đôi mắt đẹp của sở nhiên nhiên đột nhiên mở lớn, khuôn mặt nàng toát ra vẻ xấu hổ cùng giận dữ cực độ đang định rứt môi mình ra khỏi cái miệng thối kia nhưng tiếc rằng miệng hắn cứ như bôi keo chết vậy, cố sức thế nào cũng không rứt ra được. Cùng lúc này thì bàn tay to bè của Trương Dương cũng vòng qua cái eo nhỏ của sở yên nhiên, kéo nàng ta sát lại gần hơn. Sở yên nhiên giận dữ tát mạnh một cái vào mặt Trương Dương, Trương Dương cũng không ngờ nàng ta lại xuất thủ nhanh như vậy, không kịp tránh né nên chát. Tiếng bạt tai giòn giã vang lên trong đêm tối. Sở yên nhiên cũng lợi dụng lúc Trương Dương còn đang ngẩn người vì bị tát, Nhanh chóng vùng thoát ra khỏi vòng tay hắn, đứng lên lấy ống tay áo xoa xoa môi mình. Nhìn thấy cái điệu cười xấu xa của thằng nhãi kia, lại nhớ tới nụ hôn đầu của mình vừa bị hắn cướp mất, mà hơn thế nữa, lúc nãy cái lưỡi tham lam của hắn còn làm loạn trong miệng mình. Sở Yên nhiên cắn môi trừng mắt, giơ chân định đạp một cái lên người Trương Dương đang nằm trên đất, nhưng không ngờ thằng nhãi này lại nhanh nhẹn cút sang một bên né được, vội vàng đứng dậy chắp hai tay lại, làm điệu bộ đáng thương nói: "Ta thực sự là không có cố ý." vừa rồi cũng là mới tỉnh lại, mấy cái cử động đó cũng đều là phản xạ có điều kiện mà thôi. Ngươi là đồ lưu manh." Sở Yên Nhiên vừa giận vừa thẹn đến vành mắt cũng đỏ cả lên. Trương Dương cười khổ nói, "Là ngươi thừa dịp ta bất tỉnh nhân sự hôn trộm ta, thế nào giờ ta lại thành lưu manh rồi." Sở Yên Nhiên hậm hực đáp trả lại, "Đồ đều, ta chỉ biết ngươi là đồ lưu manh, đồ tiểu nhân bị ổi. Dù sao ta cũng bị ngươi hôn rồi." nếu ngươi không muốn chịu trách nhiệm thì ta cũng chẳng còn biện pháp gì cả sở yên nhiên thấy bộ dạng lưu manh của hắn lửa giận cũng không tài nào phát tiết được ngẫm lại thì quả thật mình cũng tạo cho thằng nhãi đó cơ hội còn gì chẳng phải do mình vội vàng muốn cứu người nên mới làm hô hấp nhân tạo nếu không thì sao cái lưỡi tham lam của thằng nhãi đó làm loạn được thấy sở yên nhiên thực sự là tức giận cực độ trương dương cũng không ngờ tới một nữ tử thường ngày rộng rãi phóng khoáng như vậy lại để tâm tới cái chuyện nhỏ này Trương đại quan nhân thừa biết mấy vị tiểu thư nhà giàu này rất rụt rè về chuyện nam nữ, biết rằng không nên đề cập tới vấn đề này nữa. Hắn liền giả ra bộ dạng nghiêm trang nói lảng sang chuyện khác, cano còn ở giữa hồ, chúng ta làm sao mà trở lại được đây? Sở yên nhiên lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, chiếc cano càng lúc càng bị sóng đánh giạt ra xa hơn. Nàng cắn cắn môi dưới, một lần nữa lại tiến sát tới bờ hồ, Trương Dương ở phía sau lớn giọng hô cẩn thận đó sở yên nhiên không thèm để ý tới hắn thế nhưng mặt cười lại toát một tia ngượng ngùng khó hiểu đôi cánh tay nhỏ bé chầm chậm quạt nước bơi đến chiếc cano nước hồ đêm mát lạnh làm bình ổn lại tâm tình đang loạn như ma của nàng lúc này nàng mới nhớ tới biểu hiện tối nay của trương dương vô cùng kỳ quái phải chăng từ đầu hắn đã cố ý muốn lừa mình ngẫm lại tính tình thường ngày của hắn sở yên nhiên càng chắc chắn khả năng hắn lừa mình là rất cao nàng quay đầu lại liếc nhìn trương dương trên bờ một cái trong lòng bỗng nhiên nảy ra một kế, thân thể nàng cũng chậm rãi lặn xuống màn nước tối đen. Trương Dương đang chăm chú theo dõi động tính của sở yên nhiên, bỗng nhiên không thấy tung tích của nàng đâu, một lúc lâu sau cũng không thấy chút động tĩnh nào, mặt hồ vẫn tĩnh lặng như trước. Trương Đại Quan Nhân cũng luống cuống, hai tay hắn bác loa lên miệng gọi to tên của sở yên nhiên, mãi một lúc sau mới thấy một cánh tay nhỏ bé trắng muốt từ dưới nước thò lên, rồi lại chậm rãi chìm dần chìm dần xuống màn nước. Trương Dương cũng sợ hãi cực độ, không suy nghĩ nhiều mà nhảy ngay xuống hồ. Thực ra thằng nhãi này không chỉ biết bơi mà còn bơi giỏi nữa là đằng khác, động tác, thân thể hắn chẳng khác gì kinh ngư dưới nước, dùng một tốc độ nhanh kinh người bơi tới chỗ sở yên nhiên bị chìm. Lúc tới nơi thấy sở yên nhiên đang chìm dần xuống đáy hồ, Trương Dương liền ôm ngang eo nàng, bơi kéo nàng ngược trở lại mặt nước. Sở yên nhiên vẫn không có chút động tính gì vẫn nằm lặng im trong lòng Trương Dương, nhưng trong lòng nàng cũng thầm chửi rủa thằng nhãi Trương Dương đê tiện, hắn dám lợi dụng sự đồng cảm của mình để chiếm tiện nghi. Lưu manh, đê tiện, vô sỉ. Vì hai người dán sát vào nhau nên Trương Dương cũng cảm nhận được mạch cùng nhịp tim của sở yên nhiên trong lòng mình, biết rằng nàng ta chỉ giả bộ để lừa mình mà thôi. Tiểu nha đầu này chắc hẳn vẫn còn nghi ngờ mình nên mới dùng chiêu gậy ông đập lưng ông này khảo nghiệm lại mình. Trương đại quan nhân cũng thầm than, coi bộ hành vi phạm tội của mình bị bại lộ rồi. Trương Dương kéo Sở Yên Nhiên lên cano, nhanh nhẹn tới sát bên người nàng ta chuẩn bị bộ dạng như muốn làm hô hấp nhân tạo giống như vừa rồi Sở Yên Nhiên làm. Sở Yên Nhiên vẫn lẳng lặng nằm yên đợi, chờ đến lúc cái miệng của Trương Dương sắp chạm tới miệng nàng thì nàng mới bất chợt phung tay định bạt tai hắn một cái thật đau. Nhưng không có ngờ Trương Đại Quan Nhân đã sớm phòng bị từ trước, hắn tóm gọn cổ tay nàng, mặt cười nói, định ám toán ta sao? Đâu có dễ dàng như vậy. Lúc này đôi mặt đẹp to tròn của sở yên nhiên mới mở ra, nàng thổi phi phi nói, người không phải nói là mình không biết bơi sao. Trương Dương cười tủm tỉm đáp trả, từ nhỏ tư chất ta đã thông minh, nhìn qua một lần là không quên được. Cũng là lúc nãy trông thấy người bơi nên mới học được. Sở yên nhiên lúc này mới biết cái mặt thằng nhãi này dày tới mức độ nào, cố gắng giấy dụa nói, không tính. Ta nhất định phải đánh ngươi. Trương Dương thấy không thể lay chuyển được nàng ta, đành buông tay nàng ta ra thở dài nói cũng được. Tùy ngươi, sở yên nhiên lại một lần nữa vung tay phải lên, nhưng trông thấy cái bộ dạng hai mắt nhắm chặt chuẩn bị anh dũng hy sinh của hắn, nàng cũng không đành lòng bà tai hắn nữa, chỉ nở nụ cười rồi ra sức véo tai hắn nói, lưu manh. Lần sau còn dám gạt ta nữa, ta nhất định sẽ không khách khí với người đâu đó. Đêm đó Trương Dương ở lại biệt thự của sở Trấn Nam, thằng nhãi này thực chẳng có cái khái niệm lạ nhà là gì, Ngủ ngon lành một mạch tới tận 10 giờ sáng hôm sau, mãi tới lúc Sở Yên Nhiên tới gọi hắn mới lưỡng thững dậy. Thân thể Sở Trấn Nam hiển nhiên cũng bình phục lại rất nhiều, từ sáng sớm hắn đã ngồi nói chuyện với Hồng Trường Vũ. Gã Hồng Trường Vũ này cũng không phải là một người tầm thường, tuy rằng trước kia hắn chỉ là một gã thông tấn viên của Sở Trấn Nam, nhưng hiện giờ lại giữ chức chính ủy quân sự tại phân khu ở Tĩnh An này, bên cạnh đó hắn cũng là một thành viên trong ủy ban thường vụ thành phố. Trước đây Sở Trấn Nam dốc lòng bồi dưỡng, lại đối đãi với hắn như con ruột, tuy giờ hắn đã làm quan to nhưng thỉnh thoảng cũng về đây thăm Sở Trấn Nam, cũng như trách nhiệm một người con trai về thăm nom cha. Trương Dương cũng thập phần hứng thú với chuyện tình của gia đình họ Sở này. Bởi vậy trong bữa ăn sáng, Trương Dương cũng nghi hoặc hỏi thẳng Sở Yên Nhiên, "Ta vẫn không biết tại sao ngươi lại lấy họ mẹ vậy?" Sở Yên Nhiên hiển nhiên vẫn còn chưa quên được chuyện tình tối hôm qua liếc mắt lườm hắn tức giận nói, ngươi quản được sao? Trương Dương thở dài nói, ta cũng không ngờ ngươi lại là một người có mới nới cũ, qua cầu rút ván. Lúc nhờ xong việc là lại lên giọng, làm cái điệu bộ cao cao tại thượng khinh người như vậy. Sao ngươi bây giờ lại khác xa cái lúc ăn nói khép nép cầu cạnh ta thế nhỉ? Sở yên nhiên chừng mắt nói, ai ăn nói khép nép? Ngươi chỉ là một gã chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình nhỏ bé, ta mà phải sợ sao? chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình thì sao? Ta cũng là một cán bộ nhà nước, là một người lao động kiếm sống chân chính, không giống như một số người, chỉ biết dựa dẫm vào gia đình mãi. Ta xem người cũng chỉ là mệnh tốt hơn người nên mới được sinh ra trong gia đình đại phú đại quý. Nếu như người cũng giống như bọn ta, sinh ra trong một gia đình nông dân phổ thông thì chắc chắn người sẽ không được ăn ngon mặc đẹp như vậy, mà phải làm việc quần quật cả ngày kiếm cơm. Tôi đến cũng không được nhàn rỗi, phải đăng đèn đánh đêm, sinh thêm vài thằng con trai nữa cơ. Sở Yên Nhiên đỏ mặt mắng lớn, đồ hạ lưu. Trương Dương cười hì hì nói, kỳ thực nếu ngươi mà ở nông thôn, người ta cũng chưa chắc muốn nhắm ngươi đâu. Người ta là thích những nữ nhân eo hơi lớn, mông to một chút như vậy mới có thể sinh được nhiều con. Ngươi xem, eo ngươi nhỏ như vậy, chắc hẳn bẩm sinh không có cái tài năng sinh nhiều con kia rồi, phỏng chừng cũng thuộc loại sinh đẻ có kế hoạch đó. Sở Yên Nhiên thừa biết thằng nhãi này đang cố ý muốn chọc giận mình nàng cũng đáp trả lại một cách đầy mỉa mai, vậy sao ngươi không đi tìm một bà cô mông to mà sinh một đàn con đi, suốt ngày bám theo ta làm gì? Trương đại quan nhân cũng thấy bực mình, sao cô nàng họ sở này lại chẳng biết tí lý lẽ nào như vậy được nhỉ ta mà phải bám gót ngươi sao? Là ai đáng thương chạy từ tĩnh An tới tận xã Hắc Sơn tử vậy? Chỉ còn thiếu mỗi bước lấy thân báo đáp ta nữa thôi. Phải nói là ngươi bám theo ta mới đúng chứ? Sở yên nhiên hừ lạnh một tiếng nói, nực cười ngươi thử đến bên hồ soi lại cái bản mặt của ngươi đi. Mặt mũi thì đen thui như than, trời sinh một cái tướng mạo của đám bần nông tầm thường. Dáng vẻ ngươi quê mùa thì cứ mặc mấy đồ quê mùa đi, cần gì phải mặc mấy đồ hàng hiệu đó làm gì. Ngươi cho rằng ngươi chỉ cần mặc vest tông đeo caravat là thành quý tộc sao. Ngươi hay vỗ ngực lắm mà, thế có người thấy mùi của bụi bặm đất cát vang ra hay không? Vậy ngươi nghĩ mình là quý tộc chắc, ngươi tưởng mình cao quý lắm sao? Lúc đi giải quyết nỗi buồn chẳng phải cũng giống dân đen chúng ta sao? Ta thấy ngồi nhà xí hú đất cũng chẳng khác gì mấy cái bồn cầu tự hoại của các ngươi cả. Hai người đấu võ mồm bắt đầu leo thang, Sở Yên Nhiên cùng Tiểu Trương chủ nhiệm thi thoảng lại gân cổ đưa các bằng chứng ra biện luận. Quân tử động khẩu không động thủ, đáng tiếc người ta lại là nữ tử chứ không phải quân tử, Sở Yên Nhiên cầm cả mấy cái bánh kem trên bàn nhằm Trương Dương mà đáp. Trương Dương ngửa người ta phía sau, cái ghế nghiêng về phía sau tới 40 năm độ, nhẹ nhàng tránh khỏi loạt bánh kem tập kích của sở yên nhiên, sau đó tủm tỉm cười ngồi lại đàng hoàng, nhún vãi nói quân tử động khẩu không động thủ a à? người Ngươi mà là quân tử sao? Ngươi là một kẻ lưu manh thì có. Sở yên nhiên oang oang khẳng định chắc như đinh đóng cột vậy. Trương Dương thở dài một hơi, người nói giống như ta là lưu manh chuyên gia ngoài gây tai họa cho con gái nhà lành. Còn ngươi chính nghĩa như vậy, vậy thì xả thân thủ nghĩa, hy sinh bản thân cứu lấy vô số các cô gái thiện lương trên thế giới này đi. người nói đó là một việc đầy ý nghĩa mà. sở yên nhiên lườm hắn nói, ta đây nhiều ủy khuất a. À? ta nói ngươi sao lại ích kỷ như thế a, à? một chút tinh thần hy sinh vì nghĩa cũng không có. trương dương nói, đó là bởi vì ngươi vẫn chưa làm cho ta có động lực vượt lửa qua sông, vượt qua khó khăn. trương dương cười nói, ta biết trong mắt ngươi, ta chỉ là một tên nông dân chân đất mắt vét nhưng người trong mắt ta cũng chỉ là một cục đất mặn thôi. Chúng ta ai cũng như nhau cả thôi, đừng có ghét nhau. Cứ mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Sở yên nhiên không nhịn được bật cười khanh khách, nàng chỉ vào trương dương nói, người thật là không biết xấu hổ. Cần câu uốn cong lại như chữ C, sở chấn nam kiên nhẫn kéo nửa giờ, cuối cùng cũng kéo được một con cá chấm đen nặng tới 7 cân lên. Hồng trường vũ vội vàng giúp lão gỡ con cá khỏi lưới câu, thả vào thùng nước, hắn vui cười hớn hở nói lão ra tử đúng là hùng phong không giảm sở trấn nam nhìn thành quả của chính mình trên mặt tràn ngập vẻ đắc ý xa xa truyền đến tiếng cười vui vẻ lão ngẩng đầu lên nhìn về phía sân thể thao trong biệt thự thấy trương dương cùng sở yên nhiên đang vui vẻ đánh cầu lông ở đó lão bất giác nở nụ cười lão nhớ đã rất lâu rồi đứa cháu gái đã không có được vui vẻ như vậy hồng trường vũ cũng nhìn lên trên đó thấp giọng nói với sở chấn nam, lão gia tử có thấy hình như sở yên nhiên đối với tiểu tử kia có chút đặc biệt. Sở chấn nam nhìn hồng trường vũ một chút rồi nói, không thấy. Hồng trường vũ cười đầy thâm ý, yên nhiên cũng lớn rồi a. À. Sở chấn nam mắng, tiểu tử ngươi muốn nói cái gì thì nói ra đi. Đừng có vòng vo trước mặt. Hồng trường vũ mặc dù bây giờ đã là chính ủy phân khu tĩnh an, nhưng trước mặt sở chấn nam vẫn là một tên tiểu thông tín viên, lão muốn mắng thì mắng. Hồng Trường Vũ bị lão mắng nhiều thành quen rồi, hắn cười nói, lão gia tử, ta hôm qua đã điều tra qua một chút. Trương Dương chỉ là một chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình ở xã Hắc Sơn Tử, ngụ ý của hắn hẳn là muốn nói Trương Dương cùng sở yên nhiên khoảng cách thân thế quả thật là quá cách xa nhau. Sở Trấn Nam nhíu mày, ta nói tiểu tử nhà ngươi từ lúc nào học được cái thói phân chia giai cấp ấy vậy. Đừng có nói tiểu trương là làm cái gì, chỉ cần sở yên nhiên vui vẻ ta đều tán thành cả hai tai. Ngươi còn trẻ như vậy, sao mà đầu óc còn sơ cứng hơn cả ta?" Hồng Trường Vũ thấp giọng nói, "Tống bí thư yêu quý nhất chính là Yên Nhiên." Khuôn mặt Sở Trấn Nam trở nên xanh ngắt, lão căm tức nhìn Hồng Trường Vũ khiến cho đáy lòng Hồng Trường Vũ có chút sợ hãi. Sở Trấn Nam bỗng nhiên giơ chân lên tống cho Hồng Trường Vũ một đạp, "Hắn là cái chó má gì? Yên Nhiên là cháu gái yêu của lão Sở ta." "Hồng Trường Vũ a Hồng Trường Vũ, ngươi theo lão tử 30 năm." lão tử không ngờ người là cái loại ăn cây táo rào cây sung như thế a à. hồng trường vũ cuống quyết giải thích lão gia tử ta làm gì có ý tứ đó nhưng dù sao tống bí thư cũng áp trà yên nhiên thật thối lắm người hôm nay sao lại cứ thích chọc giận lão tử a à. cút ngay cho ta cút cút ngay sở trấn nam vung cả cái cần câu trên tay lên rất có thể nếu hồng trường vũ mà cô rời đi chắc lão sẽ không ngại mà xuất thủ hồng trường vũ dở khóc dở cười gật đầu lão gia tử ta đi, ta đi ngay đây, ngài đừng có nóng giận a, à. ta trước giờ vẫn theo ngài, cái loại chuyện ăn cây táo rào cây sung ta tuyệt đối không làm. Hồng Trường Vũ mặt xám xịt vội chạy lên trên, chạy ngang qua mặt sở yên nhiên, nàng cười hỏi, Hồng Thúc, người lại bị sở tư lệnh mắng hả? Hồng Trường Vũ quay đầu lại nhìn về hướng sở Trấn Nam, lắc đầu cười khổ, không chỉ mắng a, à. Thiếu chút nữa thì ăn cả cái cần câu ấy. Sở yên nhiên nghe thế bật cười khanh khách, Hồng Trường Vũ lại thở dài nói: Hôm qua ta gặp cha ngươi, ông ấy nói muốn gặp ngươi. Sở Yên Nhiên đang tươi cười nghe thấy Hồng Trường Vũ nói vậy thì ngưng bật, mặt cao cao cắn môi nói: Trừ khi mẹ ta có thể sống lại. Hồng Trường Vũ lắc đầu, Yên Nhiên, có một câu Hồng Thúc muốn nói với ngươi, mẹ ngươi cũng đã qua đời lâu như vây, ngươi đừng chìm đắm mãi trong bi thương như thế. Ngươi còn trẻ, còn cả một cuộc sống trước mắt. Sở Yên Nhiên rừng dưng cắt đứt lời hắn, Hồng Thúc con đường ta đi thế nào từ ta rõ. Hồng Trường Vũ thấy sở chấn nam đang nhìn chằm chằm về phía này nên không dám nói nhiều, cuống quyết rời đi. Trương Dương thấy sở yên nhiên như vật trong tâm cũng có chút cảm thông, xem ra sở yên nhiên cũng không phải là người nông hổi như tính cách bên ngoài, thầm than xem ra mỗi gia đình đều có cái khó riêng. Trương Dương đây là lần đầu tiên khu tĩnh An thuộc tỉnh Bắc Nguyên cho nên hắn cũng không có vội vã trở về. Hôm thứ Sáu, Sở Yên Nhiên có bảo sẽ đưa hắn đi mấy danh thắng lại Tĩnh An này. Tuy rằng Sở Yên Nhiên cùng hắn thường xuyên đấu võ mồm, nhưng đối với hắn thực sự là không tệ, để cảm tạ Công Trương Dương trị bệnh cho ông ngoại, nàng còn đặc biệt đi mua cho hắn hai bộ quần áo thể thao. Dựa theo lời nàng nói, đây là giúp hắn giảm bớt cái khí chất nông dân. Tối đó Sở Yên Nhiên mang hắn tới Tĩnh An Triều Châu Hải quán dùng cơm, tuy rằng Bắc Nguyên không phải là một tỉnh giáp với biển, thế nhưng dân ở đây đối với hải sản lại rất có hứng thú. Triều Châu Hải Quán cũng là một quán rất rất nổi tiếng về hải sản và có thể nói là xa hoa bậc nhất tại Tĩnh An. Về điểm này chỉ nhìn những chiếc ô tô đỗ tại bãi đỗ cũng đủ thấy được. Trương Dương cùng Sở Yên Nhiên bước xuống xe, nhìn bãi đỗ xe đầy xe là biển công, xem chừng bây giờ ăn công uống công rất là thịnh hành a. À. Hai người sóng vai bước vào cửa lớn nhà hàng, một nữ tiếp tân tiến tới tươi cười lộ ra má lúm đồng tiền hỏi: Chúc tiên sinh cùng tiểu thư một buổi tối tuyệt vời. Xin hỏi hai người có đặt trước chưa ạ? Trương Dương lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía cô gái đừng bàn tiếp tân, sau đó không tự chủ được nhìn xuống chỗ vạt váy xẻ. Sở Yên Nhiên thấy ánh mắt của hắn, nhịn không được nhéo tay hắn một cái, Trương Dương lúc này mới thu hồi ánh mắt cười nói, không có được trước a. À? Ngươi tới an bài đi. Cô nhân viên phục vụ đi phía trước dẫn bọn họ tiến vào đại sảnh, Trương Dương nhìn cái mông cong mà than sườn xám thực sự là gợi cảm a. À? Hai người chọn một bàn tại lâu hai để ngồi ánh mắt trương dương vẫn cứ nhìn theo cô tiếp tân xinh đẹp ấy cho tới tận khi bóng nàng khuất hẳn sau cầu thang sở yên nhiên nhấc chân dẫm thật mạnh lên chân trương dương một nhát làm hắn đau tới mức kêu lên thảm thiết sở yên nhiên ngang ngược nói đã xem đủ chưa trương dương vẻ mặt đau khổ gật gật đầu mông lớn eo thon vừa nhìn đã biết là rất mắn rồi sở yên nhiên nói mà trong lời nói mang theo một cỗ ý vị lạ trương dương cười nói người thật là không biết đạo lý a à người ta còn không gấp người gấp cái gì hơn nữa đấy là người ta tự lộ ngực hở đùi đó chứ nếu không xem thì hoài của lắm a à. nếu ngươi không cho ta nhìn người khác vậy ngươi lộ ra cho ta xem đi tiểu tử này dừng lại một chút rồi nói kỳ thực nhìn chân nàng còn không đẹp bằng ngươi a à. hắn vừa nói vừa nhớ lại sự việc lần trước gặp sở yên nhiên trên núi sở yên nhiên đỏ mặt ra vẻ tức giận đứng lên ngấu nghiến dẫm chân trương dương thật mạnh rồi mới gọi món ăn từ chỗ bọn họ có thể vừa vặn nhìn thấy khung cảnh rực rỡ ngoài phố. Từ lúc sống lại tới giờ, Tĩnh An chính là thành phố lớn nhất mà Trương Đại Thần Y đi qua, nơi này thuộc tỉnh Bắc Nguyên, về sự phồn hoa thì Xuân Dương lạc hậu kia không thể so sánh nổi. Trương Dương bỗng nhiên cảm thấy thời đại này thật rộng lớn, với hùng tâm tráng trí vốn có của hắn, một cái xã Hắc Sơn tử nho nhỏ hiển nhiên không thể làm hắn thỏa mãn. Đúng là có đi mới phát hiện bản thân mình thật nhỏ bé. Sở yên nhiên nhìn bộ dạng xuất thần của hắn, hiếu kỳ hỏi, đang suy nghĩ cái gì vậy? Trương Dương nói, ta đang nghĩ xem liệu bao giờ thì mình có thể trở thành quan chức cấp tỉnh thành. Sở yên nhiên cười khanh khách, dễ mà, cứ tưởng tượng đi, tưởng tương nhi mình là chủ tịch nước cũng được. Sau đó lại thở dài nói, vì sao đám nam nhân các ngươi đều suốt ngày mưu cầu danh với với quan chức như vậy nhỉ? Càng làm quan to, con người sống lại càng mệt mỏi. Nhìn cái mũ ô xa hào nhóng lắm, nhưng kỳ thật nó là cái vòng kim cô, nó sẽ làm người mất đi chính bản thân mình. Có lẽ con người cần nhất là sự thỏa mãn, mà sự thỏa mãn ấy là sự tôn trọng tôn kính của người khác với bản thân mình. Mà tại xã hội này, làm quan chính là phương thức thu được sự tôn trọng từ người khác, người càng làm quan lớn thì càng nhiều người kính trọng người, sự kính trọng đối với người càng lớn. Có thể nói rằng sự thỏa mãn này đối với các công việc khác không thể có được. Trương Dương trả lời. Sở yên nhiên phản bác lại, hư vinh. Cứ cho là người thực sự làm đại quan, nhưng phía trên kiểu gì cũng có người quản ngươi làm sao có thể có được tự do. Một người ngay cả tự do của bản thân mình cũng không có, nói gì đến sự thỏa mãn. Trương Dương không thể không công nhận rằng lời sở yên nhiên nói cũng có đạo lý, hắn thấp giọng nói, một người mà bị cho cái mua ô xa làm cho mệt mỏi, đó là kẻ không có bản lĩnh, là người không thích hợp với quan trường. Một người trong thể chế có thể như cá gặp nước, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, sở yên nhiên cắt ngang lời hắn, thứ cho ta nói thẳng. Người đó cũng không phải là ngươi. Trương Dương hắc hắc cười, ờ thì cũng đúng, chứ nếu không bây giờ ta đã không chỉ là một chủ nhiệm kế hoạch hóa gia đình. Sở yên nhiên cười nhàn nhạt, nhạt mang theo phần thương cảm nói, quan trường thực sự không phải là một địa phương tốt. Đều nói người có chức vị phải trí công vô tư, nhưng làm gì có người có thể chân chính làm như vậy. Trí công vô tư là phải xem nhẹ tình bạn, tình thân, lục thân bất nhận, sở yên nhiên đột nhiên ngập ngừng một chút rồi nói tiếp với hắn, một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch, quan chức cùng làm người chính là hai việc cực kỳ mâu thuẫn với nhua. Trương Dương Tịnh không rõ vì sao sở yên nhiên đối với quan trường lại có cảm xúc kỳ thị đến như vậy. Đại khái có thể bởi nàng sinh ra trong một gia đình đại quan rồi, quen nhìn thói quen với sinh hoạt nên mới biết nhân tình ấm lạnh ra sao. Tóm lại, Trương Dương tổng kết một câu, kẻ no sao có thể biết cảm giác thằng đói, ở vào địa vị sở yên nhiên, nàng vĩnh viễn không thể hiểu được, không thể lý giải được khát vọng quyền lực cầu một chủ nhiệm kế hoạch hóa gia đình hắn. Lúc quay về bãi đỗ xe, thấy thân ảnh một người đang lén lén lút lút chụp ảnh, hắn chụp là một một lo những biển số xe trong bãi. Lúc này có bốn người đi vào, thấy có một kẻ đang lén lút chụp ảnh, một người trong đó cả giận quát, này. Người làm cái gì đó? Bốn người nhanh chóng súng tói, thanh niên nhân chụp ảnh kia cuống quyết giải thích, ta ta đi ngang qua. Thối lắm, đưa máy ảnh ra đây. Tên thanh niên kia thấy bị người ta nhìn thấy hết rồi, vội vàng xoay người lại bỏ chạy về phía Trương Dương. Có ba gã đuổi theo hắn, lúc chạy tới gần chỗ Trương Dương thì đuổi kịp thanh niên kia, một tên túm lấy tay hắn kéo ngã ra đất, một tên khác giật lấy máy ảnh, thanh niên kia phẫn nộ kêu lên, ta là ký giả của Bắc Nguyên Nhật Báo, các ngươi, nói còn chưa dứt lời đã bị ăn một đấm. Sau đó một tên trong ba tên kia tháo cuộc phim máy ảnh ra, vứt máy ảnh trả lại cho hắn, cút đi thanh niên nhân không dám dừng lại, mặt xám xịt bò dậy đi ra ngoài. Ba gã nam tử nhìn Trương Dương cùng yên nhiên tràn ngập vẻ cảnh giác, nhìn cái gì mà nhìn. Trung niên nam tử còn lại trong bốn người đi từ phía xa xa kia lại, khi thấy sở yên nhiên hắn sửng sốt, yên nhiên, thế nào lại là ngươi? Người tới là bí thư thị ủy tĩnh an tôn quốc bình. Sở yên nhiên đã nhận ra hắn từ nãy chỉ là không thèm chủ động tiến tới chào hỏi mà thôi. Nàng đáp lời, tôn thúc. Tôn Quốc Bình mỉm cười, trùng hợp thật a. À. Nghe cha ngươi nói ngươi vẫn ở Kinh Sơn, trở về lúc nào thế? Cha ngươi biết chưa? Ta về thăm ông ngoại. Tôn Quốc Bình hiển nhiên đối với tình huống nhà sở yên nhiên thì thập phần rõ ràng. Ha hả cười lên, ánh mắt đáo qua Trương Dương một chút, sau đó rất nhanh trở lại yên nhiên, tiểu đồng mấy hôm trước đã từ anh trở về, mấy ngày nay đều nhắc tới ngươi suốt. Lúc nào rảnh qua nhà ta chơi, các người từ bế tới giờ vẫn như tỉ muội vậy sở yên nhiên nhàn nhạt cười, vâng, tôn thúc, ta còn có việc, xin phép đi trước. Nàng cùng Trương Dương lên xe, quay lại hướng Tôn Quốc Bình vẫy tay rồi rời đi. Mãi tới lúc xe hai người khuất đi, Tôn Quốc Bình mới bước lên ô tô, hắn thở dài cầm lấy điện thoại gọi đi, tống bí thư, muộn như vậy thật không dám quấy rầy nghiệp, nhưng là vừa rồi ở Triều Châu Hải quán ta có gặp yên nhiên. chương 47, cuộc khảo sát của An Lão Tiên Sinh. Sở Yên Nhiên vừa lên xe liền gọi điện thoại ông ngoại, Trương Dương có việc bận ở xã nhà, có lẽ cháu phải chạy cả đêm chờ hắn về để xử lý. Trương Dương cũng giở khóc giở cười nhìn Sở Yên Nhiên, hắn cũng nhận ra được một điều rằng, hóa ra nàng ta không hòa hợp với cha lắm, sợ rằng cái lão họ tôn kia sẽ báo lại cha của nàng sự tình vừa rồi ở nhà hàng hải sản, bởi vậy mà nàng ta mới tìm cách để mau mau chuồn đi trương dương cũng buồn chán nằm dài trên ghế ta cũng không biết tại sao ngươi phải sợ cha ngươi đến vậy đôi mắt đẹp của sở yên nhiên cũng trở lên mông lung mờ ảo ánh mắt mang chút man mác buồn nhẹ giọng nói ta không có sợ mà là hận trương dương cũng chẳng có hứng thú với chuyện gia đình người khác chuyển đề tài nói người định chạy suốt đêm thật đấy à sở yên nhiên gật đầu nói ở lại chỗ đó chỉ làm ta càng thấy bực mình hơn mà thôi trương dương ngáp dài một cái đáp ta đi ngủ trước người thích đi đâu thì đi. Nhưng mà ta báo trước, nếu người muốn cướp thì tiền ta không có đâu, chỉ có chút nhan sắc này, nếu người muốn thì ta cũng đành hầu hạ. Bí thư thành phố Tống Hoài Minh cả đêm trần trọc khó ngủ. Cúp điện thoại của Tôn Quốc Bình xong, hắn do dự một hồi lâu mới lại cầm ống nghe lên quay một dãy số. Nhưng rồi hắn lại buông ống nghe xuống, rút ra một điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi dài, rồi thả người tựa vào thành ghế, sắc mặt đượm vẻ cô đơn trống trải. Sau một lúc, dường như là đã lấy đủ dũng khí hắn lại một lần nữa định nhấc ống nghe lên thì đúng này điện thoại lại kêu lên tống hoài minh nhấc ống nghe lên không đợi hắn nói thì đầu dây bên kia đã chuyển đến tiếng giống đầy giận dữ của sở trấn nam tống hoài minh ta đã cảnh cáo ngươi không được tới gần sở yên nhiên nữa ngươi làm tổn cháu gái ta còn chưa đủ hay sao vất vả lắm ta mới khuyên nó về đây thăm ta được một chút ngươi lại muốn bước nó rời đi là sao cha ta không phải cha ngươi Ta là ông ngoại của Yên Nhiên, ta là cha của Tĩnh Chi, không phải là cha của ngươi. Ngươi và Sở gia ta đều không có quan hệ gì hết. Cha, cái chết của Tĩnh Chi là ngoài ý muốn. Tống Hoài Minh, ngươi nhớ kỹ cho ta, cho dù ngươi là quan to đến đâu, cho dù ngươi giàu có đến nhường nào đi chăng nữa, mặc kệ hình tượng của ngươi trước dân chúng ra sao, nhưng cả đời này ngươi vĩnh viễn không thể phủ nhận ngươi là hung thủ đã hại chết con gái ta. Sở Trấn Nam nói xong cũng giận dữ cắt điện thoại cái rụp. Tống Hoài Minh cũng bị dọa tới ngây người, tay cứ giữ ống nghe điện thoại tới 5 phút sau mới chậm rãi để xuống. Hắn lại đang chuẩn bị hút thuốc tiếp thì cửa phòng bỗng nhiên nhẹ nhàng mở ra. Vợ hắn, Liễu Ngọc Oánh cũng là hiệu trưởng trường trung học bậc nhất tại Tĩnh An, nàng bưng tới một chén canh hạt sen cho hắn dùng. Nàng chậm rãi đặt chén canh hạt sen trên bàn, rồi vòng ra phía sau lưng Tống Hoài Minh, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho hắn nàng nhỏ giọng nói, là cha gọi điện tới à. Tống Hoài Minh cũng cười khổ, vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay nàng, thấp giọng nói, sao nàng biết. Nếu không phải là cha thì sao có thể khiến người sầu não đến như vậy được. Tống Hoài Minh thở dài nói, 10 năm rồi, 10 năm nay ta sống cũng không thấy thoải mái một chút nào. Tràng cảnh ngày hôm đó vẫn cứ hiện về trong tâm trí ta. Nếu như tĩnh chi không có tham gia đội cứu hộ cơn địa chấn ngày hôm đó, nếu như ta có thể để ý tới nàng nhiều hơn một chút. Nếu như, Tống Hoài Minh chậm rãi nhắm chặt hai mắt mình lại, cảm giác trong mắt đã có chút lệ nóng. Liễu Ngọc Oánh ở phía sau ôn nhu ôm lấy thân thể hắn, dùng má mình áp sát vào mặt hắn, Hoài Minh. Đó là sự việc ngoài ý muốn, người cũng đừng lên tự trách mình nữa. Tống Hoài Minh nắm chặt đôi bàn tay của vợ mình, giọng điệu nặng nề nói, ta thực sự không thấy yên tâm nhất chính là yên nhiên. Liễu Ngọc Oánh nhỏ giọng nói, ta tin tưởng một ngày nào đó, nàng ta sẽ giải khai nỗi khổ tâm trong lòng ngươi. Ô tô đột nhiên lạc hướng làm Trương Dương đang mơ đẹp cũng phải giật mình tỉnh giấc. Vừa rồi suýt chút nữa ô tô của họ đâm vào chiếc xe tải chạy ngược chiều, vào đúng thời khắc mấu chốt sở yên nhiên liền quạt tay lái lách xe sang một bên, thoát được trong đường tơ kẽ tóc. Sự tình đáng sợ như vậy cũng làm phần áo sau lưng nàng ta ướt sũng mồ hôi lạnh. Sở yên nhiên đánh xe tấp vào lề đường, đột nhiên lại gục mặt trên vô lăng khóc nức nở ánh mắt trương dương cũng tràn ngập đồng tình nhìn nàng ta do dự một lúc lâu sau mới vươn tay vỗ nhẹ lên vai nàng ta mấy cái nhỏ giọng khuyên nhủ cứ khóc thật to đi ta không ngại cho ngươi mượn bờ vai đâu sở yên nhiên cũng tựa luôn vào vai hắn khóc giống lên tựa hồ như khóc thôi cũng chưa đủ phát tiết hết toàn bộ bi thương cùng sầu muộn trong lòng đôi tay nhỏ bé của nàng cũng cứ thế đấm thùm thụp lên ngực trương dương tiểu trương chủ nhiệm vẻ mặt đau khổ yên lặng để nàng ta đánh, lần này coi bộ phải làm bao cát miễn phí cho người đẹp rồi. Nước mắt của người đẹp cũng làm phần áo một bên vai của Trương Dương ướt súng, lúc này Trương Dương mới nhẹ giọng nói, nước mắt thì còn được, chứ nước mũi như vậy, người cũng bôi tất lên áo ta là sao? Sở yên nhiên nhìn không được nở nụ cười duyên, hung hăng nện vào ngực hắn một quyền nữa, chu cái miệng xin sắn lên hờn dỗi nói, có mà nước mũi của ngươi thì có trương dương ngó xung quanh một chút rồi nhỏ giọng khuyên ta thấy chúng ta cũng không nên cản trở giao thông nữa tâm tình ngươi lại không được tốt cho lắm nhớ đâu ngươi lại làm ra chuyện gì dại dột như lúc nãy nữa thì sao hắn chỉ chỉ bãi sống phía xa xa nói tiếp không bằng lái xe tới chỗ đó rồi hai ta qua đêm luôn ở trong xe thế nào sở yên nhiên vừa khụt khịt vừa gật đầu đồng ý rồi lái xe tới chỗ đất trống trải ven sông trần xe cũng được kéo xuống hai người nằm trong xe nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, gió đêm mang theo tiếng dòng nước chảy vui tai, ánh trăng đêm soi dọi hai người bọn họ bên dưới. Sở yên nhiên cảm giác như mình được hòa tan vào thiên nhiên, điều đó cũng khiến tâm tình nàng thoải mái hơn rất nhiều. Trương Dương trầm ngâm ngắm nhìn sao trên bầu trời đêm, tuy rằng thường ngày thằng nhãi này là một người vô tâm, nhưng hắn cũng biết lúc này không nên nhắc tới vết thương lòng của sở yên nhiên nữa, mà chỉ yên lặng không nói gì sở yên nhiên nhỏ giọng nói trước, mẹ ta qua đời lúc ta còn rất nhỏ. Nếu như không phải tại cha ta đề cập tới, mẹ ta cũng không có tham gia vào cái đội y bác sĩ cứu hộ kia, cũng sẽ không có xảy ra cái sự tình đó. Trương Dương không nói gì, xoay người lặng lặng ngắm nhìn sở yên nhiên. Lúc dư chân bắt đầu tái diễn, vốn dĩ đội y bác sĩ cứu hộ cũng đã bắt đầu rời đi, thế nhưng cha ta lại kêu mẹ ta ở lại chiếu cố những người bị thương. Bởi vậy, hai hàng lệ trong vắt cũng chậm rãi chảy dài trên khuôn mặt cười trương dương vươn bàn tay to bè của mình nhẹ nhàng lau đi vệ nước mắt đột nhiên sở yên nhiên nắm lấy cánh tay hắn gối đầu lên hắn làm như vậy cũng bởi vì cái chức chủ tịch huyện của hắn là hắn muốn làm gương cho kẻ khác nhìn là hắn muốn tạo một hình tượng cán bộ nhà nước trí công vô tư chẳng nhẽ địa vị lại không thể có thân tình chẳng nhẽ vì địa vị mà phải hy sinh chính những người thân của mình sao một người ngay đến cả nữ nhân của mình còn không bảo vệ được thì còn tư cách gì mà đi làm quan ánh mắt trương dương chứa chan thâm tình nhìn sở yên nhiên tuy rằng trương đại quan nhân biết địa vị là quan trọng nhưng cái hành động trí công vô tư không màng tới người thân như vậy hắn tự thấy mình không thể làm được sở yên nhiên ngồi dậy lấy khăn tay ra lau đi những giọt nước mắt còn vương lại nở nụ cười nói nói ra thực dễ chịu hơn hẳn thực lòng mà nói ta cũng không hận hắn nhiều đến như vậy chỉ là ta không muốn gặp mặt hắn thôi. Như vậy với cả ta lẫn hắn đều là tốt hơn cả. Trương Dương cũng ngồi dậy, dùng vai huyết nhẹ sở yên nhiên một cái, có một số việc đã xảy ra rồi, thì cũng nên nghiêm túc mà đối mặt, đừng nên để thống khổ cả đời làm gì. Sở yên nhiên lộ ra một nụ cười nhạt, thản nhiên nói ta không thích bị ràng buộc. Kỳ thực, hắn cũng đã thu xếp để ta sang anh du học, nhưng ta không có đi. Quả thực ta cũng không muốn dính dáng tới hắn chút nào nữa. Trương Dương thở dài vỗ vỗ ghế ra nói, người tâm tình không tốt, không thích bị ràng buộc liền rong chơi suốt ngày, đó cũng là do người có chỗ sửa vững chắc, có cơ sở để làm vậy. Còn mấy người dân nghèo chúng ta thì sao? Cho dù tâm tình có không vui đến đâu đi chăng nữa thì cũng phải cắm cúi đi làm mà kiếm sống, bằng không thì chỉ có nước chết đói mà thôi. Người thử nói xem, cùng là người với nhau, sao lại có thể bất công như vậy được nhỉ? Sở Yên Nhiên nói, bà ngoại ta là người Mỹ gốc Trung Quốc, nhưng lúc đất nước độc lập liền ly dị ông ngoại ta sau đó bà lại sang mỹ sinh sống hiện tại sản nghiệp của bà ở mỹ cũng không hề nhỏ chút nào mà tất cả bà ngoại ta đều cho ta hết nàng quay sang liếc mắt nhìn trương dương nói bởi vậy ngươi cũng đừng có đem cái đám người tham ô hối lộ của dân kia ra so sánh với ta trương dương ha hả cười lớn sở yên nhiên cắn cắn môi dưới nói bây giờ đến phiên ngươi nói một chút bản thân mình đi chứ Hai người trong xe vẫn cứ cười nói vui vẻ suốt đêm. Mãi một lúc lâu, tới tận nửa đêm, chẳng biết từ lúc nào cả hai đều lặng im ngủ thiếp đi. Mặt trời lên cao quá đỉnh đầu, Trương Dương cũng nhớ lại tình cảnh hai người ngủ chung cả đêm qua bên bờ sông, thế nhưng lại chẳng có một chút hành động vượt rào nào cả. Trương đại quan nhân thở dài cảm thán, thế nào mà mình lại trở thành một người chính nhân quân tử như vậy nhỉ? Phải chăng là một gã liếu hạ huệ thời hiện đại? Tiếng đập cửa dồn dập cắt đứt sự hối hận của Trương Dương, là Ngô Hoành tiến tới tìm. Hắn tới là để báo chuyện nghiệm thu công trình xây dựng lại trường tiểu học Hồng Kỳ. Trương Dương gật gật đầu, cũng nghĩ tới nên đến công trường xem xét một chút liền xuống lầu, lấy xe díp chạy thẳng tới công trường. Cổng trường tiểu học cũng được tu sửa lại cẩn thận, trên biển lớn để bốn chữ vàng lóng lánh tiểu học Hồng Kỳ. Bốn chữ này cũng là do tự tay An Lão Tiên Sinh lúc xây dựng trường tự tay viết bởi vì trường còn chưa có được chính thức sử dụng lại nên cũng chỉ có một gã bảo vệ ở cổng trường mà thôi vì để tiện cho máy móc thi công ra vào nên hai cánh cổng trường cũng chưa được lắp trả lại nhưng trương dương cũng không cho xe chạy thẳng vào công trường mà dừng xe ở ngoài cổng tự mình đi bộ vào trong công trường xã nhà lần này không tiếc công sức không kể hết bao nhiêu vốn liếng cũng bỏ ra để xây dựng lại trường tiểu học hồng kỳ khang trang hơn rộng rãi hơn Nói trắng ra đây cũng chẳng phải vì con em xã nhà mà là muốn lấy lòng cái vị an lão tiên sinh kia. Bởi nhẽ chỉ cần làm hắn vui vẻ, nhớ đâu hắn không trách cứ vì việc trường bị cháy, lại rộng lượng từ bi hỷ xả đầu tư nhiều hơn vào huyện Xuân Dương thì sao? Trương Dương kiểm tra lại một chút cũng thấy hài lòng với phần vôi ve bên ngoài của công trình. Mà kể ra hắn với trường tiểu học Hồng Kỳ này cũng có hữu duyên. Ngày đầu tiên tới xã Hắc Sơn tử là gặp ngay sự vụ trường bị cháy. Chuyện này cũng làm đám cán bộ cấp cao của xã nhà phải điêu đứng một hồi. Hồ Ái dân là người đầu tiên phải ra đi, Lý Kiến dân cũng bởi vì liên lụy tới chuyện này mà phải nghỉ hưu sớm. Chưa hết, nó còn dẫn tới sự tranh đấu tàn khốc trước xã trưởng giữa Quách Đạt Lượng với Vũ Thu Linh nữa chứ. Còn riêng với cá nhân Trương Đại quan nhân mà nói, thì quả thực vụ việc trường tiểu học Hồng Kỳ bị cháy này như một dấu mốc quan trọng nếu như hắn làm tốt công tác xây dựng lại trường thì đó như là một chiến tích lẫy lừng đánh dấu một bước tiến nhảy vào đầu tiên trên con đường làm quan của hắn. Lúc Trương Dương còn đang mải miên man suy nghĩ thì một lão đầu mặc áo khoác nâu, tay chắp sau đít chậm rãi đi ra từ trong khu phòng học. Trương Dương nhận ngay ra được lão đầu này là người lần trước hắn gặp trên đỉnh Thanh Vân Phong, an lão tiên sinh. Nghĩ không ra lão già này hành tung lại thần bí đến như vậy. Không khua chiêng gióng trống, cũng chẳng thèm báo trước cho người ta một tiếng, lại lặng lẽ chuồn tới xã hát sơn từ từ bao giờ phải chăng là muốn tới sớm để làm gián điệp sao lại nhớ tới lần đó ngay trước mặt vị an lão tiên sinh kia lại đi châm chọc cha hắn ra đầu trương dương cũng không khỏi tê dại đi ngẫm lại thì lần này đụng mặt hắn thì nhất thiết phải giả như không biết hắn là ai nhưng cũng không thể lờ hắn đi được bởi nhẽ bây giờ mình thân là phó trưởng ban đầu tư và phát triển việc quan hệ qua lại với vị thần tài này là việc sớm hay muộn mà thôi vợ xấu đến đâu cũng có lúc phải diện khiến cha mẹ, chẳng qua bây giờ việc đầu tiên là phải giao hảo tốt với vị thần tài này đã. Mà Hải Lan cũng đã phân tích qua một lần, tuy rằng có mắng cha hắn thật đó, nhưng mình cũng đã giúp hắn tìm lại được mộ cha hắn, công bằng mà nói thì công lao lại lớn hơn tội rất nhiều. Trương Dương lộ ra điệu cười sáng lạn như ánh mặt trời tiến ra chào đón An Chí Viễn, An Lão Tiên Sinh. Sao ngài tới xã Hắc Sơn Tử này cũng không báo cho ta một tiếng vậy? An Chí Viễn cũng nhận ra Trương Dương, vui tươi hớn hở nói: "Là Trương chủ nhiệm đó à? Quả đất này cũng khá nhỏ đó chứ, mới đây mà chúng ta lại gặp nhau rồi." Hắn nhiệt tình vươn tay ra bắt tay với Trương Dương. Trương Dương thấy bộ dạng thân thiết này của hắn, tâm tình căng thẳng từ nãy tới giờ cũng được hạ bớt chút ít. Từ cách xưng hô của hắn, Trương Dương cũng biết lão già này chắc chắn đã biết rõ thân phận của mình rồi. Trương Dương cũng cười nói: "Hình như An lão rất thích cải trang vi hành thì phải." biết người tới thăm xã nhà chúng tôi cũng phải tập đi tập lại nghi lễ đón chào nhưng hết lần này tới lần khác ngài lại không để chúng tôi có cơ hội được thể hiện ăn chí viễn vui vẻ cười to ta ghét nhất bị người khác ra vẻ đánh bóng mẽ ngoài ta làm như vậy mới có thể thấy được tài năng thực sự của người khác bằng không sao lần trước ta có thể biết được tiểu trương chủ nhiệm là một người bộc trực ngay thẳng nhắc tới sự tình lần trước trương dương cũng thấy có chút xấu hổ ho khan một tiếng nói người bình thường như ta thường hay tám phép linh tinh thôi, an lão tiên sinh không nên so đo với đám người bình thường như chúng tôi làm gì. An Chí Viễn cười thần thần bí bí nói, vậy ngươi cũng phải đáp ứng ta giữ bí mật, ta không muốn nhiều người biết ta tới. Trương Dương gật đầu, chỉ tay về dãy hành lang của khu phòng học nói, ngài thấy công tác xây dựng lại trường tiểu học Hồng Kỳ thế nào. An Chí Viễn thở dài nói, trước đây ta tự mình quyên tặng trường tiểu học này, thực ra không chỉ vì muốn kiến tạo một nơi cho đám hài tử tại xã này được học tập. Mà hơn hết, ý của ta là muốn dùng hành động trực tiếp này khiến cho xã nhà coi trọng nền giáo dục hơn, nhưng mà hiện tại thì sao? Xem ra bọn họ hiển nhiên không biết ý định thật sự của ta là gì rồi. Trong lòng Trương Dương cũng cười thầm, có lẽ An Chí Viễn không biết bởi vì trường tiểu học hồng kỳ của lão bị cháy mà kéo chết theo một đám lãnh đạo cấp cao tại xã Hắc Sơn Tử, từ đó cũng tạo nên mấy chàng bi hài kịch vừa qua. Tuy rằng An Lão Tiên Sinh không có nhúng tay vào chính trị, nhưng chỉ cần một cú điện thoại của hắn cũng chẳng khác gì cơn bão cấp 10 làm cả xã Hắc Sơn Tử phải điêu đứng không ngừng. Hai người chậm rãi đi dọc theo vườn trường. An trí Viễn mở lời trước, nghe nói, không lâu trước đây chỗ này bị cháy phải không? Trương Dương cũng không giấu giếm An Lão một chút nào, tất cả sự việc liên quan gần đây cũng nhất nhất kể lại cho hắn nghe. Nếu như chuyện tình trường tiểu học Hồng Kỳ bị cháy không truyền đến tai hắn, thì chưa chắc nỗi niềm nhớ quê hương của hắn sẽ không trỗi dậy mãnh liệt như vậy. An Chí Viễn vẫn luôn cho rằng vụ việc trường tiểu học Hồng Kỳ bị cháy cũng không liên quan gì nhiều tới chính trị cùng kinh tế của xã Hắc Sơn Tử, bởi vậy hắn mới lặng lẽ tới quan sát tình hình thi công xây dựng lại trường. Vài ngày trước, hắn gặp Trương Dương cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Tuy rằng tiểu tử Trương Dương này dám mắng nhiếc khinh bạc cha hắn ngay trước mặt hắn, thậm chí hắn còn dám nói móc vị thương nhân Hồng Kông Đức cao vọng trọng này nhưng An Chí Viễn lại cho rằng Trương Dương là một người thẳng thắn, bộc trực, mà tại huyện Xuân Dương hay cả cái thành phố Giang Thành này cũng khó có thể thấy được một gã cán bộ trẻ có tư chất như vậy. Trong ấn tượng của An Chí Viễn lần về quê trước thì cái đám quan lại, cán bộ của huyện Xuân Dương cũng như xã Hắc Sơn Tử đều là khúm núm, e sợ, hoặc là nịnh nọt lấy lòng. Điều đó chẳng khác nào xã nhà đối xử với hắn như một vị khách, một người xa lạ, chứ không phải một người con bao năm xa cách trở về thăm lại quê hương hắn không tài nào cảm nhận được cái hương vị của cố hương không tài nào tìm được một chút nào tình cảm thân thiết của người dân quê nhà mà hắn chỉ toàn nhận được những lời nói sáo rỗng đầy xa lạ mà lần này trở về nguyện vọng lớn nhất của hắn là tìm lại được phần mộ của cha mình thực sự không ngờ tới mấy hôm trước tới thanh vân phong lại gặp ngay trương dương nhờ tiểu tử này giúp đỡ mà nguyện vọng lớn nhất của hắn lại được thực hiện một cách dễ dàng như vậy trương dương mỉm cười nói lần này xã nhà cũng cực kỳ coi trọng lần xây dựng lại trường tiểu học hồng kỳ nguyên vật liệu cũng đều là dùng loại tốt nhất ta may mắn được xã nhà tin tưởng giao cho cái chức tổng chỉ huy công trường tuy kinh nghiệm còn thiếu thốn nhưng dám chắc chất lượng công trình tuyệt đối không có vấn đề gì an trí xa tỏ ra không mấy hứng thú với việc xây dựng lại trường tiểu học hồng kỳ điều này cũng làm trương dương thấy đôi chút thất vọng xem ra huyện lỵ lần này chỉ là tóm lông gà quá để ý tới cảm thụ của an lão tiên sinh Kỳ thực người ta lại không có để bụng tới chuyện trường tiểu học Hồng Kỳ bị cháy. Mấy ngày nay Trương Dương mới hiểu được thế nào là bên trên nói chuyện phiếm, bên dưới chạy gãy chân. Ăn Chí Viễn nói, chỉ xây dựng lại mấy gian phòng học mà có thể thay đổi triệt để tình trạng giáo dục lạc hậu của xã Hắc Sơn từ sao? Đâu có đơn giản như vậy, điều quan trọng là phải đề cao nhận thức cán bộ xã nhà, lúc đó thì tình trạng mới có chút khởi sắc được. Hắn vừa nói vừa chỉ chỉ vào đầu mình. Trương Dương nở nụ cười an lão tiên sinh không biết đó thôi, chứ bây giờ thì điều kiện kinh tế mới là vấn đề chủ chốt. Kinh tế xã Hắc Sơn Tử còn lạc hậu, cơ sở vật chất thì thiếu thốn, còn dân chúng thì chỉ mong muốn làm sao để mau chóng giàu nhanh. Chỉ lúc ăn đủ no, mặc đủ ấm, tiền dùng rỉnh rồi thì người ta mới quan tâm tới vấn đề học hành. An Chí Viễn lập tức nghe ra được ý tứ của Trương Dương. Thằng nhãi này là đang nói bóng gió muốn hắn đầu tư vão xã nhà, nhưng hắn chỉ nhẹ giọng nói, Nghe nói tiểu Trương chủ nhiệm còn là phó ban kế hoạch đầu tư và phát triển của huyện, người nói mấy lời này phải chăng là muốn nhắm tới hầu bao của ta phải không? Xem ra An Trí Viễn cũng đã tìm hiểu khá sâu về Trương Dương, đến cả cái danh hão chỉ được nhận mồm này của Trương Dương, hắn cũng đều điều tra ra ngọn ngành. Lời nói đầy vẻ châm chọc cùng trêu đùa này của An Trí Viễn làm Trương Dương nhịn không được phải bật cười. Hắn phát hiện, An lão tuy rằng tuổi tác cũng đã ngoài 70, thế nhưng ánh mắt hắn vẫn còn sắc sảo tinh thần vẫn minh mẫn lắm. Trương Dương cũng biết, lão cáo giả này lăn lộn trên chốn quan trường không biết bao nhiêu năm, nói mấy lời vòng vo sáo giống cũng là vô ích, thà rằng cứ thẳng thắn, trực tiếp đặt vấn đề là hơn, đúng như ngài vừa nói. Kỳ thực huyện ủy rất muốn người đầu tư vào đây, giúp chấn hương nền kinh tế quê nhà, mong rằng sớm đưa xã nhà thoát khỏi tình trạng lạc hậu đói kém như hiện nay. An Chí Viễn cũng chỉ nhàn nhạt gật gật đầu rồi lại bước tiếp, những năm 88 ta có trở lại quê nhà. Vũ Phó Thị trưởng Giang Thành cũng bồi tiếp ta vài ngày. Tại Giang Thành hay tại huyện Xuân Dương ta đều được đón chào cực kỳ long trọng. Thế nhưng ta nhanh chóng lại nhận ra khoảng cách giữa ta với người dân quê nhà, cứ như những người xa lạ vậy. Người nói xem, một người rời xa quê hương hơn 40 năm, lúc trở về lại được nhiều người còn nhớ tới như vậy thì thật vinh hạnh biết bao. Tuy rằng ngoài mặt của họ vui mừng là vậy, nhưng ta lại cảm thấy họ đối xử với ta như một người xa lạ chỉ coi ta như là một vị khách tới huyện Xuân Dương mà thôi. Bọn họ không hề xem ta là một người con của xã Hắc Sơn tử của huyện Xuân Dương, mà họ lại luôn xem ta là một gã thương nhân Hồng Kông giàu có, không hơn không kém. An Chí Viễn dừng lại, vỗ vỗ lên thân cây cổ thụ bên đường nhẹ giọng nói tiếp, thực ra ta cũng không phải là không muốn đầu tư vào quê nhà. Nhưng là một thương nhân, ta buộc phải đứng theo góc độ của một người thương nhân mà xem xét. Nếu không nhìn thấy lợi ích trước mắt, thì ít ra cũng phải thấy được lợi ích lâu dài thì mới bỏ vốn đầu tư được. Người nói xem, có phải lão già cổ hủ này vẫn chỉ là một gã thương buôn vô tình? Trương Dương lắc đầu, bởi nhẽ hắn biết, thương nhân là phải mưu cầu lợi ích, không có lợi nhuận thì cứ gì người ta sẽ bỏ vốn đầu tư. An lão làm vậy cũng chẳng có gì là đáng trách cả. An Chí Viễn nói, cha ta là An Đại Hồ Tử, trước kia vốn là một gã sơn tặc, tại xã Hắc Sơn Tử này không ai là không biết tiếng các ngươi lần trước có nói, đến bây giờ bà mẹ nào của xã nhà cũng đều dùng danh tự của An Đại Hồ Tử để dọa cho con nín khóc. Đó là sự thực sao? Trương Dương xấu hổ gượng cười. An Chí Viễn có chút buồn bực nói, những năm 88 ta trở lại quê nhà, có người còn kể cho ta một đoạn lịch sử xã nhà. Nói rằng cha ta An Đại Hồ Tử là một vị đại anh hùng có công kháng nhật, thế nhưng trong ấn tượng của ta, thì người chưa bao giờ có công trạng lớn lao như vậy cả. Trương Dương ha hả nở nụ cười lớn làm An Chí Viễn cũng nở nụ cười theo, cha ta đích thực có giết vài tên quỷ Nhật Bản, nhưng bản chất người vẫn là một gã sơn tặc, hắn tuy rằng có làm được vài chuyện tốt, nhưng mấy chuyện xấu thì lại làm nhiều hơn rất nhiều. Bây giờ xã nhà lại biến người thành một gã đại anh hùng có công kháng Nhật, chẳng qua cũng là do đám cán bộ muốn lấy lòng ta mà thôi. Nói trắng ra thì bọn họ cũng không có coi ta như người nhà, cũng chẳng phải là hoan nghênh một người con sau bao năm xa cách về lại quê hương mà bọn họ chỉ hoan nghênh tiền của ta mà thôi. Nếu như ta không phải là một gã thương nhân Hồng Kông giàu có, mà chỉ là một lão già sắp chết nghèo hèn, thì sợ rằng ngay đến cả người dân xã Hắc Sơn tử này cũng đều không thèm để ý đến. Trương Dương nghe ra vị An lão tiên sinh này càng lúc càng có vẻ cực đoan hơn, cảm nhận được rằng không nên tiếp lời cùng hắn, chỉ mỉm cười nói, người ta chỉ nói áo gấm về quê làm dạng dỡ tổ tông. Nếu như An lão tiên sinh là một lão già nghèo hèn thì người cũng chẳng có ý định muốn trở về làm gì. An Chí Viễn cũng thấy hài lòng với tiểu tử trẻ tuổi Trương Dương thẳng thắn này. Thực ra hắn làm sao biết, Trương đại quan nhân từ đầu đã nhìn ra, An Chí Viễn không phải là một người thích nghe mấy lời nịnh hót sáo rông, bởi vậy Trương Dương mới tìm cách nói khéo, cố ý kích thích tâm tình của hắn. Trương Dương nói, có câu này không biết ta có nên nói ra không. An Chí Viễn cũng dùng ánh mắt khích lệ chăm chú nhìn hắn trương dương lại nói tiếp ta thấy từ xưa tới nay bất kể già trẻ gái trai tất cả mọi người ai ai cũng đều ham muốn sự thỏa mãn cũng như muốn giành được sự tôn trọng của người khác ta xem ngài cũng không phải là ngoại lệ ngài nói rằng muốn về thăm lại quê hương cũ thực ra ngài về quê lần này cũng không ngoài mục đích muốn cho toàn thể huyện xuân dương cũng như cái thành phố giang thành này biết xã hắc sơn từ nhỏ bé đã sinh ra một người con tên an trí viễn một vị đại nhân vật mà ai nghe thấy tên cũng đều phải run sợ An Chí Viễn ha hà cười lớn, lão già 70 tuổi ta đây cũng đâu còn nhỏ nhắn gì mà đi ham mấy cái hư vinh đó. Trương Dương cũng nhận ra là An Chí Viễn chỉ đang giả bộ không quan tâm, cái khuôn mặt cười tươi giói của hắn lại bán đứng hắn. Trương Dương nói tiếp, ta thấy rất nhiều lão già khổ đế, sắp xuống lỗ tới nơi rồi mà vẫn còn đi lấy mấy tiểu cô nương trẻ măng. Mấy lão già bất lực đó lấy vợ trẻ về chẳng phải chỉ vì hư danh thôi sao? Trương Dương nói mấy lời này cũng là nói bóng nói gió về An Chí Viễn. Bởi nhẽ gần đây Trương Dương cũng đọc trên báo thấy vài mẫu tin không hay về vị thương nhân giàu có người Hồng Kông này. Trương Đại Quan Nhân cũng không phải tự dưng muốn chọc giận vị đại lão gia này, chẳng là qua mấy lần gặp gỡ nói chuyện, Trương Dương lại nhận thấy An Chí Viễn là một người đặc biệt rất thích người khác kích động hắn. Hình như những tình cảnh khó khăn cùng nguy hiểm, hay áp lực của ngoại giới càng lớn, lại càng khiến hắn thể hiện được bản lĩnh của mình hơn. An Chí Viễn cười nói, nghe người nói vậy, thực cũng có chút đạo lý. Trương Dương lại cười nói, lấy ví dụ là ngài, ngài tại Hồng Kông đang làm ăn phát đạt là vậy, danh tiếng lớn, tiền tài nhiều, buôn bán cái gì cũng có thể kiếm được đống tiền. Mà cái huyện Xuân Dương nhỏ bé này so với Hồng Kông thì thế nào? Nền kinh thế thì lạc hậu, cơ sở vật chất thì thiếu thốn, muốn đầu tư cái gì cũng khó có thể sinh lời được. Vậy tại sao một thương nhân giàu có như ngài lại không ngại vất vả chạy tới đây làm gì? phải chăng chỉ là để ngắm cảnh cho vui? Là nhớ nhà, An Chí Viễn cảm thán nói. Ta xem ra, ngài chỉ là nói ngoài miệng như vậy thôi. An Chí Viễn cũng phải mở to mắt nhìn Trương Dương, những lời này thực là khó mà nghe lọt tai hắn được, ta từ lâu đã nhìn thấu tiền tài danh lợi. Người khác có nói gì cũng chẳng quan trọng nữa. Trương Dương cười nói, tại đất Hồng Kông xa lạ, người ta coi trọng ngài là vì ngài có tiền, có quyền. Nhưng ở quê nhà thì lại khác. Mọi người đều biết ngài là con của Sơn Tặc, nhưng họ vẫn tôn trọng, vẫn kính nể ngài, bởi lẽ ngài là một người có tài, dựng nên cả một cơ nghiệp khang trang như vậy chỉ bằng hai bàn tay trắng. Hiện tại ở huyện Xuân Dương này rất nhiều người đều nói, sinh con phải như An Chí Viễn, làm tặc phải bằng Đại Hồ Tử. An Chí Viễn cũng biết thằng nhãi này là đang nói bậy, nhịn không được phải nở nụ cười. Quả thực tiểu tử Trương Dương này nói không sai, lần này hắn về thăm lại nhà mục đích chính cũng là áo gấm về quê làm dạng dỡ tổ tông, bù đắp lại được phần nào tiếng xấu mà cha hắn đã để lại. thử hỏi trên đời này có ai mà không thích danh lợi được chứ? an trí viễn cười tủm tỉm, cuối cùng ta cũng hiểu tại sao quê nhà lại để ngươi. một kẻ nhanh mồm nhanh miệng khéo ăn khéo nói làm phó chủ nhiệm ban kế hoạch đầu tư và phát triển. trương dương nói kỳ thực huyện ủy cũng không phải là muốn chiếm tiện nghi của ngài. Mới đây huyện ủy cũng đưa ra một loạt chính sách ưu đãi từ trước tới nay chưa hề có để kêu gọi đầu tư, không cần phải nói thì ngài cũng thừa biết, những điều đó chủ yếu là muốn nhắm vào ngài chứ chẳng phải ai khác. An Chí Viễn cũng ra vẻ tỉnh bơ nhìn Trương Dương, hắn biết thằng nhóc này đang dùng phép khích tướng cố ý khiêu khích hắn đây. Trương Dương lại nói tiếp, cũng là do hình tượng một thương nhân Hồng Kông xuất sắc điển hình như ngài, nên huyện ủy mới không thể không đặt trọng điểm công tác lên ngài như vậy. An Chí Viễn làm ra vẻ không vui hỏi lại, cái gì mà hình tượng thương nhân xuất sắc điển nhìn. Trương Dương đắn đo suy nghĩ một hồi, rồi lại làm ra một vẻ thần thần bí bí, lại có chút tiêu ý kinh miệt. Thằng nhãi này cẩn thận nhìn ngó xung quanh một chút rồi hạ giọng nói một câu khiến một người bình tĩnh như An Chí Viễn cũng phải tức giận tột độ, hiện giờ có rất nhiều người đồn đại linh tinh, nói rằng An lão không phải là không muốn đầu tư vào quê nhà, mà trên thực tế là thực lực của ngài. Cái gì gì mà hơi yếu kém ta có hay không thực lực, người khác nói cũng đều vô dụng. An Chí Viễn tức giận thở phì phì nói được nửa câu mới nhận ra là mình bị mắc bẫy của tiểu tử này. Hắn liền làm ra bộ dạng tươi cười nói, người có nói gì đi chăng nữa cũng vô dụng thôi. Trương Dương cũng thầm than, lão cáo giả An Chí Viễn này đúng là một gã thương buôn hẹp hòi. Muốn dùng một chút nước bọt mà khiến hắn có thể đầu tư vào quê nhà, coi bộ còn khó hơn lên trời hái sao. Lúc hai người vẫn đang nói chuyện thì cháu gái của An Chí Viễn cũng đi ra từ WC của trường tiểu học. Nhà đầu kia vẫn ăn mặc kín đáo giống hệt như lần đầu mới gặp trên đỉnh Thanh Vân Phong. Nàng ta vẫn đội chiếc mũ lưới chai màu đen, vẫn là chiếc kính dâm to đùng, cùng cái khẩu trang che kín cả khuôn mặt. Nàng mặc áo khoác ngắn màu đen, quần bò xanh, thắt lưng màu đen, giày cũng màu đen nốt, thoạt nhìn cứ như một gã đạo tặc bịt mặt. Càng nhìn nàng ta lại càng giống như một gã con trai điển hình, chẳng thấy nửa điểm nào của danh môn khuê nữ tiểu thư nhà giàu cả. An Chí Viễn cười cười giới thiệu cho Trương Dương, cháu gái ta tên là An Ngữ Thần. Lần trước ta nghe ngài gọi nàng ta là Yêu Nhi. Đó là biệt danh. Ánh mắt lạnh lùng của An Ngữ Thần xuyên qua kính dâm nhìn chầm chầm Trương Dương. Nàng thực sự không có lấy nửa điểm hào cảm với thằng nhãi Trương Dương này. Lần trước trên thanh vân phong, nghe hắn mắng nhức của cố nàng, rồi đến cả ông nội cũng bị hắn không ngừng nói móc nàng không chỉ chán ghét thằng nhãi này mà còn ghi hận hắn trong lòng nữa. Trương đại quan nhân không hề nhận ra ánh mắt đầy sát khí của nàng ta, vẫn cứ lễ phép ân cần thăm hỏi, xin chào An Tiểu Thư. An ngữ thần căn bản không thèm để ý tới hắn, lẳng lặng tới bên cạnh ông nội nói, ông nội. Ở đây thực sự là dơ giấy quá đi, vừa rồi nàng ta có tham quan WC của trường đôi chút, thực sự là nàng không tài nào chấp nhận được tình trạng vệ sinh môi trường ở đây. Trương Dương cũng thấy khó chịu khi nghe thấy hai chữ giờ giấy của cô nàng kia. Trong lòng thầm mắng nhiếc cô nàng tiểu thư đỏng đảnh này chỉ biết ăn nói bừa bãi, WC đó còn chưa được chính thức sử dụng, giờ giấy cũng là do ngươi làm ra, sao lại đổ cho bọn ta? Tuy rằng trong lòng đang thầm chửi rủa nhưng trên mặt thằng nhãi này vẫn duy trì biểu hiện đầy nho nhã lễ độ, dù sao người ta cũng là khách quý. An Chí viễn vỗ vỗ lưng nàng cười nói, điều kiện quê nhà cũng còn có chút lạc hậu, người chịu khó một chút đi đó cũng không thể nói là nhà xí được, toilet mà ngay cả bồn cầu xả nước cũng không có. Trương Dương nhếch môi cười nhạt nói, đây cũng là còn tốt chán rồi đó. Sân thường còn không có dùng giấy vệ sinh mà dùng, chỉ có giấy báo để chùi thôi. Thằng nhãi này cố ý dùng những từ ngữ đầy gợi hình để miêu tả. An Chí Viễn cười nói, tiểu trương chủ nhiệm nói không sai, lúc ta còn bé thì nào có WC khín đáo như vậy. Lúc nào mót quá thì bờ ruộng, bụi cây, kể cả bờ mương cũng ngồi xổm xả tất. Đừng nói là giấy vệ sinh hay giấy báo, lúc đó chỉ có lấy lá cây mà chùi thôi. Bệnh trĩ của ta bây giờ cũng là do hồi đó gây ra. An ngữ thần nghe hai người này nói chuyện mà mắc ói. Trương Dương cùng An Chí viễn lại như không coi cái câu chuyện này có nửa điểm tục tiểu nào, cả hai để vui vẻ cùng cười to. Câu chuyện này thực cũng là khơi lại ít nhiều những kỷ niệm thời còn nhỏ của An Chí Viễn. Trương Dương giờ này mới phát hiện, Vị thương nhân Hồng Công nước cao vọng trọng này cũng không có dáng vẻ kiêu ngạo gì lắm, lời nói lúc nào cũng có chút khôi hài dí dỏm. Nhìn bộ dạng quần áo dân dã đơn giản kia của hắn, cùng với cái bộ dạng lúc nào cũng tươi cười hòa ái dễ gần, nhìn tới nhìn lui thế nào cũng chỉ giống như một ông lão phổ thông chất phát hiền hậu, nào có giống một gã siêu cấp phú hào. Nếu như không phải đã biết trước thân phận của hắn, có đánh chết Trương Dương cũng không cho rằng hắn là một thương nhân giàu có, một đại nhân vật có thể làm lật nhào cả cái thành phố Giang Thành này. An Chí Viễn ý muốn để Trương Dương dẫn hắn tới thôn Thanh Hà dạo chơi, cũng là muốn ngắm nhìn lại nơi chốn hắn sinh ra và lớn lên. Nhưng có ba người mà đi hai xe, cùng chạy về cái thôn con con đó thì e cũng hơi bất tiện. Bởi vậy ý hắn là ba người đi chung một xe của tiểu Trương chủ nhiệm thôi, vừa thuận tiện lại dễ dàng che đậy hành tung của hắn. An Chí Viễn lần này là lén lút từ Giang Thành về huyện Xuân Dương khảo sát hắn cũng không muốn làm kinh động đến đám cán bộ cấp cao của huyện làm gì, bởi vậy hắn cũng dặn đi dặn lại trương dương phải giữ kín chuyện này nhất thiết không được nói cho người nào khác. thực ra trương dương cũng không có dự định để nhiều người biết là an lão tiên sinh tới đây, cứ vô thanh vô thức làm công tác tư tưởng cho hắn, bởi nhẽ chỉ cần làm hắn thấy vui vẻ, nhớ đầu hắn lại đầu tư một chút vào quê nhà, thì chẳng phải là hoàn thành rực rỡ cái chức phó chủ nhiệm ban kế hoạch đầu tư và phát triển này sao? hắn đầu tư càng nhiều thì công trạng của trương đại quan nhân lại càng lớn. An Chí Viễn vì được về lại nơi trôn rau cắt rốn nên vui vẻ hào hứng nói chuyện với Trương Dương, còn An Ngữ Thần thì lại ngược lại ông nội mình, nàng lúc nào cũng để ý từng tí một tới Trương Dương. Tuy rằng còn cách một lớp kính dâm, nhưng Trương Dương cũng nhận ra ánh mắt đầy thù hận của nàng ta vẫn gắt gao nhìn mình. Hắn vẫn tự nhủ, chẳng biết mình đã đắc tội gì với nàng ta nhỉ. Nếu như người ta đã không thích, thì mình cứ kính nhi viễn chi là tốt hơn cả. Bởi vậy cả đoạn đường ra đến cổng trường, Trương Dương cũng chẳng thèm nói chuyện với nàng ta một câu nào cả. Chương 48, đàn ông không dễ rơi lệ. Trương Dương nhanh chóng lấy xe jeep chở hai ông cháu An Chí Viễn tới thôn Thanh Hà chơi. Lúc tới nơi, An Chí Viễn kêu Trương Dương đỗ xe ở bên ngoài ngôi đền ngay gần cổng thôn để hắn xuống chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm. Trương Dương cũng kể lại cái điển cố về ngôi đền này cho An Chí Viễn nghe chẳng là lần trước hắn có dịp được nghe vị bí thư tri bộ lưu chuyện khôi ở thôn Thanh Hà này kể qua một lần, Ăn Chí Viễn nghe xong không khỏi ha hả cười lớn. Hắn lắc lắc đầu nói, đền thờ này được dựng dưới thời vua Càn Long, lập nên là để tưởng niệm một lão quả phụ. Bà quả phụ này sinh được ba người con, tuy vậy bà lại mất sớm khi ba người con này còn rất nhỏ. Bà quả phụ này trời sinh nhan sắc đẹp việt trần, chồng chết sớm, để lại mình bà với ba đứa con nhỏ dại. Cũng không ít người khuyên bà tuổi còn trẻ nhan sắc chưa tàn phai mà đi xuất giá, nhưng đều bị bà cự tuyệt. Bà ngậm đắng nuốt cay, chịu mọi khổ cực nuôi lớn cả ba người con này lên người. Cả ba người con của bà đều thi đỗ tiến sĩ và làm quan lớn trong triều. Vua Càn Long vì ngưỡng mộ tấm lòng trung trinh của bà nên cho lập một đền thờ ở đây. An ngữ thần nói, ông nội, lúc ta còn bé cũng được nghe qua câu chuyện này, hóa ra đền thờ đó là được lập ở đây. An chí viễn vỗ vỗ cây cột trụ đền thờ, thở dài nói, ta nhớ rõ, lúc còn bé ta có thấy trên cây cột này có khắc một ít chữ. Qua bao năm tháng mưa gió rãi dầu, chữ viết trên đó cũng bị mài mòn đi không ít, giờ đây nhìn cũng chẳng còn được rõ ràng như xưa nữa. Thật đúng thật thời gian thấm thoát như thoi đưa. Ăn ngữ thần cũng thấy có chút hứng thú với ngôi đền này, nàng chụp ảnh liên liện làm kỷ niệm. Nhưng mà kỳ lạ là kể cả lúc nàng ta nói chuyện hay chụp ảnh cũng đều đeo khẩu trang kín mít, điều này làm Trương Dương cũng thấy có chút buồn bực, chẳng biết khuôn mặt nàng coi ra làm sao nữa trương dương cười tủm tỉm nói nếu như ngươi thích đền thờ đến vậy không bằng ngươi khuyên ông nội ngươi đầu tư vào quê nhà một chút ta cũng sẽ lập cho ngươi một cái lớn như vậy thế nào ăn ngữ thần chừng mắt liếc nhìn trương dương bất quá nàng cũng không có bất kỳ phản ứng nào khác ăn chí viễn cười nói sao lại có chuyện tùy tiện lập đền thờ như vậy được từ thời xa xưa thì chỉ có những liệt nữ trinh tiết mới có tư cách lập đền thờ mà thôi Ăn ngữ thần nghe mấy lời này của ông nội cũng thấy không vừa lòng liền đáp lại ông nội. Sao người lại nói như vậy? Chẳng nhẽ ta không phải là liệt nữ trinh tiết sao? Ăn chí viễn cùng Trương Dương đều nở nụ cười. Ăn ngữ thần làm mặt lạnh trừng mắt nhìn Trương Dương nói, người cười cái gì? Trương Dương cũng chẳng biết nên trả lời thế nào nữa. Mẹ nó chứ, ta cười cũng là mắc tội với ngươi sao? Ngươi không phải là một vị thiên kim tiểu thư giai cấp tư sản điển hình đó chứ? đương nhiên mấy lời này trương đại quan nhân chỉ dám nghĩ ở trong lòng mà thôi. Đúng lúc này thì Lưu Tín Nga, nữ chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình của thôn Thanh Hà đang đạp xe ngang qua đền thờ, thấy trương chủ nhiệm bên trong liền cuống quyết dừng xe, vẻ mặt tươi cười hớn hở chạy tới, sao trương chủ nhiệm tới mà không báo cho ta một tiếng nào như vậy. Lưu Tín Nga gần đây liên tiếp xử được vài vụ sinh đẻ không có kế hoạch, nên được Trương Dương biểu dương trước toàn thể mọi người là cán bộ công tác tiên tiến nhất, và nàng cũng được thưởng một khoản không nhỏ. Bởi vậy mà Lưu Tín Nga lần này thấy lãnh đạo của mình xuống tận cơ sở, cư nhiên biểu hiện của nàng sẽ là vui vẻ phấn khởi rồi. Trương Dương cười nói, cũng là vì công chuyện nên vừa tới. "Đây là ông bác ta, ta dẫn hắn đi loanh quanh dạo chơi ấy mà." An Chí Viễn cười thầm, tiểu tử này thực cũng biết cách nói bậy, loáng cái thế nào mà mình đã thành ông bác hắn rồi. Lưu Tín Nga nhìn một lượt từ trên xuống dưới An Chí Viễn, lại quay sang nhìn nhìn cô nàng an ngữ thần che kín mặt mũi hỏi vị này chính là là cháu gái ta trương đại quan nhân dõng dạc nói an ngữ thần thiếu một chút nữa là bị thằng nhãi kia làm tức giận xì khói đến chết nhưng mà trước mặt người lạ ở đây nàng cũng không tiện phát tiết chỉ hung hăng chừng mắt nhìn thằng nhãi vô liêm xì kia nếu như ánh mắt hình viên đạn là đạn thật thì thằng nhãi trương dương kia cũng bị nàng bắn thành tổ ong vò vẽ rồi cũng nên an trí viễn quả nhiên là lão cáo già thành tinh nhanh nhẹn tiếp lời Trương Dương nói, chào ngươi. Ta là nhà văn trên thành phố xuống đây siêu tầm một ít tư liệu để viết bài. Lưu Tín Nga vừa nghe thấy An Chí Viễn tự nhận là nhà văn, hai mắt lập tức phát sáng. Dù sao tại mấy nơi thôn quê dân dã này thì trong mắt họ, mấy người làm công tác văn hóa kia như đều khoác một vòng sáng của thần thánh vậy. Lưu Tín Nga giọng nói cũng có chút kích động, lão tiên sinh tới đây là đúng chỗ rồi đó. Thôn Thanh Hà của chúng tôi là một nơi có truyền thống văn hóa lâu đời nhất cả nước. Không nói đâu xa lạ, ngay cái đền thờ này cũng có mấy ngàn năm lịch sử rồi. Kết quả là nàng ta lại tua lại một hồi cái điển cố mà Trương Dương vừa nói lúc nãy xong. An trí Viễn cũng nhẫn nại nghe nàng ta kể lại từ đầu chí cuối, không có nửa điểm khó chịu nào. Kể ra Trương Dương cũng phải bội phục tính nhẫn nại của hắn, nghe Lưu Tín nga lại nhảy nửa ngày trời mà biểu hiện vẫn bất động thanh sắc như bình thường. Chỉ có An Ngữ Thần vì bị che kín mặt nên không nhìn rõ được biểu tình của nàng ta. Còn Trương Đại Quan Nhân thì thực sự là không chịu được nữa. Bực mình cắt ngang bài diễn văn dài lê thê của Lưu Tín Nga hỏi, Lão Bí Thư Chi Bộ có ở đây không? Không có, hắn lên huyện công tác rồi. An Trí Viễn mỉm cười nói, ta có nghe nói qua, ở đây có một vị nữ anh hùng kháng nhật, tên là Tôn Nhị Nương thì phải. Không biết nàng ta có phải là người của thôn Thanh Hà này không? Lưu Tín Nga ánh mắt liếc nhìn qua An Chí Viễn một cái rồi thấp giọng nói, thật ra là cũng có, nhưng trong lúc đất nước còn chiến tranh kháng Nhật, nàng ta ôm bom cùng đồng quy vu tận với bọn quỷ lùn Nhật Bản kia, đã anh dũng hy sinh rồi. An Chí Viễn lại hỏi tiếp, phần mộ của nàng ở chỗ nào vậy? Lưu Tín Nga lắc đầu nói, không có đâu, nghe nói cái vị tôn nhị nương kia là vợ của thủ lĩnh đám sơn tặc. Sau khi An Đại Hồ tử chết, nàng ta liền mai danh ẩn tích ở thôn Thanh Hà này thực ra nàng ta cũng không phải là nàng ôm bom cảm tử với bọn quỷ lùn Nhật Bản, mà là mấy gã hán gian. Cũng chỉ tại mấy gã hán gian đó thấy tôn nhị nương cô nhi quả phụ, lại có chút nhan sắc nên sinh ra tàn niệm. Chẳng qua bọn chúng nào có biết tôn nhị nương trước kia từng là áp trại phu nhân của An Đại Hồ Tử, hiển nhiên tính tình cương liệt hơn người bình thường rất nhiều. Mấy gã hán gian kia tưởng rằng cậy đông muốn khi dễ nàng ta, cuối cùng bị nàng ta ném lựu đạn ra, cả đám đều nổ banh xác hết với nhau. An Chí Viễn gật gật đầu hỏi tiếp, Tôn Nhị Nương không có thân nhân sao? Lưu Tín Nga thở dài nói, nghe nói họ còn có một đứa con trai, nhưng mà sau lúc lựu đạn nổ thì con trai nàng ta cũng không thấy đâu nữa. Có người nói nó cũng bị nổ chết rồi, cũng có người lại nói nó may mắn thoát chết nhưng lưu lạc đâu đó. Nhưng mà nhiều năm như vậy rồi, cũng chẳng nghe thấy chút tin tức nào của nó cả, xem ra là đã chết thật rồi. Lưu Tín Nga bỗng nhiên nhớ ra là mình còn có việc bận, cuống quyết cáo từ Trương Dương rồi mau chóng rời đi. Trương Dương ở một bên nghe cũng lờ mờ đoán bậy, phải chăng An Chí Viễn này là con trai của An Đại Hồ Tử cùng Tôn Nhị Nương đó chứ? Nhưng mà mấy cái chuyện tế nhị này cũng không tiện hỏi thẳng hắn được, đành để trong bụng mà không dám nói ra. An Chí Viễn quay sang nói với An Ngữ Thần, có biết tại sao nàng ta được gọi là Tôn Nhị Nương không? An Ngữ Thần ngơ ngác lắc lắc đầu, vì sao vậy? Thực ra Trương Dương cũng thấy hơi tò mò, nhưng mà đây là chuyện riêng của nhà người ta, hiển nhiên người ngoài như hắn không có tư cách hỏi hay xen vào. An Chí Viễn cười nói, nàng ta là mẹ kế của ta, lúc cha ta lấy nàng ta, thì ta cũng đã 10 tuổi rồi. Nàng ta đối với ta cũng khá tốt, nên ta vẫn thường gọi nàng ta là nhị nương, dần ra mọi người cũng đều giống ta, gọi nàng là tô nhị nương thậm chí người ta cũng chẳng còn nhớ tên thật nàng ta là gì nữa. Lúc Hắc Phong trại bị tiếu trừ, cha ta cùng các huynh đệ đa số là chết trận hết. Ta vẫn tưởng còn mỗi mình trốn thoát, nhưng những năm 88 lúc ta trở lại cố hương, có nghe tới chuyện xưa của Tô Nhị Nương, liền biết được là nàng ta vẫn còn sống, hơn nữa còn cứu được cả em trai ta nữa. An Chí Viễn nói đến đây cũng thấy có chút thương tâm, hắn hít một hơi thật sâu, cố nén cảm xúc lại rồi nói tiếp, Nhị Nương đã chết, xem ra ta tại xã Hắc Sơn Tử này không còn người thân nào khác. Trương Dương vốn định nói câu người trong một xã cũng như người nhà, nhưng mà nghĩ kỹ lại một chút thì câu vỗ mông ngựa này sặc mùi dối trá. Đến người ngu ngốc nhất cũng nhận ra được là thằng nhãi này đang cố ý lôi kéo làm quen người ta, thôi thì cứ bảo chỉ trầm mặc là tốt nhất. Ăn ngữ thần nghe xong chuyện xưa của Tôn Nhị Nương cũng thấy có chút cảm động. Vì tâm tình bị nỗi buồn kích động mà sổ ra một tràng tiếng Quảng Đông, luyến thoáng một hồi, Trương Dương ở bên cạnh nghe chẳng hiểu tí gì, cứ đứng nguyên một chỗ, hai mắt mở lớn xoe tròn ngơ ngác nhìn nàng. ăn lão cũng nở nụ cười, hắn gật đầu nói, đúng vậy. Cũng phải lập một đền thờ cho nhị nương mới phải chứ. Trương Dương giờ này mới hiểu, lúc nãy nhà đầu kia huyên thuyên nửa ngày trời, hóa ra là muốn lập cho cụ mình một cái đền thờ như cái này. Ngẫm lại thì đó cũng coi như là một chuyện tốt, muốn lập một ngôi đền thì cũng phải đầu tư tiền để xây dựng, mà đã là đầu tư thì chắc chắn phải thông qua ban kế hoạch đầu tư và phát triển của hắn. Trương Dương cùng hai ông cháu An Chí Viễn dạo quang thôn Thanh Hà một vòng, lúc tới khu đất hoang mà trước kia là căn nhà cũ của Tô Nhi Nương, An Chí Viễn trầm mặc đứng ngắm nhìn một hồi lâu. Một lúc sau hắn mới tới bên cạnh Trương Dương, nhỏ giọng nói Trương chủ nhiệm. Ta có một nguyện vọng. Trương Dương gật đầu cười nói, An Lão Tiên Sinh cứ nói. An Chí Viễn thở dài nói, nhiều năm trước đây ta đều có một nguyện vọng, đó là tìm được hài cốt của cha ta, rồi đem về mai táng cùng một chỗ với Tôn Nhị Nương để hai người bọn họ được ở cùng với nhau hiện giờ cũng là may mắn tìm được hài cốt lão nhân ra. Trương Dương liền hiểu ý của An Chí Viễn, tôn nhị nương là ôm bom đồng quy vu tận với bọn hán gian, thân thể chắc chắn cũng nổ tan thành mảnh vụn rồi, phỏng chừng cho cốt nàng ta cũng là rơi rác ở xung quanh đây. Nếu như đem hài cốt của An Đại Hồ Tử về đây mai táng, như vậy cũng chẳng khác nào chôn chung hai vợ chồng bọn họ cùng chỗ cả. Thực tình An Chí Viễn cũng có ý định giống như Trương Dương vừa nghĩ, Hiện tại hài cốt của cha hắn cũng đã tìm được rồi, muốn chôn chung hai người bọn họ ở một chỗ cũng không có gì khó cả, chỉ cần kiến tạo một ngôi mộ là xong. Nhưng hắn lại còn muốn xây thêm hẳn một ngôi đền ở đây nữa cơ. Trương Dương cũng chẳng cần phải nghĩ ngợi nhiều, liền đáp ứng hắn luôn. Bởi nhẽ chỉ cần làm hắn vui vẻ, thì cũng dễ dàng kêu hắn đầu tư vào huyện Xuân Dương. Mà lão lưu chuyện khôi bí thư tri bộ thôn Thanh Hà cũng có chút quan hệ với Lý Trường Vũ, muốn xây một ngôi mộ, Chắc cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa cả trên huyện ủy cũng đang nhăm nhe muốn lấy lòng vị thương nhân Hồng Công giàu có này. Đừng nói là một ngôi một. Cho dù hắn muốn lập cả một nghĩa trang chắc chắn huyện ủy cũng đồng ý cả hai tay. Lúc dặn dò trương dương xong, An Chí Viễn cũng phải rời đi ngay. Chẳng là hắn còn muốn quay lại Giang Thành khảo sát tình hình thực địa một chút. Trước khi đi hắn cũng nói bóng nói gió lộ ra ý định muốn đầu tư vào Giang Thành. Nhưng trương đại quan nào có thèm để ý gì tới Giang Thành. Điều hắn cần nhất bây giờ là chiến công. An Chí Viễn đầu tư vào Giang Thành chứ không phải huyện Xuân Dương của hắn, thì công trạng nào có được tính cho hắn. Khi rời khỏi xã Hắc Sơn Tử, An Chí Viễn cũng vui vẻ nói cho Trương Dương biết phương thức để liên lạc với hắn, điều này chứng tỏ hắn cũng có chút yêu thích cùng tiến nhiệm với tiểu tử Trương Dương này. Nhưng mà hắn vẫn giữ ý định không muốn lộ diện, nên yêu cầu Trương Dương không được tiết lộ hành tung của hắn với bất kỳ người nào khác. Hắn cũng là muốn lặng lẽ quan sát ước định một cách khách quan tình trạng phát triển kinh tế của Giang Thành cũng như 6 huyện lỵ lân cận để tìm hướng đầu tư vào đâu, đầu tư như thế nào cho hợp lý. Tiễn hai ông cháu an trí viễn xong, Trương Dương liền trở lại ủy ban nhân dân xã, vẫn thấy xã nhà đang hì hục quét tước tổng vệ sinh, chuẩn bị đón chào an lão tiên sinh tới thăm. Trương Dương cũng lắc đầu cười cười, đúng như An Chí Viễn nói, chỉ có mặc thường phục lặng lẽ vi hành mới thấy được bản chất thực sự của nhiều sự việc, chứ cứ gióng chống kéo quân như vậy, thì cũng chỉ được toàn những lời nịnh hót sáo rỗng mà thôi. Vũ Thu Linh đứng trên tầng ba ủy ban nhân dân xã, thấy Trương Dương ở dưới sân liền vẫy vẫy tay gọi to Tiểu Trương. Người qua đây một chút. Trường xã đã đích thân triệu tập, một gã chủ nhiệm còn con như hắn sao có thể không nghe, hơn nữa còn phải làm cái bộ dạng cung kính nữa là đằng khác. Nhưng được cái lúc đi ngang qua mấy phòng ban khác, các cán bộ công nhân viên trong ủy ban đều nhìn hắn bằng một ánh mắt ngưỡng mộ, ước ao làm trương đại quan nhân cũng hãnh diện đôi chút. Vũ Thu Linh lấy từ ngăn kéo ra một tập bằng khen đưa cho Trương Dương. Trương Dương có chút thấy được sủng ái mà đâm lo sợ, Vũ trưởng xã sẽ không vô duyên vô cớ đi tặng mình một đống bằng khen như vậy chứ. Trương Dương cẩn trọng nói, Vũ trưởng xã muốn phân phó gì thì xin cứ nói. Vũ Thu Linh cười nói, không phải là muốn ngươi làm gì đâu. Ngươi cũng là người quá thực tế rồi đó. Trương Dương nghe nàng nói xong, Ngược lại thằng nhãi này lại mặt dày cười hì hì nói, vũ trưởng xã làm ta cảm động quá. Được người tin tưởng yêu mến như vậy, ta nguyện vì vũ trưởng xã mà lên núi đao biển lửa cũng không từ. Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng thằng nhãi này lại đang nghĩ bậy bạ. Phải chăng là nàng ta nhắm trúng nhan sắc của mình, muốn mình anh dũng hiến thân? Vũ Thu Linh cũng đã sớm lĩnh giáo qua cái tính nhanh mồm nhanh miệng của Trương Dương, nàng chỉ mỉm cười nói, đợi lát nữa người theo ta về huyện lỵ thì biết. Trương Dương cũng vui vẻ gật đầu, hắn cũng âm thầm thở phào kêu may mắn, đều không phải là người ta nhắm chúng chút nhan sắc của mình mà chỉ là muốn đi công tác cùng. Vũ Thu Linh lại nhỏ giọng giải thích, mấy ngày nữa là Vương Bí Thư sắp chuyển đi rồi. Tối nay có một bữa tiệc chia tay hắn ở Kim Khải Việt, chuyện này ngươi cũng đừng nói cho người khác biết. Trong lòng Trương Dương cũng thấy hứng khởi, xem ra Vũ Thu Linh này lên được cái chức trưởng xã cũng không phải ngẫu nhiên. Không chỉ phía sau có người hỗ trợ, mà thái độ cũng như cách ăn nói của nàng ta cũng cực kỳ dịu dàng dễ gần, dễ khiến người khác sinh hảo cảm. Hơn nữa nàng ta lại không thích đi xe riêng, mà lại cố ý muốn đi chung xe của Trương Dương, điều này cũng như muốn nói, nàng ta đã coi Trương Dương như người một nhà, và cũng chỉ có mình Trương Dương ở cái ủy ban nhân dân huyện này mới được yêu ái như vậy. Còn với Trương Đại Quan Nhân, thì điều này lại có ý nghĩa rất lớn. Bởi lẽ khi Vương Bác Hùng đi rồi, thì hiển nhiên Vũ Thu Linh sẽ là chỗ sửa vững chắc nhất của hắn ở xã Hắc Sơn Tử này, có cơ hội tốt như vậy, tội gì không lấy lòng lãnh đạo cơ chứ. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Trương Đại Quan Nhân cũng chưa đến nỗi cảm động đến rơi nước mắt cả. Chỉ có kẻ ngu ngốc mới vì người khác mà lên núi đao biển lửa, hơn nữa hiện giờ hắn còn kiêm luôn cái chức phó chủ nhiệm ban kế hoạch đầu tư và phát triển của huyện, mà đối tượng lại là vị đại nhân vật an lão tiên sinh kia hơn nữa đằng sau lưng hắn vẫn là vị bí thư huyện ủy Lý Trường Vũ cao cao tại thượng. Với nhiều lý do như vậy, trường đại quan nhân cũng chẳng cần phải đi nịnh bợ một nữ trưởng xã mới nhận chức làm gì, nói trắng ra, nếu như nàng ta muốn được vươn lên cao hơn thì cũng còn phải nhờ và cầu cạnh gã chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình này nữa cơ. 4 giờ chiều, Trương Dương lái xe chở Vũ Thu Linh lên huyện Xuân Dương. Vũ Thu Linh kêu Trương Dương dừng xe ở bên ngoài cục công thương, nàng ta là muốn gặp từ triệu bân chồng mình trước, rồi cùng hắn tối nay tới chỗ Kim Khải Việt. Vẫn còn một lúc nữa mới tới buổi liên hoan, Trương Dương liền chạy xe tới trường trung học huyện. Lần trước lên Thanh Vân Phong, Trần Sùng Sơn có nhờ hắn mang ít đồ cho đứa cháu gái Trần Tuyết, nhưng đến giờ hắn vẫn chưa có thời gian đi gửi. Từ trước tới nay Trương Dương vẫn cực kỳ kính trọng Trần Sùng Sơn, chuyện hắn nhờ vả mà đến giờ vẫn chưa làm xong, làm Trương Dương vẫn cứ canh cánh trong lòng mãi. Trương Dương để xe jeep bên ngoài cửa trường trung học huyện bất chi bất giác nhớ lại mấy sự việc long trời lở đất làm thay đổi hẳn một con người. Hắn từ một gã tiểu tử thực tập sinh vệ giáo, hiện giờ cũng trở thành một gã chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình xã Hắc Sơn Tử, phó chủ nhiệm ban kế hoạch đầu tư và phát triển huyện Xuân Dương, đến ngay cả ô tô riêng cũng có một chiếc. Tuy rằng chỉ là loại xe được lắp ráp lại nhưng vẫn chạy ngon như thường. trương đại quan nhân cũng ý thức được mình có chút hơi đắc trí, hắn lập tức liền nhắc nhở chính bản thân mình phải tự chủ lại, bởi nhẽ muốn sống sót trên chốn quan trường thì điều đầu tiên đó là phải biết kiêm tốn cùng cẩn thận. Cho dù bất cứ điều gì xảy ra cũng phải giữ được cái đầu lạnh, lúc đó năng lực chính trị mới có thể tiến bộ được. Chuông báo hiệu tan học vang lên, Trần Tuyết cùng triệu tính cũng như bao học sinh khác đang lũ lượt kéo nhau từ trong trường đi ra. Từ chuyện tình ở quán karaoke ái thần lần trước, quan hệ của hai tiểu cô nương này cũng trở lên thân mật hơn rất nhiều vừa ra khỏi cổng triệu tĩnh liền thấy Trương Dương đang đứng cạnh một chiếc xe jeep. Cô nàng vui tươi hớn hở vẫy vẫy cánh tay nhỏ xinh chạy nhanh tới chỗ hắn. Trần Tuyết thì dừng lại đứng dưới một gốc cây ở xa xa chờ triệu tĩnh, nàng cũng không có ý định muốn qua bên đó. Trương Dương thích thú nhéo nhéo hai cái má hồng hồng của cô em triệu tĩnh, rồi lại xoa xoa đầu nàng như mọi lần. Anh, anh đáng ghét lắm, làm tóc người ta dối hết lên rồi đây này. Triệu Tĩnh nhét cái cặp sách vào tay Trương Dương rồi quay sang dùng gương của xe Jeep vuốt vuốt lại đám tóc rối. Lúc này mới thích thú ngắm nghía cẩn thận lại chiếc xe Jeep nói, ta nói cho mẹ biết là anh có xe Jeep nha, được không? Trương Dương gật đầu cười nói, tình hình học tập gần đây thế nào? Có thiếu thốn cái gì không? Triệu Tĩnh thở dài nói, cả ngày đều phải làm bài, may mà có Trần Tuyết giúp đỡ, cũng thấy có chút tiến bộ hơn rồi. Yên tâm đi, ngươi nhất định được vào đại học cái danh ngạch tuyển thẳng đại học kia Trương Dương đã nắm chắc 10 phần rồi. Nhưng mà chuyện này vẫn chưa được người ta chính thức nói ra miệng, bởi vậy hắn cũng chưa nói thẳng cho Triệu Tĩnh được, mà chỉ đánh tiếng báo trước như vậy để nàng yên tâm mà thôi. Hy vọng là có thể thi đỗ được, thực ra Triệu Tĩnh vẫn rất tự tin vào thực lực bản thân, nàng nhỏ giọng nói, em cũng dự định ghi tên vào trường học viện sư phạm Giang Thành, trường đó cũng gần như là chính quy rồi. Trương Dương cười nói, người thích vào đâu thì cứ quyết định đi. Còn nữa, Trần Tuyết thì dự định thi vào đâu vậy? Ánh mắt triệu tính nhìn từ trên xuống dưới trương dương một lượt, trên mặt lại lộ ra một tia tiêu ý, giọng nói cũng đầy ẩn ý, anh à. Sao anh không tự mình đi hỏi nàng ta ấy? Nói xong cô nàng triệu tính xoay người lại, vẫy vẫy tay gọi Trần Tuyết đằng xa nói, mau mau qua đây đi Trần Tuyết, là anh trai ta có chuyện muốn hỏi người đó. Trần Tuyết lúc này mới chậm rãi đi tới, nàng mặc một chiếc áo khoác tối màu, quần bò cũng màu thấm nốt, tuy trang phục mộc mạc giản dị nhưng cũng không làm mờ nhạt đi cái vẻ đẹp chết người kia, chỉ có điều biểu hiện của nàng vẫn cứ băng lãnh như lần đầu mới gặp. Vẫn là đôi mắt đẹp long lanh như mặt nước hồ mùa thu kia không hề có chút gợn sóng nào, dường như không có bất kỳ điều gì có thể làm tác động đến tâm tình nàng được. Trương Dương cũng đã vài lần được lĩnh giáo qua sự lạnh nhạt của cô nàng này, bởi vậy hắn cũng chỉ đành cười trừ lấy lệ rồi nhanh chóng đem túi đồ mà Trần Sùng Sơn nhờ hắn chuyển hộ, đưa qua cho nàng là ông nội ngươi nhờ ta chuyển cho ngươi. Hắn còn dặn dò ngươi không nên quá chú tâm tới học tập, phải chú ý giữ gìn sức khỏe cho tốt. Mãi tới tận lúc này khóe môi Trần Tuyết mới lộ ra một nụ cười nhẹ cảm ơn. Nói xong cũng lại lặng thinh như cũ. Trương đại quan nhân cũng thấy có chút bực mình khi nói chuyện với cô nàng Trần Tuyết băng lãnh này. Nếu như hắn không có chủ động bắt chuyện thì chắc chắn chàng diện vẫn cứ chỉ có đứng nhìn nhau như vậy đến tối. Trương Dương thấp giọng nói, "Cảm ơn ngươi đã giúp Triệu Tính ôn tập." Trần Tuyết gật đầu quay sang bên phía triệu tĩnh nói ta về ký túc xá trước trương dương cũng đành phải nở nụ cười gượng gạo nói gì thì nói mình cũng vài lần giúp đỡ nàng ta nhưng mỗi lần đối mặt thì nha đầu kia vẫn cứ lạnh nhạt chẳng coi ai ra gì lẽ nào mình với nàng ta có thâm cửu oán hận từ kiếp trước triệu tĩnh nhìn bóng lưng xa dần của trần tuyết cười nói anh à anh cũng đừng nên giận đó tính tình nàng ta từ nhỏ đã vậy rồi trần tuyết như đột nhiên nhớ ra cái gì ghé vào sát bên tai Trương Dương nhỏ giọng nói, "Hai ngày trước chị Hải Lan có tới trường phỏng vấn, thấy em liền vui vẻ nói chuyện rồi hỏi cả tình hình học tập nữa." "Anh à, chị ta xinh đẹp thật đó, có phải là bạn gái của anh không?" Trương Dương cũng giật mình, nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào nữa. Suy nghĩ một chút rồi mới cười khổ nói, "Lại nói bậy bạ gì đó. Người ta là đại minh tinh." một nữ phóng viên xinh đẹp như vậy sao lại thèm để ý tới một gã chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình nho nhỏ như ta được triệu tĩnh lại nói nhưng mà em lại thấy nàng ta đối với anh cũng rất tốt mà trần tuyết cũng cảm thấy như thế hai chúng ta đều thấy các ngươi xứng đôi lắm trương dương đột nhiên lại thấy hơi chột dạ nhưng ngoài mặt vẫn làm cứng ta nói nha đầu ngươi đó khó trách thành tích học tập không tiến bộ một chút nào hóa ra là suốt ngày toàn mơ tưởng linh tinh tới mấy chuyện này không phải là em quan tâm tới anh sao thôi cho xin đi hiện tại là giai đoạn chạy nước rút thi vào đại học là thời điểm then chốt tập trung vào việc học tập đi đừng có nghĩ mấy cái thứ linh tinh này nữa trương đại quan nhân đang thuyết giảng cho em gái thì điện thoại lại kêu lên vừa nhắc tới tào tháo là tào tháo tới ngay là hải lan nhắn tin tới trương dương nhéo nhéo cái mũi xinh xinh của triệu tĩnh xong mới hứng khởi chạy tới buồng điện thoại công cộng gần đó gọi điện lại cho hải lan Tiểu Trương chủ nhiệm về huyện Xuân Dương lúc nào mà cũng chẳng thèm báo ta một tiếng vậy. Vẫn là cái giọng điệu chua ngoa đanh đá của Hải Lan vang lên. Trương Dương ha hả cười lớn, nghĩ không ra cô nàng Hải Lan này nắm bắt tin tức cũng thật nhanh quá đi. Mới tạm biệt Phú Thu Linh chưa lâu, sao nàng ta đã biết được rồi. Trương Dương nhìn xuyên qua lớp kính trong suốt của buồng điện thoại, nó nhìn xung quanh một chút. Cứ tưởng nàng ta đang ở gần đây nhưng tìm mãi cũng không thấy bóng dáng xinh đẹp quen thuộc kia hắn thấp giọng nói cũng là vừa mới tới chẳng là còn phải làm một chút chuyện hiện giờ ta đang ở cổng trường trung học huyện hải lan nói mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy cuối tuần cũng không tới chỗ ta là sao trương dương lúc này mới nhớ ra là hắn cũng chưa nói cho hải lan biết vụ hắn tới bắc bình cùng sở yên nhiên cũng bởi nhẽ nàng ta cũng không có kêu hắn chủ động liên hệ từ trước tới giờ toàn là nàng ta gọi hắn trước nhớ tới chuyện này trương dương cũng cảm thấy có chút chán nản tuy rằng hắn với Hải Lan có cái tầng quan hệ kia, thế nhưng lại không thể trực tiếp gặp mặt thường xuyên được, mà loại trừ cái chuyện ấy ấy kia thì hai người cũng chẳng khác gì trao đổi. Hải Lan cũng không có gặng hỏi hắn tiếp, nói làng sang chuyện khác, tối ngươi lại phải về xã à? Không, vài người ở quê nhà tổ chức bữa tiệc tiến đưa quách đạt lượng. Mà sao ngươi lại biết ta đến Xuân Dương vậy? Hải Lan cũng có chút đắc ý cười nói, ta là phóng viên, nhất cử nhất động của ngươi đừng hòng thoát khỏi mắt ta. Nói xong nàng lại giải thích thêm, Ngưu Văn Cường vừa mới gọi điện tới, hắn mời ta cùng tới đó góp vui. Ta cũng là từ miệng hắn mới biết được ngươi tới Xuân Dương. Trương Dương giờ mới hiểu ra, thảo nào nàng ta luôn nắm được hành tung của hắn, hay là ta dẫn ngươi tới Kim Khải Việt luôn. Quên đi, lúc nãy ta cũng từ chối Ngưu Văn Cường rồi, chẳng là buổi tối ta còn phải giải quyết vài việc, hơn nữa mấy cái nơi ẩm ý ồn ào đó ta cũng không thích lắm, ngẫm lại thì nàng ta không tới cũng có điểm tốt, dù sao cả hai người đều không muốn người khác biết được quan hệ của họ. Trương Dương cũng hàn huyên hỏi thăm thêm vài câu, trước lúc cúp máy hắn còn nói bóng gió đêm nay sẽ tới chỗ Hải Lan ngủ nhờ. Hải Lan có chút do dự nói, quên đi, người cứ vui vẻ đàn đúng với bọn họ cả đêm đi, ta còn phải làm tăng ca suốt đêm không về. Tự dưng Trương Dương lại cảm thấy có chút mất mát khó tả, chậm rãi để điện thoại xuống. Buổi tiệc chia tay lúc tối, Trương Dương cũng tỏ ra không mấy vui vẻ nhiệt tình lắm. Bởi lẽ buổi tiệc hôm nay có từ Triệu Bân, Vũ Thu Linh, Vương Bác Hùng, thậm chí ngay cả Ngưu Văn Cường hay cha hắn như Học Đông, bất kỳ người nào trong số bọn họ luận về chức Phật, hay tuổi tác cũng lớn hơn Trương Dương rất nhiều, hắn cũng biết tối nay hắn chỉ là một người đến góp vui làm nền mà thôi. Nhưng nguyên nhân chính làm tâm tình Trương Đại Quan Nhân thấy buồn bực lại là vì Hải Lan, từ lúc bị nàng ta từ chối, hắn cứ thấy khó chịu mãi không thôi, Vợ chồng từ Triệu Bân cũng đang cố gắng đi quan hệ với những người có chức có quyền, tuy rằng hắn bây giờ cũng đã là phó chủ tịch huyện rồi, nhưng cũng phải chuẩn bị cho thật tốt để ngày sau còn được thăng chức tiếp. Con đường làm quan giống như đi ngược dòng nước chảy xiết vậy, nếu không tiến thì chắc chắn sẽ bị cuốn trôi mất, không được phép có một chút lơi lỏng sơ sẩy nào. Lại nói Vương Bác Hùng cũng là một lão tướng lâu năm trên chốn quan trường, tuy rằng công lao cũng kha khá nhưng lần này cũng phải nhờ hồng phúc của tiểu Trương chủ nhiệm. Cùng một chút may mắn hắn mới được ngồi vào cái ghế cục trưởng cục thế này. Quả thực đến nằm mơ hắn cũng không dám mơ tới ngày hắn được làm cái chức quan béo bở này. Từ Triệu Bân nâng chén chúc mừng Vương Bí thư được thăng chức, rồi hắn cũng ẩn ý muốn mời Vương Bác Hùng cùng gia nhập trận doanh. Vương Bác Hùng tuy rằng cũng xuôi xuôi lòng, nhưng hắn biết không thể vì một chút như vậy mà đi mù quáng đưa ra quyết định, hắn cũng chỉ cười cười nói qua loa cho xong chuyện. Huyện Xuân Dương tuy rằng cũng không lớn lắm, nhưng các cấp lãnh đạo trong đó quan hệ thì cực kỳ phức tạp. Vương Bác Hùng biết, hắn được như ngày hôm nay là do một tay Lý Bí Thư bồi dưỡng nên, bởi vậy hắn cũng chỉ tận tâm tận lực theo một phe của Lý Bí Thư mà thôi. Tuy rằng Lý Bí Thư sắp được tuyên chuyển lên thành phố, nhưng hắn cũng chẳng mấy tin tưởng cái vị tân phó chủ tịch huyện từ triệu bên kia, bởi vậy hắn vẫn giữ nguyên lập trường của mình. Căn bản cũng vì một loạt sự kiện trước buổi tổng tuyển cử tại xã nhà, Đến ngay cả chuyện hắn tư tình cùng cảnh tú quốc cũng bị người ta phơi bày trước bàn dân thiên hạ, đến cả các cấp lãnh đạo trên huyện cũng biết. Tuy rằng hắn không có đủ căn cứ chính xác là do Vũ Thu Linh đứng đằng sau giật dây, nhưng Vương Bác Hùng vẫn rất cảnh giác cao độ đôi vợ chồng này. Bởi theo hắn nhận định, cả hai vợ chồng nhà này đều thuộc cái dạng người mặt ngoài thì tươi cười niềm nở, sau lưng thì lại không từ thủ đoạn hại người. Nói chung tất cả mọi người ở buổi tiệc rượu này cũng đều có toàn tính riêng của mình bởi vậy mà ngoài miệng thì vẫn cười đùa nói chuyện vui vẻ, nhưng thực tế lại đang ngấm ngầm để phòng lẫn nhau. Sau 2 giờ đồng hồ thì buổi tiệc chia tay cũng kết thúc. Vương Bác Hùng có vẻ như uống hơi nhiều, bước đi cứ siêu siêu vẹo vẹo, Trương Dương liền sung phong nhận nhiệm vụ đưa hắn về nhà. Lúc lên xe jeep của Trương Dương thì đôi lờ đờ như say rượu của hắn đột nhiên lại mở lớn, ánh mắt đầy vẻ thâm thúy khó lường. Trương Dương liền hiểu, hóa ra thằng nhãi này từ nãy tới giờ vẫn là giả bộ dạng say rượu hai vợ chồng vũ thu linh thực sự không đơn giản chút nào vương bác hùng đột nhiên lại nói những lời đầy thâm ý này trương dương chỉ cười nhàn nhạt cũng chẳng nói gì vẫn cứ chú tâm lái xe cũng vì sắp chuyển đi nên vương bác hùng giờ đây là dùng tư cách của một người ngoài cuộc mà nhận xét chuyện tình của xã hắc sơn tử ở xã hắc sơn tử này thì người khiến hắn có cảm giác thân thiết cùng tin tưởng nhất chỉ có mình trương dương cũng không hẳn là vì nhờ trương dương mà hắn có thể được thăng chức quan trọng hơn hắn luôn cho rằng người thanh niên trẻ tuổi này chắc chắn sẽ không có xung đột về lợi ích với hắn. Bởi vậy hắn mới lấy tư cách tiền bối mà nhắc nhở Trương Dương một câu, trên quan trường cũng nên đề phòng hai loại người. Một là tiểu nhân, và một là nữ nhân. Hắn tuy rằng không có điểm mặt chỉ tên ai, nhưng Trương Dương cũng hiểu ý tứ sâu xa trong câu nói của hắn. Vương Bác Hùng ý là muốn nhắc nhở Trương Dương đề phòng đôi vợ chồng từ Triệu Bân. Một người là tiểu nhân, còn một người là nữ nhân, Tổ hợp hai người này quả thực có lực sát thương cực mạnh, chỉ cần ngươi không để ý là họ chắc chắn sẽ cho ngươi một đòn chí mạng. Vương Bác Hùng cũng không muốn nói nhiều đến chủ đề này nữa, bắt đầu chuyển đến trọng tâm vấn đề của hắn, nghe nói Lý bí thư sắp chuyển lên Giang Thành phải không? Trương Dương cũng không có trả lời hắn, mà lại hỏi ngược lại, ngươi được lên huyện Xuân Dương, vậy ai sẽ tới tiếp nhận công tác của ngươi? Vương Bác Hùng nở nụ cười, chúc Khánh dân nguyên là trưởng xã Tây Lâu. Hắn cũng là một đảng viên lão thành lâu năm, phỏng chừng hắn sẽ được chuyển tới xã Hắc Sơn từ thay ta công tác. Lúc nói ra mấy lời này, Vương Bác Hùng cũng thấy cao hứng. Chức sắc vừa được đề thăng lên một chút, nhãn giới cũng được nâng lên một tầm cao mới. Tầm mắt của hắn giờ đây không chỉ bó hẹp trong một xã nữa, mà là toàn huyện Xuân Dương này, đó chính là cái nhìn đại cục của một vị quan lớn cần phải có. Trương Dương chở Vương Bác Hùng tới tận nhà, Vương Bác Hùng cũng khách khí mời Trương Dương vào ngồi uống trà nói chuyện nhưng trong lòng Trương Dương lúc này chỉ nghĩ tới Hải Lan, hắn cười cười nói mấy lời khách sáo rồi xin cáo từ. Từ biệt Vương Bác Hùng xong Trương Dương liền tới một trạm điện thoại công cộng gần nhất, gọi cho Hải Lan. Nhưng mà chuông điện thoại vẫn cứ kêu mãi, hơn 10 phút mà chẳng thấy có ai bắt máy cả. Trương Dương liền gọi điện tới đài truyền hình, nhưng làm hắn ngạc nhiên là người ta nói Hải Lan cũng không có đi làm. Ngay đúng lúc Trương Dương chuẩn bị bỏ đi, rốt cục Hải Lan cũng nhắn tin cho hắn nói ta đang ở tháp Hồng Nhạn. Tháp Hồng Nhạn nằm ở bên cạnh dòng sông Xuân Thủy, cũng là một thắng cảnh nổi tiếng ở huyện Xuân Dương. Mà nổi tiếng nhất lại là khu chợ đêm dưới chân tháp, chợ kéo dài dọc theo bờ sông Xuân Thủy, đây cũng là nơi mà dân chúng huyện Xuân Dương buổi tối thích đến nhất. Lúc Trương Dương chạy ô tô tới tháp Hồng Nhạn, thì chợ đêm cũng đã bắt đầu tan họp, hàng quán cũng đang dần đóng cửa. Trương Dương hòa mình vào dòng người đông nghẹt chen chúc đi tới chân tháp, sau một lúc rốt cục cũng tìm thấy bóng dáng hải lan lẫn trong đám người. Audio điện tử võ tấn bền Hải lan mặc một chiếc áo len cao cổ màu xanh thấm, khăn quàng cổ kẻ caro màu đỏ và đen, váy da đen, hai tay nàng vắt chéo đặt trước ngực, bóng dáng người đẹp cô đơn đứng dưới ngọn đèn cao áp. Nàng đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó, như lưỡng lự, như bâng khuâng. Tuy rằng nàng đang đứng dưới ánh đèn điện cao áp, nhưng trương dương vẫn thấy vẻ u ám mờ miệt trong mắt nàng hắn chậm rãi bước tới dừng lại trước mặt nàng hai người cứ thế đứng nhìn nhau một lúc hải lan cắn cắn môi dưới đôi mắt u sầu cũng xuất hiện một tia tình cảm ấp áp trương dương nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé của nàng hải lan xấu hổ giấu khuôn mặt cười trong chiếc áo khoác nắm chặt tay hắn kéo hắn tới chỗ tháp hồng nhạn thấy xung quanh đã không còn ai trương dương liền dùng sức kéo nàng lại ra sức ôm chặt vào lòng mình thân thể mềm mại của hải lan bỗng run lên nhè nhẹ trái tim băng giá của nàng đang được hơi ấm của hắn sưởi ấm lại nàng nhỏ giọng nói ta tưởng ngươi sẽ không tới trương dương hôn lên khuôn mặt cười xinh đẹp kia một cái nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi vì sao lại nghĩ như vậy hải lan nắm chặt cổ tay hắn nói hôm nay là sinh nhật của ta trương dương giờ này mới hiểu tại sao tối nay tâm tình nàng ta lại lạ như vậy cúi đầu khẽ hôn má nàng một cái nữa nói sinh nhật vui vẻ hải lan có chút oán trách nhìn hắn hờn dỗi nói đồ keo kiệt đến quả mừng sinh nhật cũng không có trương dương cười nói người muốn cái gì hải lan ngẩng đầu lên nhìn ngọn tháp cao vút thì thầm nói ta muốn lên trên đó ngắm nhìn xung quanh tháp hồng nhạn bởi vì đã lâu không sử dụng nên cũng không được tu sửa lại bởi vậy người ta cũng đã cấm ra vào tháp để đảm bảo an toàn để phòng ngừa du khách len lén lên tháp người ta cũng đã dùng mấy tấm ván đóng chặt vào cửa sổ ba tầng tháp phía dưới Trương Dương nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Hải Lan, kéo chạy nàng chạy vòng ra phía sau tháp, chỗ khuất tầm mắt người khác nhất, lúc này hắn mới mỉm cười nói, "Ta có ngươi lên đó." Hải Lan nhìn đỉnh tháp cao vút trong mây, lắc đầu cảm thán nói, "Làm sao mà lên đó được?" Trương Dương ngồi xổm xuống, gióng rạc nói, "Ôm chặt ta, rồi nhắm mắt lại." Hải Lan cũng ngoan ngoãn áp ngực lên lưng hắn, vòng hai tay ôm chặt cổ hắn. Trương Dương nhún mạnh lấy đà một cái rồi phóng vọt lên cao. Lúc hết đà tay phải hắn bám chắc vào chiếc mái cong, sau đó hắn lại nhẹ nhàng búng người nhảy lên một lần nữa là tới được tầng 2. Dưới ánh trăng sáng, Trương Đại quan nhân như một con thần lằn trên tháp đang trèo lên từng chút từng chút một. Tuy rằng trên lưng còn cóng Hải Lan, nhưng động tác của hắn vẫn nhanh nhẹn vững vàng như thường, chỉ một chốc lát, hai người đã tới được đỉnh tháp. Hải Lan cũng biết chuyện gì đang xảy ra, tuy rằng có Trương Dương ở bên cạnh nhưng nàng cũng sợ đến tim đập loạn xả cả lên cả quãng đường nàng không dám mở mắt một lần nào, chỉ gắt gao ôm chặt lấy cổ Trương Dương, cả người dán sát lên lưng hắn. Đến lúc cảm nhận được hai chân đã đặt trên đất bằng, nàng mới rẻ rặt mở mắt từng tí một. Lúc này những trận gió đêm xe xe lạnh thổi ào ạt qua hai người bọn họ, đèn điện phía dưới giờ chỉ nhỏ tí như những đốm sáng xinh xinh. Hải Lan vui mừng hét lớn một tiếng rồi nhào ngay vào lòng Trương Dương ôm chặt lấy hắn, trời ạ. Người làm như thế nào vậy? Trương Đại Quan Nhân có chút đắc ý cười nói, "Lẽ nào ngươi chưa hề nghe qua công phu kinh công sao?" Hải Lan phải mất một lúc lâu mới bình ổn tâm tình vui sướng của mình lại được, mở mắt ngắm nhìn khung cảnh đêm hiếm có này. Đứng ở trên đỉnh tháp cao vút, nàng cảm giác như chỉ cần với tay lên là có thể chạm được vào bầu trời đầy sao lấp lánh kia. Nàng vui sướng hét lớn lên một tiếng, rồi lại nhào vào lòng Trương Dương, gắt gao ôm chặt cái cổ của hắn rồi trao một nụ hôn nồng nhiệt hai người cứ thế lặng lẽ đứng trên đỉnh tháp hôn nhau bên dưới bầu trời đầy sao đột nhiên trương dương lại cảm giác được khóe mắt hải lan có nước mắt dùng ánh mắt ân cần nhìn nàng nhẹ nhàng hỏi vì sao lại khóc bởi vì ta hạnh phúc chỉ cần ngươi thấy vui hàng năm cứ đến ngày này ta lại cõng ngươi lên đây ngắm cảnh trương dương nói những lời này cũng là muốn thăm dò ý tứ của hải lan hải lan dịu dàng nở nụ cười chẳng khác gì đóa bách hợp nở rộ còn vương những giọt sương đêm, ta không có tin hứa hẹn. Nếu ngươi không tin, ta sẽ nhảy từ đỉnh tháp hồng nhạn này xuống dưới kia cho ngươi coi. Khóe môi hải lan nở nụ cười chiêu tức, hiển nhiên là nàng không tin thằng nhãi này dám làm thật. Thế nhưng Trương Dương đột nhiên lại ôm chặt lấy thân thể nàng, rồi thả người nhảy xuống bên dưới. Hải Lan cũng bị giật mình, ôm chặt lấy người Trương Dương, sợ hãi hét lên trói tai. Gió bên tai cứ thế gào thét, hai người vùn vụt lao nhanh xuống dưới. Bỗng nhiên trương đại quan nhân vươn cánh tay phải ra, chuẩn xác bám chắc vào một góc chiếc mái cong cong, hắn dừng lại một chút rồi lại thả tay để người tiếp tục rơi xuống dưới. Một lần nữa lại được đứng trên đất bằng, nữ phát thanh viên xinh đẹp lần đầu tiên được trải qua những cảm giác kích thích như vậy. Nàng vừa thở dốc vừa trừng mắt nhìn thẳng Trương Dương. Cảm giác thế nào? Trương Dương tươi cười hỏi. Giờ ta mới phát hiện ra, người không chỉ là đồ con lừa, mà còn là một con khỉ nữa. Hải Lan hờn dỗi trả lời lại. Trương đại quan nhân nhấn mạnh nói, làm con lừa cũng không thoát khỏi số phận bị ngươi cưỡi. Làm con khỉ cũng tránh không được bị ngươi nắm giữ số phận. Số ta thực khổ quá đi. Hải Lan cũng cảm nhận được cái kia của hắn đang cứng dần lên, nàng thò tay tóm cái thứ đang ngóc đầu dậy của hắn, làm mặt hung ác nói, ngươi thực chẳng có chút thành thận nào cả. Dòng sông Xuân thủy về đêm vắng vẻ không người chiếc xe jeep bên trong rừng cây không ngừng lắc lư, bên trong xe thỉnh thoảng truyền ra tiếng nữ nhân rên rỉ cùng tiếng nam nhân thở dốc. Đột nhiên một bàn tay trắng nõn đặt trên cửa kính xe, sau đó bàn tay đó lúc thì nắm chặt lại, lúc thì lại như cào cấu cửa kính xe, một lúc lâu sau bàn tay đó mới vô lực chậm rãi tuột xuống phía dưới. Trong chiếc xe jeep ấm áp, ánh mắt rực lửa nóng bỏng của Hải Lan gắt gao ngắm nhìn Trương Dương, hắn không nhịn được lại lần thứ hai tiếp tục nhào tới, làm công việc cày sâu quốc bấm. Suốt cuộc tất cả cũng yên lặng trở lại, hai người lặng lẽ nằm ôm ấp nhau. Khuôn mặt cười của Hải Lan cũng đã đỏ ửng lên, ngón tay trỏ nàng dí dí trên chán hắn, nhẹ giọng mắng, ngươi là một gã bại hoại, ở đây mà ngươi cũng dám làm chuyện ấy được. Trương Dương cũng gượng cười, nói ra thực xấu hổ, cái sáng kiến làm dung xe ở bên bờ hồ Xuân Thủy không phải là của hắn, mà là hắn chỉ tiếp bước của Lý Trường Vũ cùng các Xuân Lệ mà thôi, như vậy cũng có thể nói hắn là ăn cắp bản quyền ý tưởng của người khác chỉ có tự mình trải nghiệm hắn mới cảm nhận được sự kích thích cùng hưng phấn cao độ của cái chuyện này thảo nào người ta toàn là kẻ có chức có quyền lại thích đi ra bờ sông chơi cái trò dung xe như vậy nhưng mà muốn sao sao thì cũng phải có thực lực cái vị lý bí thư kia tuổi cũng đã ngoài tứ tuần rồi mà vẫn còn thích đi tìm thú vui mới lạ cũng chỉ vì hưng phấn quá độ mà tẹo nữa thì đứt cước cũng may lúc đó trương đại quan nhân đi ngang qua đó ra tay cứu hắn được một mạng Hải Lan như con mèo nhỏ ngoan ngoãn cuộn tròn người nằm trong lòng Trương Dương. Chỉ có ở bên cạnh hắn, nàng mới cảm nhận được sự ấp áp, bây giờ nàng mới biết thế nào là hạnh phúc. Chỉ có hắn mới giúp nàng tạm thời quên đi những phiền não u sầu của cuộc đời. Trương Dương, ta phải đi, lưỡng lự một hồi lâu, Hải Lan mới đủ can đảm nói ra những lời này. Trương Dương bỗng nhiên thấy người nao nao, đôi mắt đẹp của Hải Lan cũng ngập tràn nước mắt, nàng run run nói cuối tuần ta sẽ lên đài truyền hình tỉnh báo danh. Là Đông Giang sao, giọng điệu Trương Dương cũng trở nên nặng nề hơn, tỉnh Đông Giang cách Xuân Dương hơn 500 cây em, trong mắt Trương Dương thì đây hiển nhiên là một nơi xa xôi cách trở. Hải Lan gật gật đầu, thấy tâm tình Trương Dương không được tốt lắm, nàng liền cầm đôi bàn tay to bè của hắn, dùng hơi ấm từ tay mình giúp hắn bình tĩnh lại. Vì sao phải đi, Trương Dương có chút kích động hỏi tiếp hải lan cũng không dám đối diện nhìn thẳng trương dương hai hàng lông mi cũng cụp xuống trầm giọng nói ta cũng chỉ định ở lại xuân dương này tạm thời một thời gian mà thôi cũng là để chuyển lên đài truyền hình tỉnh nên ta mới tạm thời công tác ở đây ít lâu hiện giờ thủ tục đã làm xong rồi trương dương phẫn nộ gần lên cắt đứt lời nàng vì sao phải đi trong mắt hắn giờ đây tràn ngập bi thương cũng phẫn nộ hải lan cắn cắn môi dưới chẳng hiểu sao trước câu hỏi này của trương dương Nàng không tài nào mở miệng giải thích được. Mấy loại tâm tình bi thương từ trước tới nay chưa từng có cứ thế lan tràn trong nội tâm của Trương Dương. Đầu tiên là Tả Hiểu Tình, giờ lại tới Hải Lan, tại sao trong mắt các nàng mình lại không đáng giá để các nàng phải ở lại sao? Tả Hiểu Tình buộc phải rời đi vì gia đình ép buộc thì không nói, thế nhưng còn Hải Lan thì sao? Từ lâu hắn cũng nhận ra, hắn với Hải Lan không chỉ là giới hạn trong vấn đề nhu cầu, chẳng biết từ lúc nào hắn đã thực sự thích Hải Lan. Tuy rằng Hải Lan vẫn một mực trốn tránh không muốn xác lập quan hệ với hắn, nhưng hắn vẫn tin tưởng chỉ cần hắn nỗ lực thêm một chút nữa, thì sẽ có một ngày, nàng ta sẽ mở rộng tấm lòng mình đón nhận hắn. Nhưng mà giờ đây nàng ta lại quyết tâm đi Đông Giang công tác, đó chẳng phải chứng tỏ nàng thực sự muốn trốn tránh, muốn rời xa hắn sao. Thế nhưng làm trương đại quan nhân phẫn nộ nhất chính là nàng ta trước giờ cũng không thèm nói trước cho mình biết chuyện này, cũng chẳng cần hỏi qua ý kiến của hắn, đùng một cái lại muốn đi ngay. Hải Lan im lặng chỉnh đốn lại quần áo, ánh mắt cùng biểu tình vẫn cứ hờ hững như thường. Trương Đại Quan Nhân cảm giác như mình bị coi thường, hắn thấy Hải Lan chỉ xem hắn như một người xa lạ, quả thực hắn không tài nào tiếp thu được điều này. Một nữ nhân lúc nãy còn ngoan ngoãn hầu hạ mình, vậy mà trong nháy mắt lại trở nên hờ hững lạnh lùng như vậy. Phải chăng từ trước tới giờ nàng ta chưa hề sinh lòng yêu thương mình? Tất cả những điều trước đây chỉ là để giải quyết nỗi sầu muộn cô đơn trống trải trong lòng nàng phải chăng hắn vốn dĩ chỉ là một gã khách qua đường mà thôi. Lúc này nội tâm Trương Dương dâng trào nỗi niềm thất bại chưa từng có. Bởi nhẽ Trương Đại Quan Nhân vốn dĩ là người của thời đại phong kiến do may mắn mới được trọng sinh tới thời đại này. Bởi vậy hắn vẫn cứ quan niệm rằng nữ nhân sinh ra là để phục vụ nam nhân, nữ nhân không có quyền rời bỏ nam nhân. Thế nhưng Hải Lan lại là một trường hợp đặc biệt, nàng ta đã phá vỡ cái khái niệm đã ăn sâu vào tiềm thức của hắn hải lan nhẹ giọng nói nếu như ta nói ta sẽ rời đi và hai chúng ta cũng chẳng còn quan hệ gì nữa ngươi nghĩ sao trương dương cũng không trả lời vẫn cứ lặng thinh hải lan lại nói tiếp ta có lý tưởng của mình ta có cuộc sống riêng ta sẽ không vì bất kỳ kẻ nào mà thay đổi điều đó ta đã nói với ngươi từ rất lâu rằng ta chỉ yêu chính bản thân ta mà thôi trương dương lặng lẽ nhìn nàng qua một hồi lâu mới thấp giọng nói ngươi nói đúng Ngươi không thuộc về Xuân Dương, lại càng không thuộc về ta. Để ta đưa ngươi về nhà, hắn nổ máy rồi cho xe chạy thẳng một mạch. Lúc xe tới cổng tiểu khu Xuân Chữ, Hải Lan rốt cục cũng không nhịn được, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài chảy xuống. Nàng từ phía sau ôm chặt lấy cổ Trương Dương, môi hôn lên khuôn mặt băng lãnh của hắn. Vẻ mặt Trương Dương đờ đẫn nói, chị, về đến nhà rồi. Hải Lan gật đầu, cố gắng đè nén cảm xúc bi thương của mình lại, giọng run run nói, bảo trọng. Trương Dương chậm rãi cho xe chạy trở lại con đường tối đen như mực ngoài kia. Đèn giao thông chuyển sang đỏ, hắn dừng xe lại rồi mở radio lên, bên trong phát ra giọng hát khàn khàn nhưng lại vô cùng tang thương, một người lặng lẽ bước đi trong đêm tối. Cô đơn trống trải trên con phố dài, một người đang đi tìm điều chi, là kẻ khác hay là chính mình, một người đang khẩn cầu điều gì, là đêm tối hay là tình yêu. Đèn nhảy sang màu xanh, nhưng dường như trương dương cũng không có nhận ra hắn vẫn ngồi im bất động như cũ một chiếc xe taxi màu hồng đằng sau bị trương dương cản đường không chạy đi được gã tài xế giận dữ bấm còi inh ỏi nhưng vẫn không thấy chiếc xe đằng trước phản ứng gì hắn đành phải hạ cửa sổ xe xuống thò đầu ra mắng lớn cái con mẹ ngươi chứ còn đứng ở đó làm gì nữa cho xe chạy đi chứ trương dương nhàn nhạt đẩy cửa xe ra bước tới chỗ xe taxi đằng sau đưa tay tóm lấy cổ áo gã tài xế xe taxi dùng sức lôi hắn từ trong xe ra bên ngoài qua cửa sổ xe một quyền như trời giáng của trương đại quan nhân giáng thẳng vào mặt gã tài xế xấu số kia máu me vương vãi khắp trên mặt hắn lẫn dưới đất hai mắt trương dương cũng đỏ ngầu lên một quyền nữa lại vung lên trương dương dừng tay hải lan sắc mặt tái nhợt vò tới gắt gao ôm chặt lấy người trương dương làm nắm tay hắn đột ngột dừng lại giữa không trung tên tài xế đang nằm dưới đất kia chợt vật bò dậy hai tay hắn bưng chặt mồm mũi đang be bét máu của mình lại ánh mắt vô cùng sợ hãi nhìn trương dương hắn không còn chút dũng khí nào dám ở lại đây lâu hơn nữa chạy như chối chết nhảy vào trong xe rồi nhanh chóng đánh xe chạy mất hút khuôn mặt xinh đẹp của hải lan cũng đầy nước mắt nàng cầm lấy nắm tay đầy máu của trương dương giọng run run gọi trương dương trương dương lộ ra một tia cười nhàn nhạt, nhạt dùng bàn tay trái không dính máu của mình vuốt vuốt mái tóc dài của hải lan thấp giọng nói người quay về đi ta không sao. Hải Lan lẳng lặng đứng ở giữa đường chăm chú nhìn bóng dáng chiếc xe dần dần khuất bóng trong màn đêm đen khịt. Nàng ngồi xổm xuống, hai tay bưng mặt khóc như mưa. Trong nháy mắt, nàng cảm giác như cả thế giới này dường như hoàn toàn sụp đổ. chương 49, ai nói nữ nhân không bằng nam nhân? Mô người xung quanh đều cảm nhận được cảm xúc biến hóa của Trương Dương. Sau khi Hải Lan rời khỏi, Trương Dương mới ý thức được địa vị trọng yếu của nàng trong lòng hắn đúng là chỉ khi mất đi người ta mới ý thức được tình cảm đã khác sau đến như thế nào. Xem ra là Hải Lam muốn quyết tâm chặt đứt tất cả những mối liên hệ cùng với Trương Dương, từ trước khi nàng đi Đông Giang cũng không có gọi điện cho Trương Dương. Lúc hắn gọi đèn cũng không thèm nghe mà chỉ để lại một phong thư, nàng nói đã không cần thiết nghe điện nữa rồi. Chuyện này là Trương Dương nghe Như Văn Cường kể lại, nguyên bản là Như Văn Cường này có đưa tiến Hải Lan lúc nàng rời đi. Trương Dương hiện tại thường xuyên nghĩ đến một câu nói đó là cuộc sống vẫn tiếp tục, có một câu nữa là còn mặt trời thì còn cây cỏ. Lấy tài hoa trương đại quan nhân ta đây chả nhẽ sợ không tìm thấy nữ nhân tốt sao. Lời nói tuy là vậy, nhưng trong lòng không khỏi giấy lên một cỗ xót xa cùng cảm giác mất mát. Triệu Tân Hồng tái khám cũng đã có kết quả, khiến cho tất cả mọi người phải kinh ngạc đó là nguyên bản căn bệnh của nàng cư nhiên lại biến mất một cách thần kỳ. Hết thầy những chuyên gia, bác sĩ chữa bệnh cho nàng đều cho rằng đây thực sự là một kỳ tích, một điều thần kỳ. Duy chỉ có Triệu Tân Hồng là rõ ràng chuyện này đối với kỳ tích không hề có quan hệ gì, đây là do trương chủ nhiệm thâm tàng bất chắc xuất thủ chữa trị. Khám lại xong suối rồi, Triệu Tân Hồng trước tiên hẹn gặp Trương Dương, đưa kết quả khám bệnh cho hắn. Trương Dương cũng không có xem mà đẩy trả lại nàng, hắn cười nói tỷ à. Khỏi rồi đúng không? Triệu Tân Hồng gật đầu, bệnh đã biến chuyển rất nhiều, hiện tại tinh thần cũng khôi phục tốt từ sắc mặt hồng nhuận của nàng cũng có thể nhìn ra thân thể nàng ta đang phục hồi rất nhanh việc thái độ của trương dương chẳng thèm quan tâm khiến cho triệu tân hồng càng cảm thấy kinh ngạc xem ra tiểu tử này biết chắc chắn rằng hắn chữa cho nàng sẽ khỏi thực sự là rất có bản lĩnh a à? triệu tân hồng là một nữ nhân hết sức nhạy bén sau khi căn bệnh tiêu thất việc nàng nghĩ đầu tiên chính là bài thuốc này thực sự thần kỳ nó có thể chính là cơ hội làm ăn cực lớn giả như nếu như trương dương bằng lòng chỉ cần riêng cái phương thuốc này cũng có thể đổi lấy vô số tài phú rồi nàng khéo léo đem ý tức của mình nói ra cho trương dương nghe trương dương nghe xong không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn triệu tân hồng triệu tân hồng nhạy cảm cảm nhận được chút vẻ khinh thường trong đó mặt nàng không khỏi đỏ lên tiểu trương a ta chỉ là kiến nghị với ngươi một chút thôi giả như phương thuốc này có thể được nghiên cứu chế tạp thành công không những có thể tạo phúc cho nhân loại mà giá trị về mặt kinh tế đưa đến cũng không phải là nhỏ. Trương Dương thấp giọng nói, giả như thực sự ta muốn kiếm tiền thì hà tất phải ở lại Xuân Dương. Hơn nữa ta có thể nói rằng, mỗi phương thuốc đưa ra còn phải nhắm vào tùy từng cá nhân, phương thuốc dưa cho ngươi không chắc đã có thể áp dụng với người khác. Hơn nữa sơ sẩy có thể ảnh hưởng tới tính mạng đó. Triệu tỷ, ta xem chừng ngươi bỏ ý định này trong đầu đi. Triệu Tân Hồng thấy Trương Dương không muốn cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua cái ý tưởng này nàng thấp giọng nói, chuyện lần trước ngươi nhờ ta, ta đã nói với lão Tống. Danh ngạch của trường đại học sư phạm Đông Giang hẳn là không có bất luận chút vấn đề gì. Trương Dương lộ vẻ ứng ý tươi cười, đại học sư phạm Đông Giang thuộc về dạng trường chính quy hạng nhất rồi. Kể cả cứ cho là triệu tính lúc thì đạt được kết quả tốt nhất theo sức học của nó thì vào cao đẳng cũng chưa nắm chắc. Kết quả như vậy khiến cho Trương Dương thập phần thỏa mãn, hắn gật đầu nói cảm tạ triệu tỷ. Lúc nào rảnh rỗi an bài một chút, ta mời hai anh chị dùng bữa. Triệu Tân Hồng lắc đầu, hắn là người không thích uống rượu, hay là thôi đi vậy. Kỳ thực danh ngạch học sinh lần này cũng rất căng, dựa theo danh ngạch chuẩn thì nguyên bản thuộc về một người tên là Trần Tuyết, nhưng nữ hài tử này xem chừng cũng có ngạo khí lắm a, à, cư nhiên cự tuyệt được cử đi học. Trương Dương mỉm cười, không ngờ lần này Trần Tuyết lại gián tiếp giúp Triệu Tĩnh rồi. Hắn cùng Triệu Tân Hồng nói chuyện vài câu, sau đó xem lại mạc cho nàng, điều chỉnh một chút về phương thuốc sau đó mới cào từ rời đi. Vừa đi ra khỏi quán cà phê thì nhận ngay được điện thoại của Lý Trường Vũ. Hắn nói Tô Lão Thái lại tái phát bệnh, gọi Trương Dương tới vi viên xem bệnh cho bà. Trương Dương vốn cũng biết Tô Lão Thái mắc chứng bệnh đau nửa đầu, nhưng lại rất ghét đi bệnh viện hay khám bác sĩ. Hơn nữa lần trước Trương Dương cũng có khám sơ qua cho Tô Lão Thái, chính vì thế nên khi người có chút bất ổn, bà và Lý Trương Vũ cũng chỉ nghĩ tới một người duy nhất đó là Trương Dương Trương Đại Thần Y đây. Trương Dương trực tiếp lái xe đi tới Vi Viên. Tô Lão Thái vừa mới từ quê ra, ở quê dù sao sinh hoạt cũng đơn sơ, hơn nữa hai ngày trước còn bị nhiễm phong hàn. Trên đường về đây đã bắt đầu không được khỏe, người có hơi sốt lên. Trương Dương sau khi xem xong cho bà thấy cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, liên kê một toa thuốc DEA cho Lưu Hải Đào đi mua. Lý Trường Vũ cũng cẩn thận để ý tới Trương Dương, hắn thấp giọng nói, người lên làm phó chủ nhiệm sở đầu tư và thương mại vài ngày trông cũng ra dáng lắm rồi nhỉ. Trương Dương biết là hắn hảo tâm nhắc nhở, liền cười nói, xe này là ta mua một chiếc xe cũ thôi, là Triệu Tân Vĩ bên sát hạch kiếm giúp cho ta. Lý Trường Vũ hút một hơi thuốc rồi nói, có những thời điểm, như vậy vị tất đã là tốt. Trương Dương không hiểu đứng nhìn hắn. Lý Trường Vũ thấy vậy biết là hắn không rõ, lúc này mới chỉ điểm cho hắn một câu, dù sao cũng không có quy định cán bộ quốc gia không được mượn xe công tác. Trương Dương lúc này mới hiểu được ý tứ Lý Trường Vũ, không khỏi cười ha hả. Nguyên bản là Triệu Tân Vĩ muốn tặng không cho hắn, thế nhưng hắn thì không muốn thiếu người ta một món nhân tình lớn, cho nên mới trả tiền. Nghe qua lời Lý Trường Vũ nói, hắn mới cảm thấy trả tiền như vậy thật có chút dấu đầu hở đuôi. Lý Trường Vũ sau nửa tháng nữa sẽ tới Giang Thành nhậm chức mới, tiếp nhận vị trí huyện ủy bí thư của hắn để lại chính là chủ tịch huyện Dương Thủ Nghĩa, cho nên chuyện bàn giao công tác cũng sẽ đơn giản nhẹ nhàng đi rất nhiều chân chính khiến cho Lý Trường Vũ không yên lòng chính là vì tàu tử này, Tô Lão Thái nhất mực quyết định ở lại Xuân Dương, Lý Trường Vũ cũng chỉ có thể đồng ý với bà chị, chuyện đưa tới Giang Thành đành để sau này rồi nói. Nhưng với tuổi tác và sức khỏe của Tô Lão Thái mà nói, để bà sống lại tại đây một mình thì hắn quả thật rất không yên tâm. Sức khỏe cũng đâu còn khỏe như trước nữa, mau bệnh rồi ai chăm sóc. Cho nên Lý Trường Vũ đang có ý định thuê một người làm đến đây giúp việc và coi sóc cho Tô Lão Thái hắn vừa nói với trương dương thì trương dương lập tức nảy ra ý định mẫu thân từ lập hoa của hắn dù sao cũng không có việc gì chỉ là ở nhà cơm nước dọn dẹp hơn nữa ở cái nhà của thằng già triệu sinh thiết ấy thì cũng chỉ có chịu khổ mà thôi tô lão thái ở đây cũng là người nhận hậu tình cảm bình thường mẹ mình ở đây coi như bầu bạn với bà lúc có bệnh thì chăm sóc hẳn là không có vấn đề gì trương dương đem ý định của mình nói ra lý trường vũ lập tức biểu thị sự đồng ý nói hết chuyện cá nhân và gia đình chủ đề câu chuyện tự nhiên là xoay đến vấn đề công tác. an lão tiên sinh cải trang vi hành khắp các nơi tại giang thành dù sao lãnh đạo các cấp tại đây cũng đã cảm thấy được. nhưng dù sao chuyện này vẫn khiến cho lý trường vũ cảm thấy có phần bị động. trương dương nghe ra trong lời lý trường vũ có chút bực tức cho nên không có thừa nhận rằng mình đã sớm biết chuyện này. hắn mỉm cười nói: kỳ thực an lão tiên sinh làm vậy cũng bình thường. bất quá người ngẫm lại mà xem, người ta là đem tiền tới đây đầu tư. nếu như là bản thân ngươi người có tới xem xét tình hình thực tế không hay chả nhẽ là cứ ngồi một chỗ nghe quảng cáo thế nọ thế kia rồi vung tiền ra dù sao thì cũng chỉ cần lão chịu bỏ tiền ra đầu tư thì ngài phó thị trưởng giang thành cũng được không ít lợi a à? trương dương vừa nói vừa quan sát sắc mặt lý trường vũ lý trường vũ cười nói người a à, thanh niên tuổi trẻ an lão tiên sinh là nhân sĩ xuất thân từ xuân dương trước đây chúng ta làm bao nhiêu công tác như vậy cũng chỉ là để lôi kéo đầu tư về Ánh mắt và ý chí của người đầu tư cũng quan trọng, nhưng then chốt lại là nằm ở sức ảnh hưởng và tính lôi kéo của địa phương. Trương Dương nghe vậy lập tức minh bạch, điều lý Trường Vũ thực sự quan tâm không phải là An lão tiên sinh kia đầu tư ra sao, mà hắn chỉ cần An lão đầu tư. Đây chính là hân lợi An lão tiên sinh làm con bài tẩy, ngày sau kể cả có tới Giang Thành rồi, nhưng chỉ cần An lão tiên sinh đầu tư, hắn vẫn có thể đem cái công tác quản lý ấy đổ lên đầu mình đây gọi là cướp công sai à người khác rất khéo léo a à. trương dương thấp giọng nói an lão tiên sinh kia ý tứ rất rõ ràng trừ phi có nguyên nhân đặc thù chứ ngoại giới bình thường rất ít có khả năng tác động tới hắn lý trường vũ nhịt lời trương dương nói không khỏi cảm thấy có chút nhạy cảm hắn liếc mắt nhìn trương dương nói người gặp qua an lão tiên sinh rồi sao trương dương tự đáy lòng sinh ra một loại cảm giác kính nể con mẹ nó chứ cái này gọi là khứu giác chính trị sao lão từ đây là hai kiếp làm người rồi a à, nhưng xem chừng vấn đề này đem so với lý trường vũ thì vô pháp đánh đồng. Trương Dương gật đầu, sau đó mới đem chuyện tình lần trước an trí viễn tiên sinh trở về tìm mộ an đại hồ tử cha lão ra kể lại. Đương nhiên hắn phải tránh nặng tìm nhẹ, thêm thắt và lược gọn để kể lại cho Lý Trường Vũ nghe. Lý Trường Vũ nghe từ đó xong, phân tích lại rút ra hai vấn đề mấu chốt. Thứ nhất là An Lão Tiên Sinh không muốn chính quyền can thiệp vào vấn đề khảo sát tình hình thực tế của Lão. Thứ hai là An Lão Tiên Sinh trong toàn bộ quá trình cũng không có ý tứ giấu giếm Trương Dương, thậm chí thân phận và chuyện Lão tìm và tu bổ lại phần mộ cha Lão là An Đại Hồ Tử cũng để Trương Dương biết. Điều này có thể thấy được rằng Lão đối với Trương Dương không như những kẻ bình thường khác, có thể nói Trương Dương tại Xuân Dương, thậm chí là cả Giang Thành là người duy nhất trong chính quyền được Lão tin tưởng. Lý Trường Vũ bỗng nhiên phát hiện ra từ lúc tiểu tử trước mặt mình này trở thành cán bộ quốc gia chính thức, không chỉ suy nghĩ linh hoạt hơn mà vận khí có thể nói là tuyệt hảo. Người ta mơ ước, khao khát được thì chuyện này ngẫu nhiên mà rơi vào đầu hắn, tỉ như đầu tiên là quen biết chính mình, rồi bây giờ là tới cả an lão tiên sinh. Lý Trường Vũ bắt đầu cho rằng thằng nhãi này đúng là được ông trời chiếu cố đặc biệt. Lý Trường Vũ nói, nếu an lão tiên sinh không thích chính quyền can thiệp nhiều, thì chuyện này chúng ta chỉ có thể bảo trì nhịp độ thấp thôi. Còn chuyện tình mộ địa trên thanh hà ngươi cứ cố gắng làm cho thật tốt, gặp phải trở ngại gì, cứ trực tiếp báo với ta. Trương Dương cười nói, chuyện nhỏ, ta với bí thư tri bộ thanh hà là lưu chuyện khôi quan hệ rất tốt mà. Được rồi, lý bí thư này, giả sử như ta có thể thuyết phục được an lão tiên sinh đầu tư tại Xuân Dương huyện thì. Lý Trường Vũ đối với tính cách của thằng nhãi này thì thập phần hiểu rõ, biết là hắn lại ra mặt dày đòi tham quan nữa đây. Biết đối với tiểu tử Trương Dương này, ân uy căn bản là vô dụng, Lý Trường Vũ Trầm ngâm nói, giả như ngươi có thể thuyết phục an lão tiên sinh đầu tư tại đây, chức phó phòng của ngươi sẽ rất nhanh chóng lại được tăng lên. Trương Dương lúc này mới tươi cười thỏa mãn. Lý Trường Vũ lại nói, bất quá ta nói trước, đầu tư cũng có nhiều loại, thấp hơn một nghìn vạn thì coi như không đi. Trương Dương ngẩn người một chút, nhưng nghĩ lại Lý Trường Vũ nói cũng là có đạo lý. Dù sao tu bổ mấy cái đền thờ trên núi đó cũng không thể tính là đầu tư được. Nhưng khiến cho Trương Dương không nghĩ tới là chuyện tình mộ địa vừa mới lọt vào tại lão bí thư lưu chuyện khôi thì lão đã kiên quyết phản đối. Lão đỏ mặt tai đứng lờ đên vung tập vỗ xuống mặt bàn cái, dầm, trưng trùng mắt nhìn Trương Dương, người nói gì? Muốn đem an đại hồ tử kia tới an táng gần thôn Thanh Hà. Rằng chỗ này phong thủy linh khí đẹp, hư người muốn đem cái tên đại tướng cướp đó đi đâu thì đi, mang tới đây để làm hỏng hết phong thủy thôn ta xa. Lưu chuyện khôi đầy căm tức nói. Trương Dương cũng phát cáu, mẹ kiếp nói gì thì nói lão tử cũng là lãnh đạo của ngươi, lão ra hỏa nhà ngươi một chút mặt mũi cũng không cho ta. Hắn bắt đầu trở mặt nói, lưu bí thư chi bộ, điều ta nói với ngươi không phải là để thương lượng. Điều này là ta thông báo lại quyết định của huyện, an trí viễn tiên sinh là khánh quý của huyện, người ta làm sao có thể vì một cái yêu cầu nho nhỏ của xã ta mà gây khó chịu cho an lão tiên sinh được. Lưu chuyện khôi trừng mắt nói to, nhi tử của một tên thổ phỉ tôn quý cái con mẹ gì. Ta nói cho người biết Trương Dương, người muốn giúp hắn tu phần, lên ủy ban xã mà tu, lên ủy ban huyện mà tu nhé. Uy phong lắm sao, muốn đánh nhau tới thôn thanh hà tìm ta này. Trương Dương cũng bực tức vỗ mặt bàn đứng lên quát, lưu chuyện khôi. Ta cũng nói cho ngương, Thanh Hà thôn này là đất thổ địa, không phải của ta, cũng không phải của ngươi. Đây là đất của nhà nước, của quốc gia. Chính phủ muốn đem làm gì, người muốn quản cũng không được. Lưu chuyện khôi thực sự nổi giận, lão chỉ thẳng vào mặt Trương Dương nói, ta nói cái tên tiểu tử nhà ngươi thu của người ta bao nhiêu hả? Vương bắt ăn quả cân, quyết tâm nói giúp cho cái đám thổ phỉ ấy à? Con mẹ nó chứ, muốn lập tu phần tại phong khẩu thanh hà thôn, lại còn muốn lập đền thờ tôn nhị nương. Ngươi cho rằng ta dễ bị khi dễ lắm hả? Từ khi đẻ ra ở cái thôn Thanh Hà này ta chưa thấy một ai là người dễ bị khi dễ ở đây cả nhé. Ta nói cho ngươi biết, trừ khi ngươi bước qua xác ta, chứ bằng không, chỉ cần lưu chuyện khôi này còn một hơi thở, ta xem kẻ nào dám tới thôn Thanh Hà này kiến phần cho An Đại hộ Tử. Trương Dương tuy rằng cường thế, nhưng cũng không thể xuất thủ với lão bí thư lưu chuyện khôi này được. Hơn nữa đây cũng không phải là ý kiến của riêng lão mà còn là ý kiến của hơn trăm thôn dân thôn thanh hà nữa. Không đến bước cuối cùng, Trương Dương cũng không muốn áp dụng chuyên chính đối với lão bí thư chi bộ kia. Phong uy của lão không phải là hắn chưa từng biết qua, ngay cả một cục trưởng thì cục kinh sơn lão cũng không thèm để vào mắt, nói gì đến một chủ nhiệm kế hoạch hóa gia đình như hắn. Trương Dương lúc này mới nhớ tới Đỗ Vũ Phong cùng lão lưu chuyện khôi này có quan hệ rất tốt, xem trường việc này nhờ hắn đứng ra thì hơn. Đỗ Phú Phong nghe xong không khỏi cười ầm lên nói, ta nói người này Trương Dương, tiểu tử nhà ngươi có bệnh không vậy? Ai mà chẳng biết lưu chuyện khôi kia với An Đại Hồ Tử có thâm cừu. Bác của lão là bị chính An Đại Hồ Tử một kích đâm chết, cha của hắn thì bị chính Tôn Nhị Nương bắn chết. Ngươi nói hắn có thể để cho ngươi kiến phần cho An Đại Hồ Tử trên thôn Thanh Hà không? Trương Dương sủng sốt, chuyện này mặc dù hắn chưa nghe qua. Nhưng dù sao An Đại Hồ Tử kia giết người vô số, có giết chúng nhà lưu truyện khôi này thì cũng chẳng có gì là lạ. Hắn thấp giọng hỏi, nhưng không phải là cha lão là hán gian mưu đồ gây rối sao? Cha lão ngược lại không phải là hán gian, có người nói là tôn nhị nương có nảy sinh mâu thuẫn gì đó, nguyên tưởng là muốn đi giúp đỡ, không ngờ lại bị vu cho là như vậy. Đối với lão lưu truyện khôi mà nói, tôn nhị nương kia chính là kẻ thù giết cha. Ngươi lại muốn lập đền thờ cho tôn nhị nương, lão không lấy dao mà chém vào mặt ngươi cũng là nể mặt ngươi lắm rồi. Trương Dương cuối cùng cũng minh bạch, thấy chuyện này đúng là vướng tay vướng chân quá, thế nhưng trước mặt Lý Trường Vũ hắn đã chót bốc phét to mồm rồi, không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Hắn thấp giọng nói, Đỗ Kha, chuyện này ngươi nhất định phải giúp ta. Hiện tại tất cả mọi người đều chầm chầm mà nhìn vào An Lão, hắn là thần tài của Xuân Dương huyện chúng ta a. À. Nếu như để hắn rót đầu tư đi chỗ khác, sau này huynh đệ chúng ta còn có thể giấu mặt đi đâu. Đỗ Vũ Phong cười sằng sặc, là mặt ngươi thôi không có một chút liên quan đến ta. Khương Lượn An bài ngươi cuối tuần gặp gỡ thiệu cục trưởng. Nếu không quan hệ gì tới ngươi, ta từ chối giúp vậy. Trương Dương làm ra vẻ vừa nói vừa thở dài rút điện thoại ra. Đỗ Phú Phong cuốn quyết cản hắn lại nói, đừng có gọi A. À. Chúng ta chính là huynh đệ, không giúp ngươi thì ta giúp ai bây giờ. Lần gặp mặt cục trưởng thiệu vệ giang này, Đỗ Phú Phong đã mong chờ từ lâu rồi, thật vất vả mới có để sắp xếp được. Đỗ Vũ Phong đối với chuyện này thập phần coi trọng, hắn đương nhiên không muốn ở cái nơi khỉ ho có gái này cả đời. Trương Dương cười mắng, Đỗ Ca A Đỗ Ca, người thật sự là. Đỗ Vũ Phong hắc hắc cười một tiếng, sau đó chậm rãi nói, chuyện thương lượng với hắn ta sẽ cố gắng, bất quá có thể được hay không ta không dám chắc. Trương Dương nhớ tới thái độ của lưu chuyện khôi không khỏi thở dài rồi nói, chuyện này sợ rằng không quá lạc quan được. Người nói lão vạn nhất quyết sống chết tới chúng ta, ta có lên cấp cho hắn chút mặt mũi nào không? Đỗ Phú Phong trừng mắt, lão lưu chuyện khôi này vốn là người thực tâm, nhiệt tình, nhâm nghiệp trượng nghĩa. Ta nói cho tiểu tử ngươi đừng có quá mức với lão, bằng không ta không bỏ qua cho ngươi đâu. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, ngươi nói chuyện này có đúng hay không là khi dễ người ta. Giả là ngươi thì ngươi có thấy vui không? Trương Dương không nói chuyện thế nhưng trong lòng cũng đã từng có suy nghĩ. Đặt mình vào địa vị của lưu chuyện khôi mà nói, Lão An Chí Viễn kia đích xác là có chút quá đáng. Đỗ Phú Phong nói, kỳ thực trên thanh thai sơn vẫn còn khối nơi địa bảo phong thủy tốt hơn, vì cái gì mà lão lại cứ muốn lên thanh thả thôn chứ? Ta thấy không bằng hai là người khuyên bảo an lão đi. Lão An Chí Viễn kia cũng không có quay trở lại Xuân Dương đúng như hẹn, nhưng là chuyện này đã phát triển ra ngoài dự định của Trương Dương. Hai ngày nhờ tô lão thái sinh bệnh, Lý Trường Vũ thì lại lên thành phố học, cho nên Trương Dương vẫn đều phải ở lại Xuân Dương. Hắn đánh xe về nhà, đem chuyện Tô Lão Thái kể cho mẫu thân nghe và nói ý định muốn để mẹ tới đó làm người giúp việc. Từ lập hoa nghe vậy lập tức có phần động tâm, chỉ là lo lắng người ta là thân nhân quan lại, mình lại không hầu hạ được chu tất. Trương Dương liền lấy xe đua Mie tới vi viên gặp mặt Tô Lão Thái, thật không ngờ là Tô Lão Thái cùng mẫu thân hắn cư nhiên lại rất hợp ý. Từ lập hoa nhìn Tô Lão Tháo thấy đúng là một lão thái thái nông thôn thì lo lắng trong lòng cũng giảm đi rất nhiều. Tô Lão Thái rất quý Trương Dương lên luôn miệng khen hắn không ngớt. Từ lập hoa bấy giờ mới biết con trai mình là có huyện ủy bí thư để mà bấu víu, chẳng trách mà trong thời gian ngắn lại biến hóa đen long trời lở đất như vậy. Làm mẫu thân, thấy như tử mình có thành tựu như thế cũng rất vui mừng, hơn nữa biết đường Trương Dương đi chính là con đường ngay thẳng, trong lòng từ lập hoa hạnh phúc và kích động tới phát khóc. Triệu sinh thiết đối với việc từ lập hoa ra ngoài làm người giúp việc không có ý kiến gì, dù sao mỗi tháng 300 đồng tiền công trong mắt hắn đã thuộc vào dạng lương cao ngất rồi, cơ hội quý như vậy đương nhiên không thể bỏ qua. Khi biết là Trương Dương an bài công việc cho Từ Lập Hoa, hắn cũng chỉ bĩu môi nói, tiêu tử đó đúng là số sao 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 chó mà. Sau đó cũng không nói gì nữa, mặc dù hắn không biết rõ là Trương Dương làm cái gì, nhưng là nghe đầu đường cuối phố đồn thổi thì cái đứa con chồng trước của vợ hắn nghe đâu đã là cán bộ nhà nước gì gì đó nhà nước với chính phủ đối với cái loại tiểu dân như triệu sinh thiết mà nói đó là một khái niệm tồn tại bất khả xâm phạm như thánh thần, miệng hắn tuy rằng nói không phục, nhưng trong ý chí đã sinh ra vài phần kính sợ đối với Trương Dương. Trương Dương vốn định ở lại cùng tới khi mẫu thân thích ứng được hoàn cảnh, thế nhưng mới ở Xuân Dương được hai ngày thì nhận được tin nhắn của Đỗ Vũ Phong, sự tình không ổn rồi. Lập tức tới Thanh Hà Thôn. Trương Dương nhanh chóng phóng xe thật nhanh trong nửa tiếng đồng hồ đã về tới Thanh Hà Thôn đỗ phú phong thì vẫn đang ngồi xổm ở cái đền thờ trước cửa thôn miêng phì phèo điếu thuốc lá giữ oi chân đã có đến chục đầu thuốc rồi thấy trương dương tới hắn vội vã đứng dậy chuyện gì xảy ra vậy trương dương còn chưa kịp kéo cửa kính xe xuống đã vội vàng hỏi đỗ phú phong cười khổ có đánh nhau trương dương lúc này mới lưu ý đến vệt máu phía trên tường đền thờ hắn liền hói lại ai với ai đỗ phú phong nói ta cũng chẳng biết ai vào với ai vừa rồi có 6 người Hồng Kông khiêng camera quay ảnh các thứ đến đây quay chụp. Chẳng hiểu thế nào lại xảy ra xung đột với thôn dân địa phương. Bọn họ đẩy ngã một người, thế là khiến cho đám người ở đây tức giận, liền lao tới cho đám người Hồng Kông kia một trận. Hải Tại đã áp tải về ủy ban xã rồi. Trương Dương vừa nghe tới người Hồng Kông đã đoán chắc có phần liên quan tới An lão tiên sinh rồi. Nếu như thực sự là người của lão bị đánh, xem chừng đầu tư về Xuân Dương coi như hỏng rồi. Đỗ Phú Phong nói, người lần trước có đề cập đến chuyện tình về An Lão Tiên Sinh, cho nên ta vừa nhận được thông báo thì lập tức thông chi cho ngươi. Chuyện này xe, chừng trước mắt không nên làm căng làm gì. Trương Dương vỗ vỗ vai Đỗ Vũ Phong, tán thánh tuyệt đối cách làm này của hắn. Đối với một số việc nếu như có thể khống chế được, thì tất nhất là nên khống chế cho gọn gàng, giả như làm lớn, rất có thể sẽ rước thêm vào những phiền phức không ngờ tới khiến cho sự việc chỉ càng trở lên rắc rối trương dương thấp giọng hỏi lưu bí thư Chi bộ có ở đây hay không đỗ phú phong lắc đầu nói lão tới nhà con gái lão ta phỏng chừng cũng sắp về tới nơi rồi hai người đang nói chuyện thì đã thấy lưu chuyện khôi dắt theo đứa cháu gái sắc mượt âm trầm đi tới đỗ phú phong tới bắt chuyện cùng lão còn trương dương thì chỉ đứng phía xa xa gật đầu mỉm cười tỏ ý chào hỏi lưu chuyện khôi hừ lạnh một tiếng con mẹ nó cái đám tôn tử thằng thổ phỉ đánh tới đây rồi a à? Trương Dương Tịnh không rõ tình hình cụ thể cho lắm, đành kìm lòng lại không nói gì. Đỗ Phú Phong đi theo lão lưu chuyện khôi hỏi, lão bí thư chi bộ. Chính là đám thôn dân của ngươi dánh đám người Hồng Kông người ta a. À. Hiện tại đã nhốt tại ủy ban cả rồi, việc này không thể làm như vậy, nếu như truyền ra thì sợ rằng. Lưu chuyện khôi trừng mắt, sợ con C, nguyên văn là một câu chửi. Cùng lắm thì lão tử mặc kệ. Đỗ Phú Phong nói, người ta là đồng bào Hồng Kông. Hồng Kông đồng bào thì sao nào? Con mẹ Hồng Kông cũng là người Trung Quốc thôi, họ khi dễ chúng ta thì chúng ta không được phản kháng sao? Trương Dương không nhịn được nói một câu, các ngươi gần tám chục người, họ thì có sáu người. Rốt cuộc ai khi dễ ai? Lưu chuyện khôi dừng bước, quay đầu lại chừng mắt nhìn Trương Dương, tiểu tử ngươi có cái tư cách gì mà nói ở đây? Không phải tới bốn mươi người còn bi một mình ngươi khi dễ đó sao? Trương Dương nhất thời không nói gì, tuy rằng hắn cũng là một kẻ cường thế, thế nhưng dù sao lưu truyện khôi cũng là bí thư chi bộ, hơn nữa là dân địa phương. Sáu người Hồng công kia còn ở trên tay hắn, Trương Dương cũng thật sự không muốn chuyện này căng thẳng. Ba người đi tới ủy ban thôn, bãi đất chống trước ủy ban đậu một chiếc Toyota vỡ nát, méo mó. Xem chừng đúng là sáu người thì không đủ để cho gần tám chục người Red Eye nên cái xe kia cũng phải hứng chịu không ít đòn. Lúc này quanh xe toàn là đám tiểu hai tử đang nghịch ngợm xung quanh xe. Con trai lớn của Lưu Truyện Khôi là Lưu Đại trụ vẻ mặt đầy vẻ phẫn nộ đi tới đón, cùng Đỗ Vũ Phong chào hỏi một tiếng, duy chỉ có không thèm để ý tới Trương Dương, xem ra hắn cũng nghe được từ nơi nào biết được Trương Dương vốn là hỗ trợ cho đám người Hồng Công rồi. "Sao rồi?" Lưu Truyện Khôi thong dong hỏi, Trương Dương không khỏi âm thầm bội phục, lão Lưu Truyện Khôi này tuy rằng chỉ là một bí thư chi bộ thôn, thế nhưng tại những thời điểm mấu chốt biểu hiện ra lại vô cùng trầm ổn và cẩn trọng. Đây tuyệt đối là một điều đáng để học hỏi. Lưu Đại Trụ căm giận nói, sáng sớm hôm nay có 6 người Hồng Kông tới đây, bọn họ đầu tiên là đi dạo quanh thôn, sau đó hai người vác camera tới quay quay chụp chụp đền thờ, sau đó xin quay nhà cửa. Nhưng quá đáng là lúc vợ con đang cho đứa nhỏ bú thì họ lại càng điên cuồng quay phim với chụp ảnh. Như vậy không phải là lưu manh thì là gì? Lưu chuyện khôi nghe thấy mấy người Hồng Kông kia cư nhiên dám chụp ảnh con dâu lão đang cho đứa trao bú thì không khỏi giận đến tím mặt. Lão đưa cái tẩu thuốc lên miếng rít một hơi dài, thấp giọng hỏi, người đâu? Lưu đại trụ nói, đều bị chúng ta nhốt tại ủy ban thôn. Chờ cha về rồi xử lý. Lưu chuyện khôi đi đến trước ủy ban thôn, thấy hơn chục người trong ủy ban thôn đang tụ tập bàn tán xem náo nhiệt, lão trợn mắt lên quát tập trung ở đây làm cái gì. Cút, nên làm gì thì đi mà làm đi. Cả đám thôn dân thấy lưu lão bí thư chi bộ trở về, cuống quyết giải tán. Lưu chuyện khôi vào trong ủy ban, thấy sáu gã người Hồng Công bị đánh cho mặt mũi bầm dập, đang buồn bã ỉu xìu ngồi dựa vào tường. Đỗ Phú Phong cùng Trương Dương đều thở dài một hơi, mặc dù mấy người Hồng Kông này dáng dấp tuy là chịu không ít đòn, nhưng chỉ là bị thương bên ngoài. Không có vấn đề gì to tát là may lắm rồi. Một gã mập mạp đeo kính gọng vàng địch thị là người Hồng Kông, nửa đời không dùng đến tiếng phổ thông nói, ngỗ môn hệ Hong Kong lai tích sáp, các người thế nào khả dĩ như vậy tử đối đãi với chúng ta, giá hệ phạm tội hành vi, người kê gà mái A. Lưu Đại Trụ chỉ vào người tên mập vừa nói, vừa rồi chính là hắn quay vợ con. Lưu Chuyện khôi tiến tới hai bước, không người xuống nhìn kỹ tên mập Hồng Kông rồi nói kê ga mái. Con mẹ mày, trêu con dâu lão tử à, lão tử cho mày thành gà mái luôn. Rồi lão cho tên này một cái bạt tai cái, bốp, gió to, khiến cho tên mập kêu thảm lên, gọng kính văng cả ra ngoài. Đỗ Phú Phong hoảng hốt bước lên ngăn cản hắn, bắt nhốt người phi pháp đã là phạm tội, lại lạm dụng hình phạt riêng nữa, nếu chuyện này mà lớn lên thì rách việc. Hắn khuyên nhủ một lúc lưu chuyện khôi mới bất giận, bỏ đi sang phòng làm việc của lão ở bên cạnh. Lưu chuyện khôi ngồi xuống mà cơn giận vẫn chưa tiêu thất hết, còn nghe nó, một đám lưu manh. Đỗ Phú Phong khuyên nhủ, lưu lão bí thư này, kỳ thực bọn họ là người làm nghệ thuật, cũng không thể cứng nhắc như người bình thường chúng ta được. Ta thấy nhiều chuyện không bằng một chuyện, ta thấy để bọn họ đi đi cũng được lưu chuyện khôi giận giữ hét lên, để chúng nó chụp vợ ngươi xem ngươi có đứng đó bảo thả không. Đỗ Phú Phong cũng có chút hơi cáu, ta nói lão lưu bí thư này. Ngươi hôm nay bị làm sao vậy? Bọn họ quay phim chụp ảnh cũng không phải là phạm, mà chính ngươi giam giữ phi pháp và hành hung bọn họ mới là phạm luật đó. Hiện tại chính phủ đối với đồng bào Hồng Kông đang có những chính sách tích cực, loại chuyện thế niềm mà làm to, người thừa biết hậu như thế nào. Lão tử làm thì lão tử chịu, Trương Dương đứng ngoài cửa nghe thấy lên tiếng, chỉ sợ rằng một mình ngươi gánh không nổi thôi. Lưu truyện khôi hiện tại nhìn Trương Dương cực kỳ không vừa mắt, rít một hơi thuốc chẳng thèm nói gì. Trương Dương vừa rồi ở phía sau đã hỏi han kỹ về chân tướng chuyện vừa rồi. Mấy người Hồng Kông này là được an ngữ thần tiểu thư mời riêng tới đây vì chuyện mộ địa kia, trong đó có thầy Phong Thủy, nhà quay phim, thợ chụp ảnh, còn có cả đạo diễn. Vị mập mạp đeo kính gọng vàng kia chính là trưởng đoàn bọn họ cũng là đạo diễn khiếu vương chuẩn, trong quá khứ cũng đã có mấy bộ phim có danh tiếng tại Hồng Kông. Lúc đầu bọn họ tới thôn Thanh Hà đều là theo mục đích và kế hoạch được đề ra từ lúc ở Hồng Kông. Vốn bọn họ cũng chẳng địch chọc giận đám thôn dân này làm gì, nhưng là vương chuẩn cùng thợ quay phim kia thấy phong cảnh nơi đây sơn sơn thủy thủy đẹp vô cùng trong lòng không khỏi phấn chấn, liền mang theo camera và máy ảnh đi khắp nơi quay phim và chụp hình phong cảnh, rồi đến làng mạc và sinh hoạt của người dân nơi đây, điều này tự nhiên là khiến cho thôn dân ở đây chú ý. Tới cuối cùng tia lửa châm ngòi cho mẫu thuẫn phát sinh là lúc anh thợ quay phim kia chụp bức ảnh con dâu của lão lưu chuyện khôi cho con bú, theo như góc nhìn nghệ thuật của nhiếp ảnh ra mà nói, hình ảnh người mẹ cho đứa con bú sữa đó là một hình ảnh đầy nghệ thuật, mang tính nhân văn sâu sắc, đó là hình ảnh thể hiện tình thương của người mẹ đối với con tình mẫu tử đó là tình cảm đẹp nhất trong cuộc sống, đáng tiếc những giải thích này đối với đám thôn dân đang phẫn nộ căn bản là vô dụng, bọn họ chỉ có một kết luận. Hai kẻ quay phim chụp ảnh là Lưu Manh, cả đám người đi cùng cũng là một hội Lưu Manh. Trương Dương nói, sự thực cũng là thôn dân các người động thủ trước, hơn nữa cũng đạp phá tan nát cái xe của họ ra, ba cái điện thoại, toàn bộ khí cụ quay phim chụp ảnh cũng bị phá hỏng. Chuyện này tột cùng nghiêm trọng tới như thế nào, chắc tự ngươi phải rõ lưu chuyện khôi tuy rằng ngoài miệng vẫn nói cứng thế nhưng trong lòng cũng minh bạch chuyện ngày hôm nay sợ rằng không dễ giải quyết hành hung cộng với giam giữ bất hợp pháp hơn nữa lại còn phá hoại tài sản công dân chưa vội kể đến thân phận đặc thù của sáu người họ chỉ riêng ba tội ở trên thôi cũng đã chối chết rồi đỗ phú phong đành đóng vai người hòa giải hắn cười nói chúng ta đều là người một xã bình thường quan hệ đều như người một nhà ngàn vạn lần đừng vì chuyện của mấy ngoại nhân này mà làm tổn thương tới hòa khí ta nghĩ tốt nhất là nên biến chuyện lớn thành nhỏ, đem mấy người Hồng Công kia đuổi đi, tốt nhất là đừng làm căng. Lưu chuyện khôi không nói gì, vứt điều thuốc lá xuống rất rồi lấy chân di di lên. Trương Dương thở dài, ta xem chuyện này sợ rằng không đơn giản như vậy đâu. Ở đây đám người Hồng Kông này có thể đáp ứng không nói. Nhưng sau khi họ rời đi rồi, ai bảo chứng rằng họ sẽ không nói đây. An lão nếu biết chuyện này sợ rằng, Trương Dương đối với viễn cảnh an Chí viễn đầu tư về Xuân Dương bắt đầu ngày càng thấy trở lên ảm đạm. Lưu chuyện khôi vẫn mạnh miệng, hắn biết thì đã làm sao. Đỗ Vũ Phong biết Trương Dương không có ý gì, chỉ là đang góp ý tìm cách tháo gỡ, bị đánh ở đây hoàn toàn là người Hồng Kông. Mà hiện tại khắp các nơi đều là hừng hực khí thế kêu gọi đầu tư. Chuyện này nếu truyền ra thì còn ai tới Xuân Dương huyện, lúc ấy trên huyện chắc chắn sẽ truy cứu chuyện này. Đỗ Vũ Phong thấp giọng nói, không bằng tới nói chuyện với bọn họ một chút, xem xem chuyện này liệu có thể giải quyết được hay không. Trương Dương lắc đầu, muốn che giấu chỉ có một biện pháp. Đỗ Vũ Phong cùng Lưu Chuyện khôi song song nhìn hắn, cả hai đều rõ tiểu tử này lắm mưu mà trước quỷ, mà bọn họ cũng mong chờ một biện pháp giải quyết cho thỏa đáng. Diệt khẩu, một câu nói của Trương Dương đều khiến cho cả hai giật mình. Lưu Chuyện khôi chửi một câu, Đỗ Vũ Phong cũng nói, vô nghĩa ai cũng biết nói diệt khẩu là chuyện phi thực tế thế nhưng cũng không ai nghĩ ra cái chủ ý gì đến quỷ kế đa đoan như trương dương cũng không có chủ ý gì tỉnh táo mà ngẫm lại lưu chuyện khôi cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề chỉ cần đám người hồng kông truy cứu chuyện này sợ rằng thôn sẽ rắc rối to bồi tiền là còn nhẹ sợ rằng có người còn phải ngồi tù nữa đỗ phú phong nói vô luận thế nào trước tên thả người đã chuyện này đành tới đâu tính tới đó Trương Dương thấp giọng nói, ta gọi điện cho An Lão một chút. Chuyện này để bọn họ ní thì chi bằng chúng ta nói trước thì hơn. Đỗ Phú Phong gật đầu, ngay khi bọn họ vừa đạt thành thỏa thuận thì bên ngoài bỗng truyền tới một giọng thất kính, Lưu Bí Thư Chi Bộ. Lưu Bí Thư Chi Bộ, không xong rồi, có một nữ nhân đánh lên đây. Ba người đều sửng sốt, hôm nay đúng là quái sự nhiều thật a. À. Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây? Lưu Chuyện Khôi là người đầu tiên chạy ra ngoài. Trương Dương cùng Đỗ Vũ Phong liếc mắt nhìn nhau rồi cũng bước theo ra ngoài. Trên bãi đất trống trước đền thờ của thôn diễn ra một màn chắc khiến cho thôn dân ở đây cả đời khó quên. Hơn 20 tiểu tử tinh tráng đang nỗ lực vây khốn một thiếu nữ mặc đồ đen. Nữ tử này đeo kính đen, mặc một bộ đồ thể thao màu đen, tay cầm một cây côn nhị khúc ngân sắc. Giống như mãnh hổ lên núi, hướng ủy ban thôn mà vào tới. Tiểu tử nào chặn đường nàng tiến tới là lập tức đo đất ngay hơn hai chục thanh niên ở đó cũng vô lực ngăn cản nàng tiến tới, một tên vừa định lao lên đã ăn ngay một cước chúng hạ bộ, vung tay ngược lại, một côn chúng ngay đầu mà tên định lên đánh lén nàng. Bốn gã tiểu tử vũ động một côn cùng tiến tới tấn công. Nàng chủ động hạ gục nhanh chóng một tên trong bốn sau đó thoát khỏi vòng vây, côn trong tay liên tiếp vung ra, lại thêm hai gã ngăn cản phía trước nữa ngã xuống. Lưu chuyện khôi sừng sốt, nhà đầu kia rốt cuộc là ai? xã Hắc Sơn tử này tự bao giờ lại xuất hiện một nhân vật biêu hãn như thế. Đỗ Phú Phong nhìn vậy mà ngây người, con mẹ nó, trước nghe nói mình Trương Dương kia một đấu 43, hôm nay lại được thấy một nữ hài tử đấu với hơn hai chục thanh niên trai tráng, hơn nữa còn đánh cho đám hán tử này không một chút hoàn thủ. Xem ra là so với Trương Dương khó phân cao thấp A. Trương Dương thì vui vẻ, hắn dĩ nhiên đã nhận ra nữ tử biêu hãn kia chính là cháu gái của lão An Chí Viễn An Ngữ Thân thực sự đúng với cái câu long sinh long, phượng sinh phượng, con của chuột cũng biết đào hang. Hậu đại của An Đại Hồ Tử kia quả nhiên là cũng có người biêu hãn. Trương Dương cũng lưu ý An Ngũ Thần xuất thủ, cô gái này võ công không tồi, chiêu thức cận chiến thập phần tinh diệu, hơn 20 tráng hắn kia mặc dù cậy sức, nhưng trước mặt một người đã được rèn luyện như An Ngũ Thần căn bản không có cơ hội để hoàn thủ. Hiện trường la liệt những tên bị đánh nằm dưới đất, tiếng rên rỉ kêu la vang lên không dứt lưu truyện khôi bước nhanh lên phía trước tất cả đều dừng lại cho ta hắn giống lên như thế khiến cho tất cả thôn dân nghe thấy đều dừng công kích thế nhưng an ngữ thần căn bản không thèm quan tâm đến lời của lão tháng một cái nàng lại vọt lên cái côn trong tay nhanh như thiểm điện dí lên ít hầu lão nàng giận dữ hết giao người của ta ra đây lưu chuyện khôi lạnh lùng nhìn nha đầu coi trời bằng vung này hắn chẳng chút hoang mang lo lắng đưa tẩu thuốc lên miệng rít một hơi rồi nói ngươi là ai lão bí thư này gặp nguy không loạn, đúng là tố chất tâm lý của lão đảng viên. Ít nói nhảm đi, tiếng phổ thông của an ngữ thần cũng không sói, thêm dân của nữ tử nữa thành ra vẻ uy hiếp lại nghe có chút khả ái. Đỗ Vũ Phong thấp giọng hỏi Trương Dương, làm sao bây giờ? Trương Dương bất mãn nhìn hắn, ta là chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình A. Chuyện này không quan hệ tới ta. An ngữ thần cũng đã thấy được Trương Dương đúng phía sau, nàng liền vặn chéo tay lão lưu áp chế lão tiến tới nàng cả giận nói với trương dương trương dương đem người của ta giao ra đây đỗ vũ phong thấy vậy trong lòng hả hê cười không phải ngươi nói không có quan hệ tới ngươi sao bây giờ người ta chỉ đích danh ngươi đó ta xem ngươi làm thế nào nào trương dương thở dài chậm rãi nói với an ngữ thần ta nói an tiểu thư a đây là chủ nghĩa xã hội trung hoa a không phải là tổ chức xã hội đen nào đâu trước tiên người thả lão lưu bí thư ra đi. An ngữ thần hơi vênh âm ti lên, mặc dù kính đen đã che đi biểu tình trên khuôn mặt nàng, nhưng cái động tác ngạo mạn này nàng ta triển lộ vô cùng nguyền nguyễn. Trương đại quan nhân đối với cái thần thái này của người khác rất ghét. Không phải là nhờ vào mấy đồng tiên nhờ bẩn sao, mà tiên cũng không phải là của ngươi, ngươi vinh vào cái con mẹ gì. Lưu chuyện khôi đời này còn chưa bị qua nỗi nhục nào thế này bằng ngân này tuổi rồi mà còn bị một tiểu nha đầu chỉnh hơn nữa lại còn trước mặt tất cả già trẻ gái trai trong thôn lão nghiến răng nghiến lợi hét có giỏi đem lão tử ra mà giết nếu lão tử nhăn mặt một chút thì không phải là người tay an ngữ thần tăng thêm chút lực tay lưu lão bí thư nhịn không được hừ một tiếng lưu đại trụ từ trong đám thôn dân vọt ra tay cầm một cái đòn gánh đánh tới đầu an ngữ thần tiểu tử này là thấy cha mình bị khống chế trước mặt bao nhiêu thôn dân cả hai mắt đỏ lên hạ thủ cũng không biết nặng nhẹ gì ăn ngữ thần tung chân phải về sau đá thẳng vào cái đòn gánh đòn gánh rắc một tiếng gãy làm hai đoạn lưu đại trụ sửng sốt đây là nữ nhân sao gọi là nữ kim cang mới đúng còn đang ngây người thì an ngữ thần đã tặng cho hắn thêm một đá vào tiểu phúc lưu đại trụ vang tít ra ngoài lăn lộn mấy vòng trên mặt đất mới chật vật đứng lên được đỗ phú phong cùng trương dương thấy thảm trạng cả lưu đại trụ đều song song nhắm mắt lại Đỗ Vũ Phong thực sự không nhịn được nữa, cả giận nói: Ta cảnh cáo ngươi, nếu còn làm bừa, ta sẽ đem bắt ngươi lại đó. An ngữ thần gật gật đầu, đẩy lưu chuyện khôi về phía trước, dùng côn chỉ thẳng vào mặt Đỗ Vũ Phong, ngươi thử xem. Đỗ Vũ Phong quay sang nhìn Trương Dương, nàng ta gọi người đó. Trương Dương biết rõ là tiểu tử này nắm chắc không thể đấu lại An ngữ thần, không khỏi nở nụ cười, là ngươi bắt nàng ta cơm mà, chính là gọi ngươi đó. Đỗ Vũ Phong trong lòng thầm mắng tiểu từ Trương Dương này thật không có nghĩa khí, nhưng chính là biết đây là cháu gái của an lão tiên sinh nên hắn cũng không dám dùng súng. An ngữ thần lại nói, thế nào, ngươi sợ sao, nhìn ngươi cũng cao to thế kia mà không có gan bằng nữ nhân A. À? Trương Dương thở dài một hơi nhìn Đỗ Vũ Phong. Trương 50, nghệ thuật tranh đấu. Đỗ Vũ Phong không còn cách nào khác đành phải nghiến răng nghiến lợi chừng mắt nhìn an Nữ thần nói, ngươi muốn làm phản phải không? thân làm phó sở trưởng cảnh sát xã Hắc Sơn Tử, hiển nhiên hắn không thể đứng nhìn làm ngơ người khác làm loạn trên địa bàn của mình được. Thấy thân thủ của An Ngữ Thần cũng cực kỳ lợi hại, Đỗ Vũ Phong cũng phải thầm than, coi bộ lần này khó nhằn rồi đây. Hắn chậm rãi nhặt một cái cầu ong lên khung gỗ hoặc chất dẻo để gắn tầng chân cho ong xây thành bánh tổ tiêu sái bước tới chỗ An Ngữ Thần cả tiếng nói lớn. Ngày hôm nay để lão tử cho ngươi mở mang kiến thức một chút, biết thế nào là ngũ lang bát quái côn vừa dứt lời xong hắn vung cái cầu ong lên, vọt nhanh tới trước. Nhưng sự việc lại không như trong tưởng tượng của Đỗ Vũ Phong. Ăn ngữ thần lúc nãy còn đứng đằng trước mặt hắn, nhóm một cái thế nào nàng ta đã áp sát tới ngay sát rồi. Một cước như sấm sét đá thẳng vào cái cầu ong. Rác, một tiếng, cái cầu ong gãy thành hai đoạn. Hắn chưa kịp hoàn hồn thì cảm giác thấy bụng mình đau nhói, là ăn ngữ thần vừa tặng hắn một quyền như trời giáng vào bụng. Đỗ Vũ Phong cảm nhận rõ ràng, lấy trung tâm là vị trí giữa bụng vừa chịu một quyền của An Ngữ Thần, sóng xung kích từ đó lan nhanh ra toàn thân, hắn đau đến mặt mũi tối sầm lại, liên tiếp thối lui về phía sau 4 năm bước. Cũng may có Trương Dương đằng sau đỡ được hắn, bằng không chắc chắn hắn không trụ vững được nữa phải khụy xuống đất. Kể cả có Trương Dương đỡ đằng sau, nhưng Đỗ Vũ Phong cũng phải vất vả phả lắm mới trụ vững lại được, gượng cười nói, người anh em tốt, có lẽ ta không đánh lại được ả rồi, đành phải giao phó lại cho ngươi vậy. Trương Dương mỉm cười nhìn An Nữ Thần nói, người cũng nên khoan dung độ lượng cho hắn một chút đi. Chuyện này xem như dừng lại ở đây được rồi đó. An Ngữ Thần cũng không nói gì, chỉ lặng lặng đứng nhìn Trương Dương qua cặp kính dâm to đùng. Từ trước tới giờ nàng thực sự cũng chẳng có chút ấn tượng tốt nào với thằng nhãi Trương Dương này, cũng chẳng biết vì sao ông nội lại khách khí với hắn như vậy nữa. Nàng chậm rãi bước từng bước một lại gần Trương Dương. Từ những rung động nho nhỏ từ mặt đất truyền tới chân, Trương Dương liền nhận ra là nha đầu kia đang tích xúc lực lượng, xem ra nàng ta thực sự định xuất thủ với mình. Trương Đại Quan Nhân thầm cảm thán, nhìn tới nhìn lui đều thấy nha đầu kia chẳng khác gì một tên côn đồ, chắc hẳn phương thức tìm chồng của nàng ta cũng là qua nắm đấm như vậy. Trương Dương chậm rãi để hai tay bắt chéo sau lưng, khóe môi lộ ra một nụ cười đầy thiếu ý, bộ dạng thả lỏng như không thèm phòng bị gì nói, An ngữ thần ơi là An ngữ thần phải chăng ông nội ngươi chưa có dạy ngươi năm chứ tự dước lấy nhục nhã viết như thế nào sao? An ngữ thần vẫn không nói một lời nào, chỉ dùng hành động để trả lời lại vấn đề của thằng nhãi kia. Chân nàng bước càng lúc càng nhanh hơn, đến lúc ước chừng khoảng cách giữa hai người còn hai thước hơn. Nàng nhún người nhảy vào tới chỗ trương dương tung ra liên hoàn cước, cước bộ xuất ra cực nhanh. Tuy rằng quyền cước chưa có chạm đến người, nhưng trương dương từ dao động của không khí cũng cảm nhận được lực lượng cường đại ẩn giấu sau màn quyền cước kia thân thể Trương Dương nhanh hơi lùi lại một chút, cùng lúc đó bàn tay hắn nhanh như chớp lách qua màn quyền cước dày đặc, vỗ nhẹ lên đùi An Ngữ Thần một cái. Người khác trông vào thì đó chỉ như một cái vỗ nhẹ bình thường, nhưng họ nào có biết cả lực tung ra bao nhiêu, góc độ như thế nào cũng được Trương Đại Quan nhân tính toán cẩn thận. Bởi vậy chỉ một cái vỗ nhẹ đó của Trương Dương cũng làm liên hoàn cước của An Ngữ Thần bị lệch sang một bên. An Ngữ Thần xoay người một vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng đứng vững lại phía đằng sau Trương Dương là cao thủ thì chỉ cần trong một chiêu cũng có thể nhận ra được thực lực của đối phương nông sâu ra sao. An ngữ thần gắt gao nhìn điệu bộ đứng đầy ngạo nghễ của thằng nhãi kia, tuy rằng không cam lòng như nàng vẫn phải thừa nhận, thằng nhãi vô liêm sỉ lúc nào cũng cợt nhà kia là một cao thủ thực sự. An ngữ thần với tay nhặt cây gậy dưới đất lên, trong mắt hàn quang chợt lóe lên, vùng gậy nhắm vai Trương Dương đập xuống. Trương Dương cũng chẳng cần quay lại nhìn, giơ tay phải tóm gọn đầu gậy, cùng lúc đó khử tay trái đánh về phía sau. An ngữ thần cong người lại đằng sau né trong gang tắc, tiếp đó nàng liền dơ chân đá vào giữa háng Trương Dương. Đến lúc này Trương Đại Quan Nhân cũng phải tức giận, thầm mắng. Ta với người có cửu hận ba đời đâu mà ngươi lại dùng thứ ám chiêu này, tính làm ta tuyệt tự hay sao? Trương Dương cũng chẳng cần tránh né, dùng hai chân kẹp chặt lấy chân nàng ta. An ngữ thần thấy chân bị khóa, tay phải liền bỏ côn ra, huy động xong quyền nhắm ngay lưng Trương Dương đánh tới. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, mặc cho nàng ta muốn đánh bao quyền thì đánh chẳng thèm phản kháng lại an ngữ thần cảm giác như mình vừa đánh lên thiết bảng vậy tuy đã dùng hết sức lực nhưng không thấy thằng nhãi kia mảy may sứt mẻ chút nào hai tay còn chưa kịp thu về đã bị trương dương tóm gọn lấy tình cảnh hai người lúc này chẳng khác gì an ngữ thần đứng đằng sau ôm trương dương chỉ có cái chân nàng vẫn bị trương dương kẹp cứng lấy trên không giữa háng hắn an ngữ thần ra sức giấy ruộa muốn kéo chân thoát ra nhưng càng lúc càng thấy áp lực hai chân trương dương càng mạnh hơn cứ như là muốn kẹp gãy chân nàng mới chịu dừng lại vậy An ngữ thần vẫn đang loay hoay không biết làm thế nào để thoát ra Thì đúng lúc này điện thoại bên hông Trương Dương lại kêu lên Một thoáng Trương Dương mất chú ý An ngữ thần liền chấp lấy cơ hội dãy mạnh thoát ra khỏi chân hắn Trương Dương móc điện thoại ra nhìn màn hình một chút Thì ra là sở yên nhiên nhắn tin tới Là nàng ta đã tới ủy ban nhân dân xã Nhưng không có thấy hắn nên mới nhắn tin đánh tiếng cho hắn biết Côn bị Trương Dương đoạt mất An ngữ thần liền tới góc tường, cầm lấy cái sẻng dựng ở đó rồi lần thứ hai phóng tới chỗ Trương Dương. Dường như nàng không muốn chịu thua thằng nhãi con đê tiện này một chút nào, quyết ăn thua đủ bằng được mới thôi. Trương Dương nhàn nhạt cầm côn trong tay vẽ nửa vòng tròn hoàn hảo chặn đứng đường tới của cái sẻng. Trương Dương gia tăng thêm một chút lực, cổ tay hắn xoay tròn một vòng, cái sẻng cũng như keo dính chặt lấy cây côn, cũng bị xoay vòng theo. Cái sẻng trong tay an ngữ thần cũng bị vụt ra, rơi xuống đất kêu len keng. Trong nháy mắt khi chiếc sẻng vừa vụt khỏi tay An Ngữ Thần, đầu côn của Trương Dương nhanh như thiểm điện đánh tới, dừng ngay sát dưới cằm nàng. Nắm tay An Ngữ Thần vừa vung lên cũng không dám đánh tới nữa, hai mắt nhìn chằm chằm Trương Dương. Trương Dương thở dài một hơi, sau đó lại lắc lắc đầu cảm thán. Hiển nhiên ý tứ hắn là muốn nói, người vẫn chưa phải là đối thủ của ta. An Ngữ Thần thẹn quá hóa giận, lớn tiếng nói Trương Dương. Chuyện này ta với ngươi cũng chưa xong đâu." Trương Dương ném cây côn ra đằng xa rồi nói, "Nhẽ nào lại như vậy? Lúc nãy ngươi đả thương nhiều người của ta như vậy, ta còn chưa truy cứu trách nhiệm ngươi, đã vậy ngươi còn muốn quay ngược lại cắn ta một cái nữa sao?" Hắn quay sang vỗ vỗ lưng Đỗ Vũ Phong nói, "Đỗ Phó Sở trưởng, ngươi nói xem, An tiểu thư đả thương nhiều người như vậy, hơn nữa còn dám hành hung Lưu Bí thư chi bộ nữa, có phải là nàng ta khinh thường pháp luật nhà nước đáng bị bắt giam hay không?" Đỗ Phú Phong cũng hiểu được ý tứ của thằng nhãi này, cố sức gật đầu lia lịa nói, vừa hành hung, đe dọa, lại xúc phạm cán bộ nhà nước. Chí ít cũng phải bị phạt 3 năm tù giam. Ăn ngữ thần cả giận mắng, chính các ngươi giam giữ người trái pháp luật trước. Tức giận thì vẫn cứ tức giận, nhưng giờ nàng cũng không có can đảm đánh nhau tiếp với Trương Dương nữa đành phải chuyển qua võ mồm. Trương Dương cười lạnh nói, giam giữ người trái pháp luật sao? Ta hỏi con mắt nào của ngươi thấy điều đó vậy? Tất cả chúng ta đều tận mắt thấy, là bọn họ chủ động muốn tới chỗ ta làm khách, hiện giờ chúng ta cũng đã sắp xếp ổn thỏa chỗ nghỉ hơi cho bọn họ. Sao ngươi lại có thể đổi trắng thay đen, ăn nói hàm hồ như vậy? Đổi trắng thay đen chính là các ngươi thì có, ăn nói hàm hồ cũng chính là các ngươi. Thật không tưởng tượng, đám quan viên đại lục mấy người các ngươi tố chất lại kém như thế. Trương Dương cũng chẳng chịu kém cạnh, nghiêm mặt nói, ngươi không phải là người Trung Quốc cái thân phận là dân Hồng Kông của ngươi cũng có gì đặc biệt hơn người đâu. Nói cho cùng ngươi cũng là dân của xã Hắc Sơn Tử chúng ta mà thôi, hơn hết ngươi còn là con cháu của thổ phỉ nữa đó. Bọn ta khách khí với ngươi cũng là thương cảm ngươi mà thôi, ngươi cũng đừng nên cao ngạo như vậy. Ăn ngữ thần bị thằng nhãi này chọc giận tức đến run run người. Từ lúc chào đời tới nay, chưa có một ai dám xúc phạm nàng tới vậy. Những người dân thôn Thanh Hà đứng xung quanh đó thấy trương chủ nhiệm sỉ nhục nữ nhân niên kia, ai cũng thấy ha hê trong lòng. Tiểu trương chủ nhiệm thực sự là quá cường hãn, an ngữ thần ngươi thì đáng là cái gì chứ? Lưu chuyện khôi cười khẩy rút ra một điếu thuốc châm lửa, tiêu sái rít một hơi dài rồi nhả đám khói ra. Tiểu trương chủ nhiệm quả là người trượng nghĩa, hắn vẫn một mực đứng về phía mình, tìm cách giúp đỡ mình tránh tai tiếng, đúng là trước đây đã hiểm lầm hắn rồi. O không ô, nhiều lúc muốn nói chuyện thì trước tiên cũng phải có đủ thực lực đã, An Ngữ Thần cũng biết, trước mặt thằng nhãi Trương Dương này, nàng muốn làm căng cũng không thể được. Đánh thì không lại hắn, hơn nữa dường như hắn cũng không sợ ra cảnh của mình, nếu như sự tình càng để lâu thì lại càng khó giải quyết. Nàng cắn cắn môi dưới nói, ta muốn gặp người của ta. Tuy rằng ngữ khí vẫn cứ cứng rắn như cũ, nhưng tất cả mọi người đều nghe ra, nàng ta cũng đã phải chịu thua không làm càn như lúc đầu nữa lúc đầu là hùng hổ đòi người mang đi, giờ thì chỉ là muốn gặp mà thôi. Trương đại quan nhân cũng không phải là người không biết giảng đạo lý, gật đầu đồng ý nói ta cũng chẳng cấm ngươi. Trương Dương, Đỗ Phú Phong, lưu chuyện khôi cùng an nữ thần tới căn nhà nhỏ giam mấy tên Hồng Kông. Mấy tên kia thấy an tiểu thư tới, cứ như là thấy cứu tinh vậy, tên nào tên đấy cũng nhao nhao lên. Riêng tên mập nhất tên vương chuẩn thì khóc sống lên, tay chỉ mấy người trương dương, miệng cứ bô lô ba la cái gì đó, Trương Đại Quan Nhân nghe mà không có hiểu. Ăn ngữ thần căm tức nhìn Trương Dương nói, các người đối xử với mấy người này như vậy mà coi được à. Trương Dương cười tủm tỉm đi tới trước mặt tên béo vương chuẩn kia, ngồi xổm xuống, giúp hắn sửa sang lại quần áo một chút nói, vừa rồi là ai chụp cảnh một nữ nhân cho con bú. Vương chuẩn chỉ vào tên nhiếp ảnh ra bên cạnh, gã kia bị đánh tới mặt mũi hắn sưng vù lên như đầu heo nói, hắn. Tên nhiếp ảnh ra vội vàng thanh minh nói, chỉ là cảm hứng nghệ thuật mà thôi. Trương Dương cười lạnh nói, vứt cha nó cái nghệ thuật của ngươi đi. Các ngươi thấy cảnh như vậy nên mới nổi máu dê, muốn chụp lại chứ gì. Thằng nhãi này nói bừa một câu, thế nào lại nói chúng tim đen đám người Hồng Kông này, tên nhiếp ảnh ra xấu hổ cúi đầu xuống, không dám thanh minh tiếp. Trương Dương đứng dậy nhìn An Ngữ Thần nói, giờ thì đã hiểu chưa? Bọn chúng là lưu manh, muốn đùa bỡn con gái nhà lành. Vương Chuẩn cuống quyết biện bạch nói, chỉ là ngẫu hứng nghệ thuật thôi mà, thế nào lại thành lưu manh trêu ghẹo con gái nhà lành. Giọng điệu Trương Dương như chém đinh chặt sắt nói, ta mặc kệ các ngươi có nói gì đi chăng nữa, cũng chẳng cần biết An Ngữ thần sai mấy ngươi làm cái gì. Cho các ngươi thị sát địa hình, tham quan phong cảnh xã nhà, chứ không phải cho các ngươi tự tiện chụp ảnh, đùa bỡn con gái nhà lành như vậy. MK cái nghệ thuật của các ngươi chứ. Mấy tên văn nghệ sĩ Hồng Kông cũng khóc không ra nước mắt thằng nhãi con này thực chẳng biết nghe đạo lý gì cả. An ngữ thần cũng phải nổi cáu, bởi nhẽ trình nàng tự mình mời đám người này tới, cũng là để bọn họ xem phong thủy của chỗ này, rồi tư vấn cho nàng xem nên xây đền thờ ở đâu. Nhưng ai có thể ngờ được sự tình lại phát sinh lắm rắc rối như vậy chứ? Trương Dương thấy An ngữ thần cũng chẳng nói lời nào, biết rằng nàng ta đang bị đuối lý. Biết rằng là cơ hội tốt thằng nhãi này cũng chẳng thèm nhân nhượng buông tha người ta, lại tiếp tục làm căng hơn, ta thấy ngươi cũng là nữ nhân, vậy ta hỏi ngươi một chút. Nếu như trong lúc ngươi đang cho con bú như vậy, lại bị người ta chụp ảnh trộm thì ngươi có chịu được không? Hai tròng mắt của an ngữ thần như phóng ra vô vàn ngọn lửa căm phẫn, thực sự nàng hận không thể xông lên tát mấy cái vào mồm thằng nhãi để tiện chuyên nói bậy này. Nhưng nàng biết phó công thằng nhãi này cao hơn mình rất nhiều, muốn làm được điều đó thực còn khó hơn lên trời. Nàng cũng đành đè nén cơn tức giận lại cẩn thận suy nghĩ thì thấy thằng nhãi này nói cũng có chút đạo lý. Nếu đổi lại là nàng mà bị người ta chụp ảnh trộm ngay lúc đó thì cũng không chịu được. Nghĩ thông suốt rồi An Ngữ Thần cũng đành thấp giọng nói, nhưng như vậy các ngươi cũng không được hành hung người ta như vậy chứ. Rõ ràng ngữ khí của nàng đã hòa hoãn đi rất nhiều. Lưu chuyện khôi cùng Đỗ Vũ Phong cũng đều là lão tướng xa trường, thấy An Tiểu Thư phải xuống nước tới như vậy, trong lòng họ cũng phải thầm bội phục Tiểu Trương chủ nhiệm tài giỏi hiện giờ hai người bọn họ cũng hiểu ra tại sao tiểu trương chủ nhiệm lại ra tay muộn như vậy, hóa ra là thằng nhãi này muốn để an ngữ thần gây nháo loạn một hồi, càng loạn càng tốt. Đến lúc cả hai bên đều bị thiệt hại, hơn nữa đạo lý lại nghiêng về bên mình, thì vấn đề này sẽ được giải quyết đơn giản hơn rất nhiều. Trương Dương lẳng lặng xoay người đi ra bên ngoài, an ngữ thần cắn cắn môi dưới, cư nhiên cũng phải theo người ta ra bên ngoài. Mọi người ở đây đều nhận thấy rõ ràng, tràng cảnh đã trở thành một bên nắm quyền chủ động, đặt ra điều kiện. Tới một phòng làm việc ngay bên cạnh phòng giam, Trương Dương nhàn nhạt ngồi xuống ghế ở bàn làm việc, nói, ngươi xem chuyện này nên giải quyết thế nào. An ngữ thần cả giận mắng, nơi này là đại lục, không phải Hồng Kông, ta làm sao mà biết được. Sọng điệu tuy vẫn cứng rắn như cũ, nhưng ngữ khí lại tỏ ra vài phần yếu kém. Trong lòng Trương Đại Quan Nhân cũng thầm đắc ý, tiểu nha đầu ngươi vẫn chưa xứng là đối thủ của ta. Trương Dương liền giả ra bộ dạng như lưỡng lự, như khó xử nói, muốn giải quyết êm đẹp chuyện này thực cũng không dễ dàng chút nào. Những chuyện khác thì còn dễ xử lý, đằng này hắn lại là lưu manh đi trêu gẹo con gái nhà lành. Trương Dương lắc lắc đầu tặc lưỡi nói tiếp, dựa theo quy củ của thôn Thanh Hà, thì hắn phải bị xử phạt là trói lại rồi vứt vào trong rừng sâu. Tuy rằng An Ngữ Thần sinh ra ở bên Hồng Kông, nhưng nàng cũng có nghe qua mấy cái vụ xử tử kiểu như vậy. Trong lòng cũng có chút khẩn trương, không phải bây giờ là xã hội pháp trị sao sao mấy người các ngươi lại dám lạm dụng tư hình như vậy? Trương Dương cười nhạt một tiếng nói, ngươi nhìn thử xem, đây là chỗ nào chứ? Đây là xã Hắc Sơn tử núi non trùng điệp, ngươi thử nghĩ một chút đi, một người bị trói ở trong rừng, sáng sớm hôm sau thì đến cả xương trắng cũng đều bị sói hoang ăn sạch sành xanh. Đến lúc đó cấp trên muốn điều tra cũng thúc thủ vô sách. Ăn ngữ thần cũng biết là thằng nhãi này chỉ đang đe dọa mình mà thôi. Nàng biết, đằng sau lưng mình còn có ông nội, Thằng nhãi này cũng không dám làm căng, đành xuống nước thấp giọng nói, bất kể như thế nào ngươi cũng phải thả người của ta ra. Thả người thì cũng không thành vấn đề, nhưng ta chỉ lo lắng tên nhiếp ảnh ra kia lại không chịu giữ mồm giữ miệng, đi nói bậy đặt điều lung tung hại danh tiếng xã chúng ta. Đến lúc này an ngữ thần mới thực sự lĩnh giáo được sự lợi hại của trương đại quân nhân, đành nhượng bộ nói là ta mời bọn họ đến đây làm việc, ta bảo đảm bọn họ sẽ không nói lung tung. Thế nhưng những thiệt hại về vật chất các người phải bồi thường lại cho bọn ta. Thực ra An Ngữ Thần cũng chẳng thèm để ý đến mấy thứ đồ đó, nhưng mà cứ thế cho qua thì thực sự là mặt mũi mất sạch rồi còn gì. An Tiểu Thư à, người nói như vậy e rằng không ổn thỏa chút nào cả. Đám dân đen thôn thanh hà chúng ta đều bị ngươi đả thương một lượt, ta còn chưa tìm ngươi đòi tiền thuốc men, ngươi lại còn bắt chúng ta bồi thường cái gì. Ta thật lòng nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi còn muốn đòi tiền bồi thường, thì đừng nói là sáu người kia, mà ngay cả ngươi, dân chúng cũng chưa chắc cho ngươi ra khỏi cái thôn này đâu. Ăn ngữ thần nổi giận vỗ mạnh xuống bàn một cái. Trương Dương cũng chẳng thèm để ý đến nàng ta, chỉ nhàn nhạt nói, nếu như cứ đập bàn là giải quyết được vấn đề, thì ngươi cứ thong thả mà đập đi nha. Nhưng ta cũng thực lòng nhắc nhở ngươi một câu, con gái mà cứ hay tức giận như vậy, vạn nhất lại bị bệnh mất cân đối nội tiết, sẽ ảnh hưởng khá nhiều tới việc sinh con sau này đó. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép ngón tay an ngữ thần chỉ thẳng mặt Trương Dương, giận tím mặt đen nỗi không nói ra được tiếng nào nữa. Trương Dương cũng biết sự việc lần này là an ngữ thần giấu giếm ông nội, nàng ta tự ý quyết định đem đám người kia đến đây khảo sát tình hình thực địa, vì vậy thằng nhãi này mới càng được đà lấn tới. Trương Dương nói, ngươi nếu như vẫn không muốn đàm phán tiếp, vậy thì ngươi kêu ông nội ngươi tới đây giải quyết đi. Chuyện, y đạo quan đồ. An ngữ thần bị Trương Dương điểm trúng tim đen, nàng cũng không dám làm loạn nữa, yên lặng ngồi xuống đối diện với Trương Dương, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào mới chịu thả người. Trương Dương thấy tiểu nha đầu này đã chịu thua hoàn toàn, cũng không làm lấn tới nữa, mỉm cười nói ta thấy hai bên đều có thiệt hại. Như vậy đi, chuyện này coi như chấm dứt ở đây. Hai bên đều không được nhắc lại nữa, coi như là chưa hề xảy ra điều gì. Như vậy bên chúng ta chẳng phải là chịu thiệt sao? An ngữ thần nghiến răng nói. Trương Dương cười cười, người cũng đừng có bát nháo lên nữa được không? Bọn các người đã có ấn tượng không tốt trong mắt người dân Thanh Hà rồi, nhớ đâu họ lại không đáp ứng cho người xây đền thờ nữa thì người ăn nói thế nào với ông nội ngươi đây? Trương Dương lại một lần nữa đem an Chí viễn ra dọa tiểu nha đầu này, và một lần nữa an nữ thần đành phải nhẫn nhịn, không dám đáp trả nữa. Thực sự trong lòng nàng cũng bắt đầu thấy hối hận, ban đầu nàng cứ tưởng đằng sau lưng có ông nội, rồi tự phụ một thân võ công cao cường nên mới làm lớn chuyện như vậy, nhưng thật không ngờ sự tình lại biến thành cái dạng này. Trong lòng trương đại quan nhân cũng thầm cười trộm, lão tử còn đang lo không có biện pháp đối phó với thôn Thanh Hà, tự dưng có người đến làm loạn, ta lại có cớ trốn tránh trách nhiệm rồi. Cho dù có cương liệt dũng mãnh đến đâu, gia cảnh có đáng sợ đến nhường nào nhưng an ngữ thần cũng phải cúi đầu chịu thua trước trương đại quan nhân, ngậm ngùi mang sáu gã nghệ sĩ người Hồng Kông rời đi. O không ô, Lưu chuyện khôi nhìn bóng lưng bọn sắp sửa khuất tầm mắt, lúc này mới làm bộ dạng giận dữ, nhổ một bãi nước bọt mắng lớn, lão tử lần này tha cho đám người các ngươi. Lần sau còn dám tới, ta nhất định sẽ chặt chân từng đứa một. Hắn quay đầu lại thấy Trương Dương cùng Đỗ Vũ Phong đang nhìn mình cười một cách quái dị, khuôn mặt già nua của hắn cũng vì xấu hổ mà đỏ bừng lên, ho khan vài tiếng chữa ngượng. Nếu như không phải hôm nay không được tiểu trương chủ nhiệm trượng nghĩa ra tay, Sợ rằng chuyện tình ngày hôm nay không giải quyết được êm đẹp như vậy. Lưu Truyện Khôi cũng cảm kích Tiểu Trương chủ nhiệm rất nhiều, nhưng hắn vẫn còn băn khoăn mãi, không biết lúc nãy Trương Dương cùng An Ngữ Thần đã nói chuyện gì. Bởi nhẽ khi đó cũng chỉ có hai người bọn họ đàm phán với nhau, không có người thứ ba được tham gia vào. Vậy nên Lưu Truyện Khôi mới thịnh tình mời Trương Dương cùng Đỗ Vũ Phong lại ăn cơm, một mặt là để cảm ơn Trương Dương, một mặt cũng để dò hỏi Trương Dương chút ít sự tình hiển nhiên Trương Dương cũng đã sớm đoán được tâm tư của lão bí thư chi bộ này, chỉ nhàn nhàn cười nói, hay là để hôm khác đi, xã nhà còn vài việc cần phải giải quyết. Thằng nhãi này là chuyên gia giả bộ, hở ra một tí là lại nói dối ngay. Dù sao lưu chuyện khôi cũng là lão cáo giả sắp thành tinh đến nơi, cho dù trong bụng thầm mắng nhiếc tiểu tử Trương Dương láo cá, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười sáng lạng như ánh mắt trời, vậy thì vào nhà uống miếng nước nghỉ ngơi đã. Trương đại quan nhân làm vẻ mặt bất đắc dĩ lắm mới gật đầu đồng ý cùng đỗ vũ phong tới ủy ban nhân dân thôn Thanh Hà. Biết rằng không còn cách nào khác, lưu chuyện khôi đành lấy hết súng khí hỏi thẳng tiểu trương chủ nhiệm à. Lúc nãy nhà đầu an ngữ thần nói những gì vậy? Trương Dương cố ý thở dài một hơi, còn có thể nói thế nào nữa? Các người cậy đông đánh sáu gã văn nghệ sĩ người Hồng Kông, nàng ta là muốn truy cứu trách nhiệm mấy người đó. Nhưng nàng ta cũng đã đánh người của chúng ta rồi còn gì? sao lại đòi bên ta bồi thường thôi? Lưu chuyện khôi cả giận lớn tiếng nói. Thằng nhãi Trương Dương lại giả ra cái điệu bộ bất đắc dĩ, gượng cười nói, nhưng mà nàng ta cũng ra một điều kiện nho nhỏ. Điều kiện gì? Xây một ngôi mộ cho An Đại Hồ Tử và lập đền thờ cho Tôn Nhị Nương. Không được, đám con cháu của thổ phỉ kia thực là khinh người quá đáng. Đúng lúc này thì điện thoại lại kêu lên, Trương Dương nhìn lại màn hình một chút, thì ra là sở yên nhiên lại nhắn tin gọi hắn trở về. Hắn cũng có chút bực mình đứng lên nói, chuyện này ta cũng không quản nữa, dù sao đây cũng là chuyện của thôn thanh hà các ngươi, ta muốn quản cũng không được. Ta phải đi rồi, xã nhà còn có việc phải giải quyết. Lưu chuyện khôi đích thân tiến trương dương ra tận ngoài cửa cười cười nói, tiểu trương chủ nhiệm sao lại nói như vậy. Dù sao ngươi cũng là chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình của xã, nói không quản là không quản được sao. Trương Dương khoát tay nói, vậy để khi nào lại sinh con nữa thì báo ta một tiếng. Lưu chuyện khôi chẳng biết làm thế nào nữa, đành cười khổ đứng nhìn tiểu trương chủ nhiệm đi xa dần. Sở yên nhiên ngồi chờ thằng nhãi Trương Dương này hơn 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi hắn đâu cả. Nhìn lại đồng hồ thì cũng đã là 12 rưỡi trưa rồi, nàng nghiến răng nghiến lợi trong lòng thầm chửi rủa thằng nhãi thối tha kia. Lúc Trương Dương vừa tới phòng làm việc của ban kế hoạch hóa gia đình thì cơn tức giận của sở yên nhiên như núi lửa rốt cục cũng được bùng phát. Nàng lớn tiếng hỏi dồn ngươi làm cái gì vậy? Ta chờ ngươi ở đây hơn 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thèm vác cái mặt về, nhắn tin cho ngươi mà ngươi cũng không thèm trả lời là sao? Ta đói bụng lắm rồi đây này, ngươi có biết không? Trương Dương tức giận nói, ta có mời ngươi đến sao? Ngươi đói bụng hay không sao lại đi nói với ta? Hay là còn muốn ta bón cho nữa? Chẳng hiểu sao vừa nãy thì tức giận như vậy, nhưng Trương Dương chỉ nói vài câu sở yên nhiên lại không hề thấy tức giận gì nữa nhưng lại thấy hơi buồn. Trông ngóng hắn nửa ngày mới về, đã vậy lại còn tức giận với mình nữa, nàng thấy có chút tủi thân, lại quay ra mắng hắn một câu, ngươi là đồ vô lại. Mắng xong nàng liền đẩy Trương Dương ra, chạy nhanh ra bên ngoài. Trương Dương cũng không có ý định muốn đuổi theo, cũng bởi nhẽ chuyện tình của Hải Lan gần đây khiến tận sâu trong lòng Trương đại quan nhân sinh ra ác cảm với phụ nữ hắn không còn nặng tình nặng nghĩa như trước nữa. Trương Dương chậm chậm ngồi xuống cái ghế mà lúc nãy sở yên nhiên ngồi chờ hắn. Cảm nhận thấy hơi ấm vẫn còn lưu lại trên ghế, Trương Dương cũng thấy có chút áy náy. Lại cúi xuống thấy một túi ni lông to đùng đựng toàn đặc sản của vùng Kinh Sơn, nghĩ lại nàng ta lúc nãy có nói là đói bụng, chắc chắn là nàng ta muốn cùng ăn với mình nên mới chờ mình hơn hai tiếng như vậy. Lúc này Trương Dương mới thấy hổ thẹn không chịu được, cuống quyết đứng dậy chạy đuổi theo sở yên nhiên nhưng mà lúc chạy ra đến ngoài cửa thì đã thấy chiếc xe màu đỏ trói của nàng ta đã chạy đến tận ngoài cổng ủy ban nhân dân xã rồi trương dương vội vàng chạy tới chỗ chiếc xe jeep của mình nhưng lúc tới nơi mới phát hiện bánh xe phía sau của mình đã xẹp lép từ lúc nào không biết nhìn kỹ lại thì thấy thấy trên bánh xe có lỗ thủng khá to đoán chừng chắc chắn là do sở yên nhiên làm xe hỏng nên trương đại quan nhân đành chạy bộ đuổi theo xe của sở yên nhiên vì vậy mà người dân xã Hắc Sơn tử được thấy một tràng cảnh không thể tưởng tượng nổi, một người chạy bộ đuổi theo một chiếc xe đỏ trên đường cái. Sở Yên Nhiên là thật sự thương tâm, nghĩ không ra thằng nhãi này lại là một người vô tâm đến vậy. Mình đã mất công chạy từ Kinh Sơn tới tận đây đem đồ ăn cho hắn, lại bụng đói ngồi chờ hắn hơn 2 tiếng đồng hồ, vậy mà một lời an ủi hắn cũng không có. Tuy rằng lúc nãy đã xì lốp xe hắn nhưng như vậy cũng không đủ làm nàng hết giận, nhưng trong lòng cũng thấy thoải mái hơn ít nhiều qua gương chiếu hậu thấy thằng nhãi trương dương kia vẫn đang chạy bộ đuổi theo mình nàng cắn cắn môi dưới vốn định dậm ga chạy thẳng để không nhìn thấy mặt thằng nhãi vô tình này nữa thế nhưng ngấm lại thì như vậy chẳng phải là tiện nghi cho hắn sao thà rằng cứ để hắn chạy đằng sau cho hắn hít bụi cũng thỏa cơn giận nghĩ tới đây sở yên nhiên liền điều chỉnh tốc độ xe khống chế giữ ở tốc độ trung bình không bỏ xa cũng không quá gần thằng nhãi trương dương đằng sau chỉ có điều dù là đường cái của xã nhưng cũng chỉ là đường đất đá bình thường, chứ không phải là giải nhựa láng bóng như trên huyện. Bởi vậy Trương chủ nhiệm chạy đằng sau phải hứng đủ bụi cát bay vào mặt. Đến lúc này Trương Dương cũng nhận ra là nàng ta muốn trả thù mình nên mới cố ý làm như vậy, quả thực điều đáng sợ nhất trên đời là lòng dạ nữ nhân. Tốc độ chiếc xe jeep cũng không cao, khoảng cách cũng khá gần, chỉ cần Trương đại quan nhân thi triển một chút kinh công là có thể dễ dàng nhảy lên được xe. Nhưng mà đây là đường lớn, người dân xung quanh thì khá đông hơn nữa hắn còn phải nghĩ tới cái hình tượng cán bộ nhà nước của mình nữa, hiển nhiên là không được thể hiện quá lộ liễu như vậy được. Thấy đám người bên đường cứ chỉ chỉ trỏ trỏ xì si sao bàn tán, Trương Dương cũng cảm thấy buồn bực, lớn giọng gọi với lại, đồng chí. Mau mau dừng xe lại, ví tiền của ngươi bị rơi. Sở yên nhiên ngồi trong xe nghe thấy Trương Dương nói vậy nhịn không được phải nở nụ cười. Thằng nhãi này quả thực giảo hoạt lươn lẹo, đến lúc này rồi mà vẫn còn sĩ diện háo, sợ bị người ta lời ra tiếng vào mới tìm cái lý do chết tiệt này nàng nhỏ giọng lẩm bẩm sao tên vô tâm ngươi lại chạy chậm như vậy mãi mà vẫn chưa đuổi kịp trương dương thấy sở yên nhiên vẫn cứ cho xe chạy đều đều dường như không có ý định dừng lại hắn cũng chẳng thèm đuổi theo nữa đứng phát lại thầm mắng không phải ngươi muốn cho ta hít khói sao đã vậy lão tử không thèm đuổi nữa sở yên nhiên thấy hắn không đuổi nữa liền đạp phanh lại thò đầu qua cửa sổ xe nói này ví tiền của ta đâu. Trương Dương mỉm cười trộm, quả nhiên nha đầu kia không có tính kiên nhẫn, mới chút vậy đã chịu thua rồi. Trương Dương chậm rãi đi tới, thấy nàng ta đang chừng mắt nhìn mình, trong đôi mắt đẹp cũng lộ ra một chút hủy khất. Dù sao người sai trước cũng là mình, bởi vậy hắn phải làm cái bộ mặt thành khẩn, gượng cười nói, giận ta thật sao. Thôi mà, ta cũng là nói đùa thôi, thực sự là không có ác ý gì đâu. Sở yên nhiên hừ lạnh một tiếng, ngoảnh mặt đi giận dỗi không thèm nhìn hắn trương dương ho khan một tiếng nói đói bụng không lúc nghe được câu này sở yên nhiên lại càng thấy tủi thân hơn vành mắt cũng đỏ lên nước mắt suýt chút nữa cũng trào cả ra cầm con chim cánh cụt bằng bông hung hăng ném vào người trương dương trương dương nhanh nhẹn tóm gọn con chim cười nói đều nói nữ nhân ngực lớn thì tâm nhỏ nhen nhưng ta thấy sở tiểu thư ngực lớn tâm cũng lớn không kém đã không có giận ta mà lại lấy ơn báo oán còn tặng ta con thú nhồi bông này nữa. Sở yên nhiên nhìn không được phải nở nụ cười, nhưng lại sợ Trương Dương nhìn thấy, vội vàng quay mặt đi, nhưng hai vai nàng vẫn cứ run nhẹ nhẹ. Trương Dương nhanh nhẹn thò tay vào kéo kéo nhẹ ống tay áo nàng. Bỏ ra, Trương Dương vui tươi hớn hở mở cửa xe chui vào ngồi ở ghế sau nói, đi, ta dẫn người đi ăn thịt lừa. Sở yên nhiên quay lại nhìn Trương Dương, thấy thằng nhãi này mặt mũi tèm nhem toàn thân thì bụi đất, Nhìn không được lại khanh khách cười lớn. Từ trong hộp lấy ra cái khăn ướt đưa cho hắn, trông người cứ như một gã ăn mày đầu đường xó chợ ấy. Trương Dương lau qua loa mặt mũi một chút, lúc này mới đem chuyện tình ở thôn Thanh Hà nói lại cho nàng nghe một lượt. Nhưng Sở Yên Nhiên vẫn cứ còn chút ủy khuất, hờn dỗi nói: "Ngươi chỉ là một gã chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình nho nhỏ, đâu phải là trưởng xã hay phó trưởng xã gì đâu, việc gì phải đi lo chuyện bao đồng như vậy?" O không ô Trương Dương cười cười khen ngợi, đến giờ ta mới biết một nữ đồng chí hiền lành tốt bụng, thấu tình đạt lý như ngươi vậy. Ngược lại ngươi, tính tình ta lại không tốt, tồi tệ xấu xa, xem ra hai ta ở cùng một chỗ sẽ bù trừ cho nhau đó. Không bằng như vậy đi, ngươi chịu thiệt thòi một chút, đem thân trao cho ta, để cứu linh hồi xấu xa tội lỗi của ta. Làm như vậy thì thế giới này sẽ mất một gã côn đồ lưu manh, và xuất hiện thêm một gã chính nhân quân tử mới. Đó chẳng phải là chuyện tốt đáng làm sao sở yên nhiên kiên quyết cự tuyệt nói, không cần phải nói nhiều nữa, dựa vào cái gì mà ta phải chịu thiệt thòi. Hơn nữa trên đời này còn nhiều người đáng để ta cứu hơn ngươi nhiều, cần gì phải đi cứu cái hạng người như ngươi chứ. Trương Dương thở dài nói, hai ta dù không có tình yêu thì cũng có tình bạn, ngươi cũng đừng nên tàn nhẫn như vậy chứ. Một chút lòng tự trọng của ta còn sót lại, ngươi cũng đừng nhẫn tâm tàn phá như thế. Sở yên nhiên lại nhận thấy một tia thương cảm nhẹ nhẹ trong mắt Trương Dương, trong lòng nàng khẽ động. Lẽ nào hắn thực sự gặp cái chuyện gì không vui? Nàng nhỏ giọng nói có phải bị lãnh đạo phe bình phải không? Hay là bị người ta tố cáo ngươi làm chuyện bậy bạ? Hay là ngươi bị mất tiền, thất tình? Trương Dương cũng chẳng trả lời câu hỏi nào của sở yên nhiên, chỉ lặng lẽ nhìn những dãy núi trùng trùng điệp điệp đằng xa. Một lúc sau hắn mới nhỏ giọng nói, này, người có cho rằng ta là một gã không ra gì không? Sở yên nhiên nheo mắt lại, nhìn lại Trương Dương một chút nói, ta thấy người có bệnh thì đúng hơn. Lúc hai người bọn họ lái xe tới Thanh Thai Sơn Trang thì cũng đã là hơn một giờ rồi, bên ngoài cũng đã có bốn chiếc xe con đỗ từ trước. Nhìn kỹ lại thì đều là biển số của huyện Xuân Dương, trong đó chiếc Toyota đẹp nhất nhìn lại có chút quen mắt, chỉ là nhất thời Trương Dương cũng không nhớ ra là đã gặp ở đâu rồi, xem ra cũng giống mình, đều đến đây ăn thịt lừa. Ông chủ quán tôn mãn độn với Trương Dương cũng khá thân quen, thấy Trương Dương tới, hắn liền vui vẻ hớn hở chào đón sao tiểu trương chủ nhiệm tới mà cũng chẳng thèm đánh điện thoại báo ta một tiếng vậy cũng là mới nghĩ ra là tới đây chuẩn bị một chút mấy món đặc biệt đi nhanh lên đó trương dương rửa mặt ở bồn nước ngay bên ngoài cửa quán sở so yên nhiên cũng lấy trong xe ra chiếc khăn mặt đưa qua cho hắn rồi ngẩng đầu nhìn một chút quán thịt lừa nói cũng lâu lắm rồi ta chưa ăn thịt lừa trương dương nở nụ cười tà ác nói ăn ngon lắm đó không phải người nhà ta cũng không dẫn người tới đây đâu. Sở yên nhiên hờn dỗi cao cái mũi nhỏ nhắn lại, điệu bộ trông cực kỳ đáng yêu. Lúc này một gã thanh niên mặc quần áo vận động viên màu xanh từ trong quán đi ra, lúc đi ngang qua, hắn thoáng liếc nhìn qua Trương Dương một cái rồi lại tiếp tục đi tiếp. Trương Dương nhìn chằm bóng lưng thằng nhãi kia, nhỏ giọng nói tiểu tử này có điểm kỳ quái. Có gì kỳ quái vậy? Sở yên nhiên hiếu kỳ hỏi. Trương Dương liền giải thích, nếu là một gã đàn ông con trai bình thường thì chắc chắn hắn phải nhìn đại mỹ nữ là ngươi trước chứ không phải là ta. Mà ta cũng không có nhận ra hắn, vậy thì hắn nhìn chằm chằm ta làm gì? Sở Yên Nhiên cười nói, có thể là hắn biết ngươi nhưng ngươi lại không biết hắn. Hoặc hắn là một gã đồng tính luyến ái, chỉ hứng thú với ngươi chứ không phải ta thì sao? Trương Dương cũng sợ đến toàn thân nổi da gà, cuống quyết kéo Sở Yên Nhiên vào trong quán, không để nàng ta lại nghĩ bậy bạ nữa. Tôn mãn độn nhanh nhẹn bưng mấy đĩa thức ăn lên, có thịt lừa, có ruột, còn có cả mấy cái tròn tròn dài dài của lừa đực nữa. Sở yên nhiên cũng không có thích ăn thịt lắm, chỉ gắp mấy miếng nhỏ rồi chuyển qua ăn món rau, kể ra mấy món rau của quán này nấu cũng rất khá. Trương Dương vốn định lừa sở yên nhiên ăn cái lư tiên kia, thế nhưng nàng ta lại cực kỳ cảnh giác, thấy cái điệu đầy vẻ mờ ám của thằng nhãi này liền cảm giác như hắn đang muốn làm điều gì đó không tốt. Lại thấy hắn có lòng tốt gắp cho một miếng thịt tròn tròn dài dài, liền nhận ra đây là cái gì, nàng gắt giọng nói ta không thích ăn thịt, người bỏ ra đi. Ăn ngon lắm, thử một miếng đi. Đã nói không ăn là không ăn, sao người không ăn đi? Sở yên nhiên biết tỏng cái dụng tâm hiểm ác của thằng nhãi này, một mực từ chối không ăn. Trương Dương thở dài cảm thán nói, người không ăn thì ta ăn. Đồ ngon như vậy thì sao lại bỏ phí được? Trương Dương chậm rãi châm tửu rồi từ từ thưởng thức mấy cái lưu tiên kia, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, còn sở yên nhiên vẫn cứ như cũ, chỉ ăn mấy món rau, không động đến thịt nữa, mặc kệ thằng nhãi kia thích ăn gì thì ăn. Đột nhiên Trương Dương lại quay sang hỏi, người tại Kinh Sơn làm những gì vậy? Sở yên nhiên cười nói, người mà cũng quan tâm tới ta sao? Ta là sợ người còn trẻ người non dạ, dễ bị người ta lừa. Ta mở một trung tâm thể dục thẩm mỹ và một cửa hàng sửa xe ở đường Đại Minh của Kinh Sơn, đây là danh thiếp của ta. Sở yên nhiên dùng khăn lau tay, sau đó lấy ra một hộp danh thiếp được trang trí tinh xảo, từ trong đó lấy ra một cái danh thiếp đưa cho Trương Dương, danh thiếp được làm tương đối khéo léo, mặt trên có ghi chủ tịch trung tâm thể hình chân thiện Mỹ thành phố Kinh Sơn, chủ tịch salon sửa chữa trang trí xe hơi. Trương Dương trợn mắt há mồm không tin vào mắt mình nữa, chủ tịch hai công ty lớn cơ hả? À? Không phải ngươi lừa ta đó chứ? Ta lừa ngươi để làm gì? Hai công ty này đều là của ta và dì Lâm Hùn vốn lập lên, ta là đại cổ đông. Ánh mắt Trương Dương tràn đầy vẻ nghi ngờ nhìn Sở Yên Nhiên. Lúc này Sở Yên Nhiên mới giải thích cho hắn hiểu, dì Lâm tên thật là Lâm Tú, là vợ của Tạ Quốc Trung Nguyên cục phó cục công an thành phố Kinh Sơn. Sau khi mẹ của nàng ta mất, dì Lâm vẫn thường xuyên chiếu cố tới nàng, bởi vậy nàng cũng coi dì Lâm như người nhà. Hơn nữa Tạ Quốc Trung trước kia còn là cộng tác viên dưới quyền của ông nội nàng, bởi vậy mà quan hệ hai nhà cũng khá khăng khít. Tuy rằng nàng là chủ tịch của cả hai công ty nhưng thực tế nàng cũng chẳng cần phải làm gì cả. Tiền vốn thì là của bà ngoại cho, còn phần kinh doanh như thế nào đều do dì Lâm giúp nàng quản lý, bởi vậy thường ngày nàng cũng chẳng có việc gì làm cả, chỉ việc chạy chơi loanh quanh. Trương Dương cũng thở dài cảm thán, cùng là người với nhau nhưng số mệnh thực khác xa nhau quá. Chẳng qua là Sở Yên Nhiên không có hứng thú với quan trường, chứ không với những mối quan hệ kia của nàng, thì tại cái tỉnh Bắc Nguyên, nàng ta muốn làm gì mà chẳng được. Trương Dương cũng thấy có chút ước ao, thậm chí sinh ra một chút tàn niệm. Nếu như có thể đem nàng ta đè xuống bên dưới, vậy chẳng phải những mối quan hệ của nàng ta sẽ thành của mình sao? Thế nhưng rất nhanh hắn cũng thấy hổ thẹn với chính cái ý nghĩ nhờ bản đó của mình, Trương Đại Quan nhân hắn là ai chứ? Cái chuyện dựa dẫm bám váy đàn bà mất mặt như vậy, có cho thêm tiền hắn cũng không thèm làm. Sở yên nhiên cũng không biết thằng nhãi này đang miên man suy nghĩ đi tận đâu, nhẹ giọng nói, người đang nghĩ cái gì vậy? Trương Dương lại chậm rãi nhấp một ngụm rượu nói, "Ta đang nghĩ về ngươi, một cô gái còn trẻ như ngươi cứ sống không có lý tưởng. Tuy rằng hiện giờ ngươi muốn cái gì là có thể có cái đó, nhưng người ta sống trên đời này ai cũng đều có mưu cầu một điều gì đó, đúng không?" Sở Yên Nhiên uống một ngụm nước ngọt rồi nói, "Bây giờ ta lại thấy hâm mộ một gã chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình như ngươi thì có, suốt ngày chỉ lo mấy cái chuyện sinh con đẻ cái, chẳng phải bận tâm tới điều gì. Hay là ngươi làm một bản báo cáo lên cấp trên?" Để ta làm phó chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình xã Hắc Sơn Tử, làm thủ hạ dưới chướng ngươi, thế nào? Trương Dương cũng nhịn không được phải vỗ tay khen thưởng cái ý nghĩ viển vông này của cô nàng Sở Yên Nhiên, nhưng trên mặt hắn nở nụ cười khinh khỉnh nói, "Phó chủ nhiệm thì e rằng không được rồi, nhưng ta chỉ còn thiếu một thư ký về đời sống mà thôi. Ngươi cứ cân nhắc một chút đi." Sở Yên Nhiên đỏ mặt mắng, "Đi làm thư ký cho ngươi thì chẳng khác nào dâng mình tới miệng sói." Ngươi đã từng ngủ cùng với con sói này rồi, còn gì mà phải sợ nữa chứ? Hai ta đều còn trẻ, không bằng cũng nên thử một chút thế nào là tình yêu đẹp chứ nhỉ? Với hàng loại hai như ngươi sao? Sở Yên Nhiên liếc mắt nhìn Trương Dương. Trương Dương cũng thấy có chút buồn bực, ta đâu có chạm đến lòng tự ái của ngươi đâu. Sao lại nặng lời từ chối thẳng thừng như vậy? Sở Yên Nhiên cười tủm tìm nói, có biết vì sao ta thích nói chuyện phiếm với ngươi hay không? Trương Dương lắc lắc đầu, Tại vì ở cùng chỗ với một người xấu xa đê tiện như ngươi, ta mới thấy được tính tình mình cao quý cùng vĩ đại đến cỡ nào, đây là đối lập đó." Trương Dương nở nụ cười nói, "Nghe được những lời này của ngươi, để một hôm nào đó là sẽ nghiên cứu tỉ mỉ lại cấu tạo sinh lý của ngươi một chút, để xem xem rốt cuộc chỗ nào của ngươi cao quý hơn so với ta." Sở Yên Nhiên tức giận trừng mắt lườm Trương Dương, "Thằng nhãi này thực vô sỉ quá đi, những lời như vậy mà hắn cũng có thể nói trước mặt một cô gái xinh đẹp như mình được." đang định tạt cả cốc nước vào mặt thằng nhãi vô sỉ này, nhưng cốc nước vừa dơ lên nàng lại đặt xuống, mỉm cười nói ta biết là ngươi đang tìm cách chọc giận ta, ta không để ngươi được như ý đâu. Hai người vẫn cứ đấu võ mồm trêu đùa nhau một lúc lâu nữa, thế nhưng trong lòng cả hai cũng đều không có chút tức giận nào. Tuy rằng Trương Dương liên tục dùng những từ ngữ tục tiểu nhưng sở yên nhiên cũng chẳng chịu thua kém, liên tục ứng phó đối đáp lại hắn. Dù sao Trương Đại Quan Nhân cũng là một cán bộ nhà nước, hơn nữa Sở Yên Nhiên lại là con gái, mấy lần trêu đùa nàng nhưng cũng chẳng chiếm được chút tiện nghi nào, hắn cũng thôi không trêu nàng nữa, tiếp tục lao vào ăn uống chè chén. Sau khi hai người ăn uống no say định rời đi thì mới phát hiện lốp xe của Sở Yên Nhiên bị người ta đâm thủng. Sở Yên Nhiên thấy cảnh này cũng có chút buồn bực, vừa rồi ở ủy ban nhân dân xã đâm thủng lốp xe của Trương Dương, nghĩ không ra lại bị báo ứng nhanh như vậy, hơn nữa lại bị người ta đâm thủng 4 lốp luôn. Chuyện xảy ra ở bên ngoài quán Thanh Thai Sơn Trang, hiển nhiên Trương Dương phải đi tìm ông chủ quán Tôn Mãn độn hỏi rõ sự tình. Nhưng mà hắn lúc nào cũng cắm cúi trong bếp, làm sao biết được có người đi đâm lốp xe người khác như vậy, hơn nữa trước đây chuyện này cũng chưa bao giờ phát sinh cả. Trương Dương cũng biết đây là có người cố tình muốn phá rối, nhưng mà người ta lại giấu mặt đánh lén, bởi vậy hắn cũng chẳng biết là kẻ nào làm cả. Đành phải mượn điện thoại di động của Sở Yên Nhiên, tính gọi cho Đỗ Vũ Phong tới đón thế nhưng sóng điện thoại ở đây lại hơi yếu không gọi được, đành phải mượn điện thoại bàn của tôn mãn độn gọi. Là tiểu trương chủ nhiệm nhờ, hiển nhiên Đỗ Vũ Phong vui vẻ nhận lời tới đón hai người ngay. Gã thanh niên mặc đồ thể thao lúc nãy nhìn chầm chầm Trương Dương lại từ trong quán đi ra, thấy bốn bánh xe của Trương Dương đều xịt hơi, hắn hắc hắc cười lớn. Sở yên nhiên đang buồn bực, lại thấy có người cười chế giễu mình, trong lòng lại càng thấy khó chịu hơn, đôi mắt đẹp hung hăng chừng mắt nhìn hắn nói, ngươi cười cái gì? bị điên à? Giọng nói gã thanh niên kia đầy châm chọc đáp trả lại, là trẻ con thì đừng nên ngu cuồng ngạo mạn, bằng không không biết sẽ chết lúc nào đâu. Hiển nhiên sở yên nhiên cũng là một người không biết chịu thua ai bao giờ, giận dữ mắng lớn, người nói cái gì? Bị người khác khinh thường chế giễu, lại ngay trước mặt con gái như vậy, Trương đại quan nhân không muốn nổi giận cũng không được. Hắn cười lạnh nói lại gã thanh niên kia, sao ngươi nói mà chẳng có chút suy nghĩ nào như vậy. Audio điện tử võ tấn bền. Khết chương 50.